Chương 1401 một lão đầu nhỏ gầy ngồi ở trên xe lăn, nói là lão đầu cũng không thích hợp, chỉ bất quá tóc hắn hoa râm, lại thêm lôi thôi lếch thếch nên nhìn mới khá già. Tổ An âm thầm kinh hãi, lão đầu này quá gầy, hơi khom chút sẽ khiến người ta liên tưởng tới con khỉ, thực rất khó tưởng tượng quái vật khổng lồ bên ngoài là hắn làm ra. Ánh mắt hắn vô ý thức rơi xuống trên đùi đối phương, tuy mặc quần, nhưng ẩn ẩn có thể phát giác được héo rút hơn người bình thường không ít. Lúc này Khương La Phu dùng nguyên khí truyền âm nói, ngươi không nên nhìn chằm chằm vào chân của tứ sư huynh, hắn rất kiêng kỵ người khác dùng ánh mắt dị dạng nhìn hắn. Trong lòng Tổ An run lên, vội vàng rời mắt, cũng không phải hắn sợ đối phương tức giận, mà cảm thấy đây là một loại lễ phép cơ bản, chân hắn bị sao thế? Khương La Phu đáp, hai chân của tứ sư huynh trời sinh tàn tật, cho nên mới lập chí dùng luyện kim thuật đền bù thân thể không đủ. Rất hiển nhiên hắn đã thành công, ngươi đừng nhìn hắn ngồi xe lăn thì khinh thị hắn, cảm thấy hắn hành động bất tiện, chỉ cần hắn ở trên xe lăn thì linh hoạt hơn đại đa số người tu hành đất nhiều. Cái xe lăn này từ một ý nghĩa nào đó là pháp bảo của hắn, không đúng, là một phần thân thể của hắn. Tổ An nghe mà trong lòng càng bội phục, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Lão đầu hắc hắc nói, các ngươi ở nơi đó nói gì thế, hơn phân nửa là nói xấu ta. Khương La Phu nói, tứ sư huynh hiểu lầm, ta chỉ giới thiệu cho hắn những công tích vĩ đại của ngươi mà thôi. Tổ An cũng thừa cơ nói, vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy máy móc khôi lỗ kia, thật là quá rung động, lòng kính ngưỡng tiền bối không gì sánh được. Lão đầu tự nhiên chính là tứ sư huynh Thậm Hư Tử của Khương La Phu, hắn nghe vậy cái cằm dương lên, có chút đắc ý vuốt râu, chỉ là đồ chơi nhỏ không có ý nghĩa mà thôi. Tuy miệng nói như vậy, nhưng vẻ tự đắc trong mắt lộ rõ trên mặt. Tổ An tò mò hỏi, không biết những khôi lỗi kia đến cùng là dùng nguồn năng lượng gì khu động. Thậm Hư Tử bình sinh đắc ý nhất những tác phẩm này, thấy có người hỏi thăm, tự nhiên cao hứng trả lời, tự nhiên là dùng nguyên thạch, ta dùng mấy chục năm mới nghiên cứu ra trang bị ổn định rút ra năng lượng trong nguyên thạch. Tổ An hỏi tiếp, không biết một viên nguyên thạch bình thường có thể duy trì khôi lỗ vận hành bao lâu? Thậm Hư Tử lắc đầu nói, một viên nguyên thạch bình thường không đủ, chí ít cần 9981 viên nguyên thạch địa cấp, mỗi lần chiến đấu xong đều cần thay đổi, đương nhiên nếu chỉ trong nhà hộ viện bình thường thì không cần đổi. Ta cho ngươi biết, 81 viên nguyên thạch địa cấp thống nhất sử dụng, ta phí. Ai biết Tổ An lại thở dài, đáng tiếc. Đây là tác phẩm đắc ý nhất của Thậm Hư Tử, hắn đang định trải lòng một phen, ai biết đối phương nói như vậy, không khỏi giận tím mặt, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đến từ Thậm Hư Tử, điểm nộ khí cộng 777 cộng 777 cộng 777. Khương La Phu giật mình, lặng lẽ kéo tay áo của Tổ An, tỏ ý hắn chớ làm loạn. Tổ An nhìn Thậm Hư Tử chắp tay nói, tứ sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải nghi vấn thành quả của ngươi, ngược lại ta còn cực kỳ bội phục. Một bên sắc mặt của Khương La Phu cổ quái, sao gia hỏa này ngay cả tứ sư huynh cũng kêu, sao luôn cảm giác hắn là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta thế nhỉ? Lúc này sắc mặt của Thậm Hư Tử mới thoáng hòa hoãn, vậy vừa rồi lời kia của ngươi là có ý gì? Tổ An giải thích nói, chẳng qua là cảm thấy nguồn năng lượng dùng nguyên thạch, hơn nữa số lượng còn lớn như vậy, đã định trước chỉ có quyền quý mới dùng nổi, hơn nữa còn không phải quyền quý bình thường, cuối cùng không có cách nào cải thiện dân chúng sinh hoạt. Loại vật này vốn không phải dành cho dân chúng bình thường. Trên mặt Thậm Hư Tử cũng không nhịn được lộ ra thịt đau, đừng nói dân chúng bình thường, cho dù là hắn cũng tiêu phí không nổi, chiến đấu một lần phải dùng 81 viên nguyên thạch địa cấp. Phải biết luyện kim sư là nghề nghiệp được công nhận không thiếu tiền, nhưng bởi vì những khôi lỗi này, để hắn nghèo rách mồng tơi. Hắn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta một mực cải tiến hiệu suất tiêu hao năng lượng, hy vọng có ngày có thể giảm bớt đến 64 viên là có thể vận chuyển. Tổ An nhịn không được nói, tỷ lệ lợi dụng năng lượng đã định trước rất khó đề cao, hơn nữa 64 viên nguyên thạch địa cấp, đại đa số người cũng tiêu phí không nổi. Xú tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện đúng không? Ánh mắt của Thậm Hư Tử nheo lại, hậm hực trừng Tổ An. Đến từ Thậm Hư Tử, điểm nộ khí cộng 404 cộng 404 cộng 404. Tổ An cười khổ nói, chủ yếu là vừa rồi gặp thất sư huynh, hắn một mực lấy cải thiện dân sinh làm nhiệm vụ của mình, ta bị lý tưởng của hắn tin phục, cho nên vô ý thức sẽ suy nghĩ có thể dùng ở trên người dân chúng hay không. Nếu tứ sư huynh có thể nghiên cứu ra nguồn năng lượng mà dân chúng có thể dùng, đây tuyệt đối là có thể lưu danh thiên cổ. Đối phương đổi tên Thậm Hư Tử là muốn lưu lại một chỗ cắm rùi ở trong lịch sử luyện kim thuật, cho nên hắn cố ý ném ra chỗ tốt. Quả nhiên, trên mặt Thậm Hư Tử lóe qua vẻ hưng phấn, hô hấp gấp rút mấy phần, tựa hồ bị tiền cảnh hấp dẫn, có điều hắn rất nhanh nhụt chí, không được, những vật này vốn không phải là cho bình dân dùng. Vậy thì chưa chắc. Tổ An nói, nguyên thạch xác thực quá đắt, dân chúng không cách nào tiêu phí, vậy nguồn năng lượng khác thì sao? Còn có nguồn năng lượng khác gì chứ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thậm Hư Tử hừ một tiếng.
Những năm này có thể sử dụng, ta cơ bản đều thử qua, chỉ có năng lượng của nguyên thạch là ổn định nhất. Tổ An nói, vậy có nghĩ qua than đá hoặc dầu đen không? Than đá, dầu đen. Thậm hư tử còn tưởng đối phương có kiến giải độc đáo gì, nghe thế thì thất vọng. Những đồ chơi kia dùng để nhóm lửa sưởi ấm còn được, nhưng cung cấp năng lượng thì quá nhỏ. Nói tới chỗ này hắn đã mất hết hứng thú, đi đi đi, ta muốn nghiên cứu, không có thì giờ nói lý với người. Khương La Phu nhất thời lo lắng, nghĩ thầm vốn mình xuất mã muốn nhờ vẫn có xác suất nhất định, kết quả Tổ An cùng đối phương lôi kéo những thứ này chọc giận hắn. Gia hỏa này vẫn quá tự phụ, trước đó trùng hợp tin phục đám người Duẫn Thi, Hắc Bạch Tử, cho rằng mình thật không gì làm không được. Nhưng lại không biết những sư huynh đệ này ai không phải nhân vật đứng đầu một lĩnh vực. Bất quá để hắn bị chút ngăn trở cũng tốt, người trẻ tuổi quá mức thuận buồm xuôi gió không phải chuyện tốt, đợi lát nữa ta lại thừa cơ an ủi hắn. Đúng lúc này, Tổ An lại mở miệng, tứ sư huynh có nghĩ qua máy hơi nước không? Máy hơi nước? Đó là đồ chơi gì? Thậm hư tử không hiểu ra sao, bất quá nghe cái danh từ này, tựa hồ có liên quan tới nội dung mình nghiên cứu, nên hắn không có vội vã đuổi người, dự định trước nghe một chút lại nói. Khương La Phu lại nghe lầm, nghe thành hơi nước gà, nghĩ thầm đây là món ăn nổi tiếng nơi nào. Nàng vội vàng nhắc nhở, A Tổ, tứ sư huynh ta không thích món ngon, ngươi đừng ở phương diện này lãng phí thời gian. Tổ An ngạc nhiên, thực không hiểu vì sao nàng nói như vậy, bất quá hiện tại hắn không có thời gian hỏi thăm, chỉ có thể đè xuống nghi hoặc trả lời thậm hư tử, là một loại máy móc sử dụng hơi nước làm động lực. Nói vớ nói vẩn, hơi nước có bao nhiêu lực lượng, đẩy ra một cái nắp nồi đã giỏi. Thậm hư tử hừ lạnh, càng ngày càng cảm thấy mình và gia hỏa này nghiên cứu thảo luận vấn đề kỹ thuật là lãng phí thời gian, hắn trực tiếp phất tay áo, quay xe lăn đi vào trong phòng. Không tiễn. Đến từ thậm hư tử, điểm nộ khí cộng 311 cộng 311 cộng 311. Tổ An thở dài, ta nghe nói các hạ là luyện kim sư nổi danh nhất kinh thành, vốn còn tưởng có chút bản lĩnh, kết quả hiện tại xem ra chỉ là hư danh. Khương La Phu nghe nói như thế, lông tơ toàn thân dựng đứng. Tiểu tử thúi này bị thần kinh sao, dám đắc tội tứ sư huynh như vậy. Phải biết tuy tính cách của tứ sư huynh quái gở, nhưng tổng thể còn rất rộng lượng, trừ hai chuyện, một là hắn tàn tật, đã từng có người dưới tình huống không biết rõ tình hình chế giễu hắn, kết quả lập tức bị hắn dùng khôi lỗ nện hai chân vỡ nát, làm cho đối phương cũng nếm thử tư vị chân gãy. Chuyện thứ hai là nghi vấn trình độ của hắn, cái này thậm chí còn kiêng kỵ hơn chuyện thứ nhất. Đã từng có học sinh nghi vấn hắn dạy luyện kim thuật đúng sai, kết quả bị hắn dùng loại luyện kim thuật kia luyện. Người học sinh kia còn là nhi tử của công tước, bên công tước kia tự nhiên không mặc kệ, huyên náo sôi sùng sục, đáng tiếc cuối cùng sự kiện này không có kết quả gì. Ngay cả nhi tử của công tước ở phương diện này đắc tội hắn, cũng có kết cục như thế, thân phận của Tổ An hôm nay cách công tước còn kém xa lắm. Khương La Phu không lo được tức giận, vội vàng bồi tội nói, tứ sư huynh chớ có để ý, vị bằng hữu này nhất thời nóng vội nói sai, cũng không phải có chủ tâm mạo phạm, ta dẫn hắn đi ngay. Tu vi của tứ sư huynh vốn không bằng nàng, nhưng tăng thêm những khôi lỗi kia, nàng lại không bằng. Lại thêm nơi đây là sân nhà của tứ sư huynh, thật đánh nhau ngay cả nàng cũng không có lòng tin toàn thân rút lui, càng không nói đến bảo hộ Tổ An. Ai biết thậm hư tử căn bản không để ý tới nàng, mà bỗng nhiên quay người, hắn rõ ràng ngồi ở trên xe lăn, nhưng quay người còn mau lẹ hơn người bình thường, đôi mắt gắt gao nhìn Tổ An. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đến từ thậm hư tử. Điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Hắn vừa dứt lời, một trận ầm ầm truyền đến, cả vùng run rẩy, chỉ thấy một khôi lỗi to lớn đi tới ngoài cửa, trên đầu vai mở ra, từng họng pháo màu đen xuất hiện. Tổ An lưng phát lạnh, khôi lỗ này hoàn toàn là binh khí hình người nha. Hắn không dám thừa nước đục thả câu, miễn cho quân đội bạn không cẩn thận bắn chết, người nói hơi nước đẩy ra nắp nồi là cực hạn, như vậy nếu ở trong một không gian bịt kín nhỏ hẹp thì sao? A. Trong mắt thậm hư tử lóe lên tinh quang, vội vàng vẫy tay. Nhưng đầu vai khôi lỗ đã lóe lên ánh lửa. Nhìn thấy hỏa lực kia, Tổ An xanh mặt, trách mình nói quá chậm. Hắn đang muốn thi triển thuấn di, nhưng bỗng nhiên ý thức được cái gì, dừng ở tại chỗ không động. Những đạn pháo kia nửa đường bỗng nhiên chuyển hướng, xẹt qua một dấu vết quỷ dị, tất cả đều rơi vào trên vách tường cách đó không xa. Tổ An vốn cho rằng những đạn pháo kia uy lực to lớn, sẽ nổ vang trời, kết quả trên vách tường lóe lên kim quang. Từng cái phốc phốc phốc, toát ra một đoàn khói đen, sau đó không có sau đó. Chỉ như vậy, Tổ An có chút xem thường uy lực của những đạn pháo kia, chẳng lẽ đại pháo trên khôi lỗ là dùng để dọa người. Xem ra thậm hư tử ở trên kỹ thuật khôi lỗ còn chưa đủ hoàn thiện. Cảm nhận được vẻ xem thường trong mắt hắn, Khương La Phu vội vàng nói, ngươi không nên khinh thị, uy lực đạn pháo của tứ sư huynh rất lớn. Trước kia thời điểm hắn thí nghiệm, thường xuyên chấn cả hậu sơn rung chuyển. Các học sinh khổ không thể tả, ngay cả chúng ta cũng chịu không được.
chỉ bất quá khôi lỗ của hắn quá khó đối phó, lại thêm ngày bình thường đan dược phải cầu cạnh hắn, cho nên mọi người mới nhịn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thẳng đến có một ngày tứ sư huynh thả ra đạn pháo động tĩnh quá lớn, quấy rầy lão sư nghỉ trưa, bị lão sư hung ác đánh một trận, từ đó tứ sư huynh mới thu liễm. Tổ An giật mình, nguyên lai tế tử đại nhân thủ dai như thế. Khương La Phu vội vàng giải thích, tuy lúc đó lão sư đánh cho hắn một trận, nhưng cũng thông cảm hắn nhất định phải thí nghiệm, nên bảo đại sư huynh cố ý thiết kế bức tường này, ở phía trên bày ra phù văn trận pháp, tiêu trừ uy lực của đạn pháo, cho nên ngươi mới nghĩ lầm những đạn pháo kia miệng cọp gan thỏ. Thì ra là thế. Tổ An thầm nghĩ đại sư huynh này thật lợi hại, tiện tay vẽ trận pháp thì có thể ngăn cản khôi lỗ của tứ sư huynh toàn lực xạ kích. Lúc này thanh âm của Thậm Hư Tử có chút cấp bách truyền đến, vừa rồi ngươi nói máy hơi nước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này Tổ An không có thừa nước đục thả câu, uy lực của hơi nước bình thường bị mọi người xem nhẹ, nhưng một khi ở trong không gian bịt kín nhỏ hẹp, nếu không ngừng nén hơi nước, sẽ có hậu quả gì? Hoặc là không nén nổi, hoặc không gian sẽ nổ tung. Dù sao Thậm Hư Tử cũng là luyện kim sư, hơi suy nghĩ liền kịp phản ứng. Tổ An nói tiếp, nếu không gian bịt kín có một cái van có thể di chuyển thì sao? Tự nhiên có thể đẩy mạnh cái van kia. Hai mắt của Thậm Hư Tử tỏa sáng. Nếu đầu khác của van liên tiếp bánh răng, hoàn toàn có thể đẩy một loạt máy móc vận chuyển. Không đúng không đúng, hơi nước bộc phát chỉ có thể đẩy một lần, không có tính thực dụng. Tổ An cười nói, nếu hơi nước ở trong không gian bịt kín được làm lạnh, không phải lại có thể đẩy tiếp sao? Từ trình độ nào đó nói nhân loại tiến bộ, ngay ở các loại máy hơi nước, mặc kệ là nhiệt điện, thủy điện hay hạch điện đều như thế. Diệu, diệu. Thậm Hư Tử nhịn không được vỗ tay tán thưởng, ánh mắt nhìn về phía Tổ An thay đổi, không còn ngạo mạn giống như trước, thay vào đó là vẻ ân cần. Vị tiểu huynh đệ này, không đúng, vị tiên sinh này, ý nghĩ máy hơi nước của ngươi là từ đâu mà đến, tuy chỉ vài lời, nhưng ta có thể đoán được, cái này sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Khương La Phu nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Trước một giây nàng còn nghĩ làm sao mới có thể, từ trong tay tứ sư huynh cứu Tổ An, thậm chí cân nhắc thời khắc nguy cấp sẽ gọi lão sư xuất mã. Nhưng một giây sau tứ sư huynh lại coi hắn là khách quý, thậm chí còn kính cẩn gọi hắn tiên sinh. Tứ sư huynh không phải đám người hắc bạch tử, hắn nghiên cứu lĩnh vực của mình đã đến cảnh giới tự phụ. Cái máy gì kia có ma lực lớn như vậy? Tổ An đáp, ta ở trong một quyển cổ thư nhìn thấy. Cổ thư? Thậm Hư Tử hơi nghi hoặc. Cổ thư nào có ghi chép như vậy, vì sao ta chưa thấy qua? Khương La Phu thay Tổ An giải thích, hắn từng đi qua một bí cảnh, ở bên trong thấy rất nhiều đồ vật thượng cổ. Thậm Hư Tử giật mình, thì ra là thế, không biết trên quyển sách kia còn ghi lại cái gì? Nói xong vẻ mặt tha thiết chờ mong nhìn Tổ An. Tổ An tằng hắng, lần này chúng ta đến là tìm lò luyện đan, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi chỗ hậu cần nhìn xem, miễn cho những người kia tan ca. Nói đùa cái gì? Những lò luyện đan ở chỗ hậu cần đều là tàn thứ phẩm ta đưa cho bọn họ, ngươi đi nơi đó làm gì, tới, ta đưa ngươi một cái tốt nhất. Thậm Hư Tử vừa nói vừa kéo hắn đi vào trong phòng, như sợ hắn chạy mất. Nhìn Tổ An bị kéo đi, trái tim của Khương La Phu rung động, tiểu gia hỏa này đến cùng còn sẽ cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Tuy tuổi tác nhỏ hơn mình, nhưng tựa hồ tất cả nam nhân mình từng thấy, còn chưa có ai vượt qua hắn. Phi, La Phu a La Phu, ngươi đang suy nghĩ lung ta lung tung gì thế? Khương La Phu xỉ một cái, trên khuôn mặt lãnh diễm hiện ra vẻ đỏ ửng. Ngón tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn ra đùi bóng loáng, trên mặt lóe qua vẻ ảm đạm, trong lòng âm thầm thở dài, chân xinh đẹp như thế, không có người thưởng thức, thật là quá đáng tiếc. Bất quá Khương La Phu lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi hơi đỏ mặt, mình lúc nào đa sầu đa cảm như thế. Nàng vội vàng thu thập tâm tình, nhanh chóng theo sau, lo lắng Tổ An ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Lại nói Tổ An theo Thậm Hư Tử một đường đi vào trong. Tuy Thậm Hư Tử ngồi ở trên xe lăn, nhưng xe lăn căn bản không cần đẩy, tự động xoay tròn chạy đi. Thậm Hư Tử vốn có chút đắc ý, muốn nghe Tổ An than thở vài câu, ai biết thần sắc của đối phương như thường. Hắn có chút hổ thẹn, một người có thể nói ra lý thuyết máy hơi nước tuyệt đối là đại tài, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động dung. Hắn làm sao biết, Tổ An ở kiếp trước nhìn qua bao nhiêu loại xe điện, sớm đã tập mãi thành thói quen. Trong lòng Thậm Hư Tử vẫn còn có chút không phục, muốn tìm về chút mặt mũi. Hắn lặng lẽ khởi động cơ quan ngày bình thường không nỡ khởi động, mỗi lần đi ngang qua một cánh cửa đều không cần hắn lấy tay đẩy, bên trong cũng không có người hầu, liền tự động mở ra nghênh đón bọn họ. Thậm Hư Tử nhìn về phía Tổ An, nghĩ thầm lần này hẳn có thể trấn trụ ngươi, muốn duy trì những cơ quan này vận chuyển, lại phải tiêu hao mười mấy viên nguyên thạch địa cấp, ai, tháng này lại phải cạp đất mà ăn. Ai biết Tổ An vẫn mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản không để ý, trong lòng Thậm Hư Tử cực kỳ rung động.
Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên biết đối phương tuyệt đối không phải cố ý giả bộ, mà thật không coi là chuyện đáng kể, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, tổ tiên sinh cảm thấy cửa tự động này của ta như thế nào? Tổ An mặt lộ vẻ do dự, cách một hồi mới lên tiếng, còn tạm được. Thậm Hư Tử lòng sinh không vui, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi sinh ra đã biết? Hắn nhịn không được nói, nghe khẩu khí của tổ tiên sinh tự hồ cảm thấy không vừa ý, có chỗ thiếu sót gì cứ nói đừng ngại, ta cũng tiện cải tiến. Hắn dự định dò xét đối phương một chút, Khương La Phu không phải nói những kiến thức của đối phương là ở trong cổ thư nhìn thấy sao, mình chớ để cho hắn hù dọa, bằng không sẽ bị sư huynh đệ khác cười đến rụng răng. Nghe hắn hỏi, Tổ An liền nói, vừa rồi ta thấy mỗi lần ngươi đến trước cửa cần ấn một vật, thực ra hoàn toàn có thể làm chốt mở cảm ứng, như thế chỉ cần người tới gần, sẽ tự động mở ra. Chốt mở cảm ứng. Thậm Hư Tử sững sờ. Cái kia là vật gì? Đại khái là một loại trang bị giám sát bằng tia hồng ngoại. Tổ An thuận miệng đáp, lúc này hắn tò mò dò xét bốn phía, hắn quan tâm hơn là mình có thể cầm được đan lô như thế nào. Tia hồng ngoại. Thậm Hư Tử phát hiện những danh từ này chưa từng nghe thấy, nhưng nghe lại có thể đại thể đoán được ý tứ. Ngày thường hắn nghiên cứu luyện kim thuật, lúc ngẫu nhiên cũng sẽ có một số ý nghĩ tương quan, chỉ bất quá khi đó chỉ thoáng qua, bây giờ bị hắn nhắc lên, mới dần dần nhớ lại, đồng thời biết đối phương không phải nói lung tung. Cái này hắn lại không hoài nghi, trong mắt đầy cuồng nhiệt, vội vàng theo sau. Tổ tiên sinh thật là thần nhân, hôm nay cùng tổ tiên sinh trò chuyện, thắng qua ta khổ tu 10 năm. Tổ An mộng bức, kiếp trước vào trung tâm mua sắm nhìn quen những cửa tự động kia mà thôi, ngươi cần kinh ngạc như vậy. Khương La Phu theo ở phía sau, biểu lộ có chút chết lặng, trước đó nhìn mấy sư huynh đệ kia biểu hiện, bây giờ một màn này đã rất khó làm tâm tình nàng chập chờn. Tứ sư huynh khách khí. Tổ An cười nói, không biết vấn đề đan lô. Ngươi nhìn trí nhớ của ta này. Thậm Hư Tử vỗ trán. Tiên sinh đi theo ta. Ngay sau đó hắn mở ra một cánh cửa lớn, trong này đều là đan lô cực phẩm ta cất giữ mấy năm nay, tiên sinh nhìn chúng cái nào cứ trực tiếp lấy, coi như ta đưa tiên sinh lễ gặp mặt. Cửa vừa mở, Tổ An liền cảm giác được mùi thuốc thấm vào ruột gan đập vào mặt, đây cũng không phải đan dược đang luyện chế, mà là những đan lô kia lưu lại dư vị, hiển nhiên những đan lô này đều không phải phẩm phẩm. Ánh mắt Tổ An quét nhìn một vòng, phát hiện cả gian phòng trưng bày rất nhiều ngăn tủ tinh xảo, mỗi ngăn tủ tạo hình khác biệt. Chính giữa trưng bày từng cái đan lô tạo hình đặc biệt. Mỗi đan lô ngoại hình, phong cách đều khác lạ, nhưng có một điểm giống nhau, chính là trên mỗi đan lô đều ẩn ẩn có một tầng ánh sáng lung linh lưu chuyển, hiển nhiên mỗi cái đều có linh tính. Thậm Hư Tử vuốt ria mép, có chút tự đắc nói, những đan lô này là bao năm qua ta luyện chế hoặc tìm được, mỗi một cái đều có thể được xưng cực phẩm. Lần này Tổ An là thật tâm tán dương, tứ sư huynh quả nhiên không hổ là luyện kim sư lợi hại nhất kinh thành, vậy mà có nhiều đan lô tốt như vậy. Ngày bình thường lời như thế, Thậm Hư Tử không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng không chút gợn sóng, hôm nay nghe Tổ An nói, cả người lại cực kỳ thỏa mãn, dường như lỗ chân lông toàn thân đều đang hoan hô. Không dễ dàng à, rốt cục được gia hỏa này tán thành. Bỗng nhiên Thậm Hư Tử có một loại cảm giác lệ rơi đầy mặt, như trở lại thời kỳ gà mờ, lần thứ nhất được lão sư khen ngợi. Nghĩ tới đây hắn càng phấn chấn, như, hiến vật quý giới thiệu nói, tổ tiên sinh, những đan lô này mỗi cái đều có công năng đặc biệt. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, nhìn ngươi thích cái nào hơn. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, tốt, làm phiền. Hiện tại hắn vẫn là một nghiệp dư, nên nghe ý kiến của chuyên gia. Thậm Hư Tử từ trong hộc tủ lấy ra một cái đan lô tròn trịa, Tổ An cách thật xa cũng cảm giác được khí tức tâm thần thanh thản, nhịn không được hỏi, tựa hồ đan lô này có một loại cảm giác công chính bình thản. Thậm Hư Tử cười ha ha, tổ tiên sinh quả nhiên có tuệ nhãn, lô này tên Thiện Lương Lô. Thiện Lương Lô. Đừng nói Tổ An, ngay cả Khương La Phu cũng giật mình, tại sao đan lô có thể có cái tên kỳ quái như thế? Thậm Hư Tử giải thích, tên như ý nghĩa, lô này luyện chế đan dược liệu thương, bổ dưỡng xác suất thành công sẽ tăng lên 50%, luyện chế đan dược đả thương người, hại người, nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không thành công, ngươi nói đan lô này có thiện lương hay không? Xác thực thiện lương. Tổ An cười khổ nói, trong lòng âm thầm bổ sung một câu, bất quá em vợ của ta càng thiện lương. Vậy tổ tiên sinh cần đan lô này không? Thậm Hư Tử hỏi. Tổ An do dự, sau cùng vẫn lắc đầu nói, ta xem qua những cái khác rồi nói sau. Tuy hiệu quả rất tốt, nhưng công dụng quá cực hạn, hắn khó đảm bảo sẽ không luyện chế đan dược tính công kích, nhưng đan lô này sẽ để cho hắn tất không thành công. Thậm Hư Tử cười cười, người trẻ tuổi luôn thế, xác thực không quá thích loại đan lô bình thường. Sau đó hắn lại lấy ra một cái đan lô góc cạnh rõ ràng, trên thân lò còn có hai lỗ tai bén nhọn. Lô này tên Ác Ma Lô, đặc tính vừa vặn ngược lại Thiện Lương Lô, luyện chế đan dược trị liệu, bổ dưỡng tất không thành công, luyện chế đan dược công kích, xác suất thành công gia tăng 50%.
Tổ An bất đắc dĩ, hai cái đan lô này quả thực là oan gia, chẳng qua nếu ta đồng thời nắm giữ hai cái lô này, chẳng phải tất cả đan dược đều đề cao 50% xác suất thành công. Phảng phất như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Thậm Hư Tử thở dài, đáng tiếc hai loại lô như nước với lửa, nếu luyện chế một cái bên trong, thì không có cách nào sử dụng cái khác, đây cũng là nguyên nhân những năm này ta một mực không có sử dụng bọn chúng. Thần sắc của Tổ An cổ quái, những đan lô này thật tùy hứng. Thậm Hư Tử cầm ra đan lô khác, vẫn nhìn cái khác, lô này tên Vô Tình Lô, khác hai cái vừa rồi, nó theo nguyên tắc thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu, mặc kệ ngươi luyện chế đan dược trị bệnh cứu người, hay đan dược công kích hại người, nó đều đối xử như nhau, xác suất thành công tăng lên 20%. Tổ An cao mày nói, xác suất tăng lên hơi thấp. Vừa rồi hai cái kia đều tăng lên 50% nha. Thậm Hư Tử nói, dù sao trên đời này nào có sự tình song toàn mỹ, hơn nữa 20% cũng không tính thấp, ta thời gian dài đều dùng đan lô này, tích lũy tháng ngày, nó mang đến đề thăng còn rất tốt. Tổ An hơi do dự, năng lực của Thậm Hư Tử là không thể nghi ngờ, ngay cả hắn cũng trường kỳ dùng cái này, như vậy chứng minh chọn nó hơn phân nửa không sai. Hắn đang chuẩn bị đáp ứng, bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm của Mị Ly, đừng vội quyết định, tựa hồ ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngươi xem xét bốn phía một chút. Tổ An vừa mừng vừa sợ, chủ yếu là Mị Ly bây giờ xuất quỷ nhập thần, rõ ràng từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, nhưng thường xuyên tìm nàng nói chuyện nàng lại không có động tĩnh, cũng không biết nàng là rơi vào trạng thái ngủ say tiếp, hay đơn thuần không muốn để ý đến hắn. Bây giờ nghe được thanh âm của nàng, Tổ An không khỏi mừng rỡ. Rốt cuộc là thứ gì? Tổ An vội vàng truy vấn. Mị Ly do dự nói, ta cũng không nói lên được, chỉ cảm giác được quen thuộc, ngươi ở phụ cận nhìn xem một chút đi. Tổ An gật gật đầu. Sau đó nhìn Thậm Hư Tử nói, còn có đan lô khác không? Thấy đối phương vẫn thờ ơ, Thậm Hư Tử hơi kinh ngạc, đành phải lấy ra một cái lô khác, lô này tên tiết kiệm lô. Khương La Phu kinh ngạc nói, đan lô còn có sự tình tiết kiệm hay không tiết kiệm? Tổ An nhịn không được cười rộ lên, đan lô cũng có phân thiện lương tà ác, vậy tự nhiên cũng có khái niệm tiết kiệm. Thậm Hư Tử vuốt chòm râu, liên tục gật đầu, tổ tiên sinh quả nhiên là người đồng đạo, kiến thức không có mấy người có thể vượt qua. Khương La Phu lật mắt khinh thường, lười tranh cãi với đám gia hỏa này. Thậm Hư Tử vuốt ve đan lô trong tay nói, lô này mỗi lần luyện thành đan, có 25% xác suất trả lại tài liệu luyện đan. Chúng ta luyện đan khan hiếm nhất chính là các loại tài liệu, có lô này, tích lũy tháng ngày, có thể tiết kiệm phí dụng rất lớn. Đặc biệt là một số tài liệu chân quý hy hữu, nếu phát động xác suất trả lại, thì kiếm lời càng nhiều. Tổ An nhịn không được cảm thán, này thật đúng là một đan lô tiết kiệm. Lúc này Thậm Hư Tử cũng lên hào hứng, có lòng khoe khoang đồ cất giữ của mình, hắn lại lấy ra một cái đan lô khác, lô này tên xa xỉ lô, mỗi lần luyện đan cần nguyên vật liệu nhiều hơn 50% đan lô khác, sau đó có 10% xác suất thu hoạch được gấp đôi đan dược. Tổ An nhịn không, được đậu đen rau muống, chỉ có 10% xác suất gấp đôi. Vậy cái lô này không khỏi quá không có lời. Thậm Hư Tử gật đầu, không sai, nếu như luyện đan dược bình thường, lô này xác thực không ổn, nhưng luyện chế một số đan dược đặc thù. Dùng nó lại có hiệu quả. Tỷ như một số đan dược vô cùng chân quý, cần tài liệu quá hy hữu, rất khó gom góp vật liệu luyện thành hai viên, thì có thể dùng đan lô này thử thời vận. Khương La Phu nhịn không được nhíu mày, cái này không phải là đánh bạc sao, có câu 10 lần đánh cược 9 lần thua, ta không thích cái lô này. Thân là người tu pháp gia, nàng thiên nhiên kháng cự những đặc tính này. Thậm Hư Tử cười ha ha nói, lô này xác thực rất khảo nghiệm vận khí, cho nên có lúc ta bí mật xưng là cược cẩu lô, nếu người bình thường mà nói. Dùng đan lô này quá thiệt, nhưng đối với một số người có đại khí vận, dùng đan lô này lại kiếm bộn không lỗ, ta nhìn tổ tiên sinh chính là người có đại khí vận như vậy. Tứ sư huynh quá khen. Tổ An cười ha hả, đồng thời âm thầm nghĩ, ban đầu ở Minh Nguyệt Thành mình rút được viên thuốc tăng lên vận khí. Nếu dùng nó, kết hợp đan lô này, quả nhiên là không thể tốt hơn. Hắn có chút ý động, đáng tiếc nghĩ đến Mị Ly nói đồ vật quen thuộc, hắn vẫn đè xuống tâm dục dịch, quyết định lại nhìn một chút. Thấy hắn vẫn không động tâm. Thậm Hư Tử hơi kinh ngạc, ánh mắt của gia hỏa này không khỏi quá cao đi. Chỉ là lúc này hắn có ý khoe khoang, nên không nói gì, dẫn hắn tiếp tục đi vào bên trong. Khương La Phu có chút bận tâm, bí mật truyền âm nói, A Tổ, như vậy được rồi, một mực chọn xuống vạn nhất chọc giận tứ sư huynh sẽ được không bằng mất. Tổ An cười khổ, xem ra ngay cả Khương La Phu cũng cho rằng hắn lòng tham không đáy, đáng tiếc không có cách nào giải thích, chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Lúc này Thậm Hư Tử lại cầm một cái đan lô tạo hình đặc biệt. Hoa văn trên thân lò ẩn ẩn hình thành một đồ án vẻ mặt vui cười, lô này tên nghịch ngợm lô. Khương La Phu, nàng ở một bên đã nghe đến chết lặng, gia hỏa này cất giữ đều là đồ chơi ly kỳ cổ quái gì thế? Thậm Hư Tử giới thiệu nói, đan lô này chỗ đặc biệt là sau mỗi lần luyện thành đan,
nó sẽ tùy cơ giao phó đan dược một loại thuộc tính đặc thù. Tổ An sững sờ, như vậy đan lô này chẳng phải tốt nhất. Luyện thành đan bỗng dưng gia tăng một thuộc tính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm Hư Tử thở dài, nào có đơn giản như vậy, viên thuốc này giao phó thuộc tính hoàn toàn là tùy cơ, cũng không nhất định là chính diện, có lúc sẽ có thuộc tính phụ diện, làm cho hủy đan. Tổ An, chỉ sợ đan lô này mới thật là cửa cẩu lô. Đúng lúc này, thanh âm của Mị Ly vang lên, trong ngăn tủ phía dưới, có cái đan lô xanh biếc, chính là nó. Tổ An kinh ngạc, lần theo đối phương chỉ thị nhìn lại, đó là một cái đan lô thường thường không có gì lạ, nói là đan lô cũng có chút miễn cưỡng, trước đó Thậm Hư Tử giới thiệu những cái kia, mỗi cái đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng cái đan lô này không có gì, ân, nói như vậy cũng không chính xác, mặt ngoài vẫn có chút đồ vật, một tầng xanh mơn mởn. Cái màu sắc này là điểm xấu, nội tâm Tổ An rất kháng cự, hoàng hậu tỷ tỷ, có phải ngươi nhìn lầm không, cần nhìn thêm không? Thanh âm bất mãn của Mị Ly truyền đến. Ngươi cảm thấy ta là loại người kết luận lung tung sao? Tổ An cũng biết không giống, đành phải đi qua cầm cái đan lô xanh biếc, cái màu sắc này cảm giác cùng ta hữu duyên, không bằng lấy nó đi. Hắn thấy Thậm Hư Tử tùy y ném nó ở trong góc, không giống quá coi trọng, nghĩ đến cũng sẽ không nỡ. Ngươi chọn nó. Thậm Hư Tử giật mình. Khương La Phu thần sắc cổ quái, ngươi hữu duyên với màu xanh biếc. Tổ An vội vàng nói, ta thích mang đến cho người khác loại màu sắc sinh cơ giặt rào này, cũng không phải ta thích. Cái này phải giải thích rõ ràng cho nàng, miễn cho nàng nghĩ mình biến thái như Ngô Vương thì hỏng bét. Sau đó nhìn về phía Thậm Hư Tử, thế nào, đan lô này rất quý giá. Cũng không thể coi là quý giá. Thậm Hư Tử lắc đầu. Đan lô này là ta ở trong một bí cảnh cơ duyên xảo hợp lấy được, đáng tiếc những năm này mặc kệ ta nghiên cứu như thế nào, cũng tìm không thấy nó có chỗ đặc thù gì. Nhưng bí cảnh kia rất khó, tuyệt đối không có khả năng này là một vật vô dụng, chẳng lẽ tổ tiên sinh biết công dụng của nó? Tổ An lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ nhìn nó có chút thuận mắt. Tuy hắn không biết, nhưng Mị Ly hơn phân nửa biết, chỉ bất quá bây giờ không phải thời điểm hỏi nàng những thứ này. Khương La Phu hé miệng cười nói, thế nào, tứ sư huynh không nỡ. Nàng nhìn ra Thậm Hư Tử do dự, lo lắng hắn cự tuyệt, liền cố ý dùng lời đến kích hắn. Thậm Hư Tử lập tức nghiêm mặt, nói bậy, Thậm Hư Tử ta cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Cũng được, mấy năm nay ta không thể nghiên cứu ra công năng của nó. Như vậy chứng minh nó không có duyên với ta, hiện tại đưa cho tổ tiên sinh đi. Tổ An tiếp nhận tiểu lô, hắn có thể cảm giác được Mị Ly kích động, đa tạ tứ sư huynh. Thậm Hư Tử cũng là người rộng rãi, đồ vật, đưa ra ngoài liền không để ở trong lòng, mà lôi kéo Tổ An đi vào trong, tới, lại cùng ta nói sự tình máy hơi nước. Hai người trong phòng trò chuyện thật lâu, Tổ An vừa lấy đồ vật của người ta, cũng có chút xấu hổ, tự nhiên là hỏi gì đáp nấy. Sau cùng Thậm Hư Tử hài lòng không gì sánh được. Lúc tiễn biệt vẫn không quên nhìn Khương La Phu nói, bát sư muội, lần này ngươi tìm được nam nhân tốt. Khương La Phu trợn mắt, đã nói hắn chỉ là đệ đệ của ta. Tốt, đệ đệ tốt, đệ đệ tốt. Thậm Hư Tử cười hắc hắc, cũng không biện giải cái gì. Khương La Phu và Tổ An rời đi, còn phát hiện hắn ở phía sau không ngừng phất tay tiễn biệt, nhịn không được nói, a Tổ, tứ sư huynh nói ngươi đừng để ở trong lòng, gia hỏa kia trừ luyện kim thuật, phương diện khác cũng là người ngu ngốc. Tổ An khẽ giật mình, hắn nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Khương La Phu cười nhạt, tiểu gia hỏa này còn rất lanh lợi. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Thậm Hư Tử nói, nàng lo lắng đi cùng Tổ An quá gần sẽ bị người hiểu lầm, thấy đã giúp hắn tìm được đan lô, liền tìm lý do phân biệt. Nhìn cặp đùi đẹp vừa trắng vừa dài, Tổ An còn chưa kịp cảm thán, thanh âm của Mị Ly đã vang lên, quả nhiên là tuyệt thế chân tốt. Tổ An, ngươi khi nào thì không nghiêm túc như thế? Nói cái đồ chơi kia đến cùng là tình huống như thế nào đi? Hắn lấy ra đan lô, luôn cảm thấy màu sắc có chút chướng mắt. Người nghe qua truyền thuyết cửu đỉnh chưa? Thanh âm thăm thẳm của Mị Ly vang lên. Cửu đỉnh. Tổ An sững sờ. Là lúc trước Hạ Vương Đại Vũ phân chia thiên hạ thành cửu châu, lệnh cửu châu cống hiến thanh đồng, rèn đúc cửu đỉnh, biểu tượng cửu châu, điều khắc danh sơn đại xuyên, dị vật cả nước lên thân cửu đỉnh kia. Không sai. Mị Ly hiện thân ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đan lô xanh mơn mởn trong tay hắn, thần sắc có chút phức tạp. Tổ An nghĩ thầm khó trách trước đó nàng quấn lấy ta, nhất định phải mua cho nàng mấy bộ váy, mặc vào xác thực rất xinh đẹp. A, nàng chỉ là linh hồn thể lại mặc được quần áo, đây chẳng phải chứng minh trình độ nhất định có thực thể. Cũng không biết xúc cảm như thế nào. Cuối cùng hắn vẫn bỏ đi suy nghĩ tìm đường chết kia, mà trở về chính đề. Cái đồ chơi này là cửu đỉnh biểu tượng hoàng quyền. Không phải nói đùa sao? Cửu đỉnh ở trong lịch sử Trung Hoa có địa vị to lớn, là trấn quốc chi bảo, nặng nề trang nghiêm là ấn tượng mà tất cả mọi người công nhận. Làm sao có thể xanh mơn mởn như thế? Mị Ly ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ nhìn lên bầu trời,
trong mắt có chút hoài niệm, năm đó Đại Vũ đúc Cửu đỉnh, Thương Thăng diệt Hạ, Cửu đỉnh trấn đô thành, sau khi Tây Chu diệt Thương, chiếm lấy Cửu đỉnh, đồng thời Cửu đỉnh triển lãm thiên hạ, về sau Đại Tần diệt Chu, Cửu đỉnh tự nhiên rời vào Hàm Dương, đáng tiếc sau khi Tần diệt sáu quốc nhất thống thiên hạ, Cửu đỉnh lại không biết tung tích, có truyền ngôn Cửu đỉnh rơi vào trong Tứ Thủy, năm đó Doanh Chính đi tuần Tứ Thủy Bành Thành, đã từng phái người xuống nước mò tìm, nhưng không thu hoạch được gì, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Tổ án hơi nghi hoặc, Cửu đỉnh không phải có 9 cái sao, hơn nữa mỗi cái đều to lớn nặng nề. Năm đó Tần Vương Doanh Đãng cũng bởi vì ngấp nghé Cửu đỉnh của Chu Vương Thất, cậy mạnh đi khiêng Ung Châu Chi đỉnh đại biểu Tần Quốc, sau đó bị đỉnh nghiền nát, làm sao có thể nhỏ như vậy. Mị Ly lắc đầu, ta cũng không rõ ràng tại sao lại dạng này, sở dĩ cảm thấy nó có quan hệ tới Cửu đỉnh là bởi vì năm đó ta đã từng tiến vào mật thất chuyên môn cất giữ Cửu đỉnh trong cung, tuy Cửu đỉnh đã mất, nhưng bên trong còn lưu lại khí tức Cửu đỉnh, loại cảm giác kia vô cùng đặc thù, mà bây giờ ta lại ở trên tiểu đỉnh này cảm nhận được khí tức đồng dạng. Nàng vuốt ve tiểu lô, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Vậy cái đồ chơi này ta dùng như thế nào? Ngay cả Thậm Hư Tử cũng không thu hoạch được gì. Tổ An nhíu mày, hiện tại hắn thiếu một cái đan lô có thể luyện đan, sớm biết như vậy còn không bằng tuyển cái khác. Mị Ly hừ một tiếng, tầm nhìn hạn hẹp, Cửu đỉnh là trọng khí của thế giới chúng ta, Thậm Hư Tử không lĩnh hội thấu rất bình thường, nhưng ngươi không giống, ngươi và đỉnh này hữu duyên, chắc hẳn lĩnh hội không thành vấn đề. Hy vọng như vậy đi. Tổ An cười khổ nói, nhưng hắn không có chút lòng tin. Mị Ly đang muốn nói gì, bỗng nhiên cau mày, nhẹ hừ một tiếng, thất giao quang kia phán đoán vận mệnh của ngươi quả nhiên không sai, đều là đào hoa. Sau khi nói xong, thân hình nàng hóa thành khói xanh, hiển nhiên lại lần nữa trở lại Thái A kiếm. Tổ An sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa, trong rừng hoa đào đứng một bóng người xinh đẹp, váy dài tung bay, vòng eo yêu kiều, ngực thẳng mông vểnh, khuôn mặt tươi cười kiều diễm, không phải Thái tử Phi Bích Linh Lung thì có thể là ai? Tổ An có chút ngoài ý muốn, đi tới hỏi, vì sao Thái tử Phi lại ở chỗ này? Bích Linh Lung quay đầu, trên mặt hơi kinh ngạc, a, thật khéo, sao ngươi cũng ở chỗ này? Trên mặt Tổ An cũng có mấy phần mừng rỡ, nhìn, thấy người quen, còn là một muội muội xinh đẹp, rất khó khiến người ta không cao hứng. Ta vốn định tới bái phỏng tế tử, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy, vì sao Thái tử Phi ở chỗ này? Ta tới gặp một vị cố nhân, sau đó nhìn thấy rừng đào xinh đẹp, liền nhịn không được ngừng chân thưởng thức, không nghĩ tới gặp ngươi. Bích Linh Lung nói những thứ này mặt không đỏ tim không loạn, dường như căn bản không biết Tổ An tới nơi này. Đúng là quá khéo. Bỗng nhiên Tổ An hiếu kỳ, trước đó thất giao quang quan sát vận mệnh của mình, thấy đào hoa đầy trời, không phải là tiên đoán được một màn này chứ. Ngươi bây giờ đi về sao? Muốn đi cùng không? Bích Linh Lung giả vờ rất tự nhiên nói. Tốt. Tổ An vốn bởi vì đám người Sở Sơ Nhan lần lượt rời đi, cảm thấy ở kinh thành cực kỳ cô đơn, có bằng hữu làm bạn cầu còn không được. Khóe môi của Bích Linh Lung hơi dương lên, có điều rất nhanh che giấu đi, đồng thời không nói gì nữa, tự mình đi về phía trước. Tổ An không thể không thừa nhận trên người nữ nhân này luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, còn có một loại quý khí trời sinh, mị lực rất lớn nha. Hai người sóng vai đi ở trong rừng hoa đào, gió nhẹ lướt qua, vô số cánh hoa đào từ trên trời rơi xuống. Dù cánh hoa nhẹ như không có gì, nhưng lại ở trong lòng Bích Linh Lung gảy lên từng cơn sóng gợn. Nữ nhân chung quy là sinh vật thích lãng mạn, hình ảnh này để cho nàng có một loại xúc động không hiểu. Có điều nàng rất nhanh tập trung ý chí, dường như trong lúc lơ đãng hỏi, vừa rồi tựa hồ nghe hậu sơn động tĩnh rất lớn, nghe nói học viện đến một vị tiên sinh, để chư vị đệ tử chân truyền của tế tử tin phục, không biết ngươi có biết không? Tổ An có chút xấu hổ, cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là cùng bọn hắn trao đổi một chút, vừa vặn biết một vài đồ vật mỗi người bọn họ nghiên cứu, cho nên bị bọn họ coi là tri kỷ mà thôi, hai chữ tiên sinh không dám nhận. Bích Linh Lung kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch, nguyên lai người thần bí kia là ngươi. Trùng hợp mà thôi. Thấy mặt mũi nàng tràn đầy chấn kinh và kính nể, Tổ An cảm thấy rất hưởng thụ, không thể không nói, ánh mắt thưởng thức và sùng bái của nữ nhân là động lực lớn nhất của nam nhân. Bích Linh Lung hé miệng cười khẽ, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này, xem ra ở Đông Cung vẫn còn có chút nhân tài không được trọng dụng, về sau ta nhất định sẽ cho ngươi sân khấu càng lớn. Đa tạ Thái tử Phi. Về sau ta nhất định sẽ ở trên người Thái tử Phi cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng. Biết nàng lôi kéo mình, Tổ An cũng rất phối hợp bày tỏ lòng trung thành. Bích Linh Lung đỏ mặt, tựa hồ gia hỏa này là đang cố ý chiếm tiện nghi của ta. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định đã sớm tức giận, nhưng lúc này nàng lại không sinh ra hỏa khí, chẳng qua là cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy dồn dập. Nhìn nàng thẹn thùng, Tổ An không thể không tán thưởng gương mặt nàng tinh xảo. Lúc này bên tai Tổ An truyền đến tiếng hừ lạnh của Mị Ly, hồ ly tinh. Thần sắc của Tổ An cổ quái, ngươi sẽ không ăn dấm chứ? Phi,
bản cung sẽ ăn dấm với một tiểu nha đầu. Mị Ly tức giận. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 250 cộng 250 cộng 250. Cách một hồi, nàng mới tiếp tục nói, vì ngăn ngừa tiểu tử ngốc ngươi bị người ta chơi đến xoay quanh, bản cung hảo ý chỉ điểm ngươi một chút, nữ nhân này rõ ràng ngay từ đầu liền biết ngươi ở trong học viện, hơn nữa nàng cũng chuyên ở chỗ này chờ ngươi, kết quả lại giả ra bộ dáng cái gì cũng không biết. Hừ, năm đó ta ở trong cung, dạng nữ nhân gì chưa thấy qua, tiểu nha đầu này diễn không tệ, bất quá so với những nữ nhân kia vẫn kém chút hỏa hầu. Ngươi chắc chắn chứ? Tổ An có chút ngoài ý muốn, vừa rồi Bích Linh Lung biểu hiện rất tự nhiên nha. Đương nhiên, Mị Ly bất mãn. Trước đó ở ngoài phòng tế tửu, ta cảm nhận được khí tức của nàng, cho nên nàng một mực chứng kiến tất cả, còn cố ý như vậy là có giáp tâm gì. Ai biết Tổ An lại cười, ta lại cảm thấy như vậy càng có ý tứ, nam nhân mà, đều ưa thích loại nữ nhân xinh đẹp có chút kỹ nữ trong kỹ nữ khí. Mị Ly, ngươi đi chết đi. Đến từ Mị Ly. Điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Sau đó nàng nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Tổ An cũng bất đắc dĩ, nghĩ thầm hoàng hậu tỷ tỷ ngươi cũng có thể kỹ nữ trong kỹ nữ khí chút nha, ta cũng sẽ ưa thích. Đáng tiếc lời như thế là vạn vạn không dám nói với nàng, bằng không thật có khả năng nguy hiểm tính mạng. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Bích Linh Lung, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, nữ nhân này rất ý tứ. Ngươi một mực nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có dính gì sao? Bích Linh Lung cảm nhận được ánh mắt của hắn, vô ý thức sờ sờ gương mặt. Tổ An vừa cười vừa nói, đúng vậy, trên mặt ngươi có hoa, còn dễ nhìn hơn hoa đào đầy trời. Bích Linh Lung không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp tán dương mình như vậy, trong lúc nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn, lá gan của ngươi không khỏi quá lớn, trước đó ta cường điệu qua, đừng tưởng phát sinh sự kiện kia thì cho rằng có thể không an phận với ta. Nói nàng lại, cảm thấy như vậy quá cứng nhắc, bây giờ trên người đối phương có giá trị to lớn đáng giá nàng đầu tư. Nên lập tức giải thích, chủ yếu là ngươi như vậy rơi vào trong tay người thứ ba, không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng có phiền toái rất lớn, cho nên ngươi đừng trách ta tức giận. Tổ An nhịn không được cười lên, ngươi hiểu lầm, ta chỉ phát ra từ thực tình ca ngợi ngươi mỹ lệ, đồng thời không có ý nghĩ gì khác. Nữ nhân này ngược lại là khẩu thị tâm phi, trên miệng nói tức giận, nhưng hệ thống không lấy được một điểm nộ khí. Bích Linh Lung hai má đỏ ửng, vậy thì tốt. Sau đó hai người lâm vào trầm mặc, trái tim nàng lại không bình tĩnh được. Vì sao gia hỏa này ngay cả thái tử phi cũng không hô, mà xưng ngươi ta, có phải ta nên lạnh lùng cùng hắn kéo xa khoảng cách hay không? Nhưng vừa rồi hắn ở hậu sơn biểu hiện, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, nếu không thể lôi kéo giao hảo hắn, tương lai chỉ sợ hiệu quả không lớn. Nhưng cũng không thể để cho ta thi triển mỹ nhân kế chứ. Bích Linh Lung chưa từng xoắn suýt như vậy, thực ra nàng là chính trị gia trời sinh, tuy tuổi còn trẻ, nhưng bản lĩnh lôi kéo thủ hạ lại cực kỳ cao minh. Chỉ là những thủ đoạn này đối phó Tổ An luôn cảm thấy giật gấu vá vai. Nói cho cùng vẫn là vì phát sinh sự tình kia, để cho nàng không cách nào hoàn toàn lấy tâm thái bình thường đối mặt hắn. Lúc này hai người sóng vai đi ở trên đường nhỏ, bả vai như có như không đụng chạm vài cái. Bích Linh Lung kìm lòng không được nghĩ đến lúc đó Tổ An ôm nàng không mảnh vải, da thịt không khỏi nhiễm lên một tầng ửng hồng. Thái tử phi. Lúc này cách đó không xa truyền đến thanh âm của thị nữ Dung Mạc, lúc này Bích Linh Lung mới buông lỏng một hơi. Đồng thời vẻ thẹn thùng trong nháy mắt không thấy, thay vào đó là trang nghiêm ưu nhã. A, Tổ đại nhân. Nhìn thấy Tổ An ở một bên, Dung Mạc không khỏi kinh ngạc. Bích Linh Lung nói, vừa rồi ở hậu sơn ngẫu nhiên xảo ngộ Tổ đại nhân, vừa vặn cùng một chỗ trở về. Dung Mạc không tiện hỏi lại, vâng. Đồng thời thay Bích Linh Lung kéo màn xe. Bích Linh Lung khom lưng tiến vào xe ngựa, vốn muốn gọi Tổ An cũng tiến vào bày ân sủng, nhưng lập tức ý thức được như vậy rất dễ mang tiếng. Mới sửa lời nói, Tổ đại nhân có thương tích trong người, an vị ở trước xe ngựa đi, vừa vặn có thể lái xe giúp bản cung. Thái giám thị vệ ở xung quanh đều liếc nhìn, từng cái ném qua ánh mắt hâm mộ. Tổ An lại cười khổ, thời đại này cấp trên thường để cho thủ hạ giúp đỡ lái xe, hoặc đi nhà xí canh cổng lấy đó thân cận lung lạc, nhưng hắn thấy, cái này chỉ là làm sa phu, thực rất khó mang ơn. Đương nhiên hắn cũng lý giải hảo ý của Bích Linh Lung, không đến mức sẽ hiểu lầm đối phương nhục nhã hắn. Lái xe thì lái xe, dù sao cũng tốt hơn đi bộ. Ân, một ngày nào đó ta sẽ quang minh chính đại cùng nàng ngồi ở trong xe ngựa. Hắn thuận thế nhảy lên càng xe, tay cầm roi ra, quất lên mông ngựa, tuấn mã bị đau, kêu ré lên phi nước đại. Thị vệ thái giám ở xung quanh thấy thế vội vàng đuổi theo, Tổ đại nhân, chậm một chút, chậm một chút. Trong xe ngựa, Bích Linh Lung cũng lảo đảo, ngày thường nàng ngồi xe ngựa xưa nay sóng yên biển lặng, làm sao thử qua cách chơi cuồng dã như vậy. Một bên Dung Mạc nắm chắc song cửa sổ, oán trách nói, Thái tử Phi, ngươi nhìn ra hỏa này quá không ra gì, nào có lái xe như vậy. Bích Linh Lung lấy tay vuốt mái tóc hỗn loạn, bên môi nở nụ cười yếu ớt,
ta lại cảm thấy ngày thường ngồi xe có chút không thú vị, như vậy mới có ý tứ. Dung Mạc há to miệng, khiếp sợ nhìn chủ tử nhà mình, luôn cảm thấy nàng thay đổi. Cảm nhận được thị vệ ở sau lưng bị hất ra một đoạn, Bích Linh lung vén rèm xe, gió lớn thổi đến tóc nàng bay múa. Tổ đại nhân, ngươi có thương tích trong người, chúng ta đưa ngươi về nhà tĩnh dưỡng trước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dung Mạc kinh hãi, vội vàng khuyên can. Thái tử Phi nghĩ lại, nào có đạo lý ngài tự thân đưa thần tử về nhà, một khi lan truyền ra, sẽ có rất nhiều lời đồn, huống chi hai ngươi vừa mới. Lời phía sau nàng không dám nói tiếp, bất quá biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Bích Linh Lung hơi nhíu mày, biết nàng Dung Mạc nói không phải không có lý, hai người vừa mới truyền ra lời đồn, tuy Trường Phong ba kia đã qua, nàng hợp thời lung lạc tổ an một chút có thể giải thích là không thẹn với lương tâm, nhưng nếu như quá nhiệt tình, khó tránh khỏi sẽ phản tác dụng. Lúc này tổ an cười nói, Thái tử Phi tự mình tiễn ta về nhà, này là nâng giết ta, không qua mấy ngày ta sẽ bị một đám người ghen ghét xé nát, vẫn là ta đưa Thái tử Phi hồi cung đi. Bích Linh Lung buông lỏng một hơi, gia hỏa này xác thực rất biết quan tâm người. Ừm, như vậy cũng tốt, vừa vặn lại đi Thái y viện một chuyến, lấy cho tổ đại nhân chút linh dược. Tổ an vốn định cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ lại, mình luyện đan còn cần rất nhiều dược tài, không ít thứ khó mua, có thể vào Thái y viện lấy thì quá tốt. Một đường đi tới Hoàng Cung, Bích Linh Lung tự mình dẫn tổ an đi Thái y viện. Thái y viện Mã An nghe tin liền chạy ra, thần tham kiến Thái tử Phi. Bích Linh Lung hơi gật đầu đáp lại, Mã đại nhân miễn lễ, hôm nay ta tới là muốn tìm một số dược vật chữa thương. Không biết Thái tử Phi muốn dược vật gì? Mã An hỏi, ta muốn. Bích Linh Lung bỗng nhiên dừng lại, sau đó trưng cầu nhìn về phía tổ an. Tổ an đáp, cần thiên hạc chi, xích tinh ngọc, tử tiêu linh hoa, không biết nơi này có không? Mấy loại này đều là dược tài luyện chế tụ nguyên đan nhất định phải có, hơn nữa tương đối chân quý. Trong lòng Mã An hồ nghi, những dược liệu này không phải dùng liệu thương, mà càng giống như luyện chế đan dược đột phá. Bất quá ở trước mặt Thái tử Phi hắn không dám hỏi nhiều. Thiên hạc chi, xích tinh ngọc có, tử tiêu linh hoa trong viện không có. Bích Linh Lung ân một tiếng, vậy chuẩn bị cho bản cung một ít, bản cung đang cần. Vâng. Mã An cung kính đáp, nhanh chóng chuẩn bị tốt dược tài, sau đó ân cần đưa cho nàng. Làm phiền Mã đại nhân. Bích Linh Lung không có tiếp, mà để Dung Mạc cầm lấy, sau đó dẫn người rời đi. Ra Thái y viện, Bích Linh Lung thong dong tiếp nhận thiên hạc chi và xích tinh ngọc, sau đó đưa cho tổ an, tổ đại nhân trở về dưỡng thương, không nên bôn ba bốn phía. Đa tạ Thái tử Phi. Trong lòng tổ an ấm áp, tuy nữ nhân này có không ít thói xấu, nhưng đối đãi mình còn không tồi. Lúc này trên lầu các Thái y viện, sau lưng cửa sổ đang trốn tránh một đôi mắt tràn ngập ghen ghét. Ta đường đường viện phán Thái y viện, lại còn kém một tiểu tử tuổi trẻ. Hắn cũng không phải có tưởng niệm gì với Thái tử Phi, chẳng qua cảm thấy mình cung cung kính kính đưa cho Thái tử Phi. Kết quả đối phương tùy ý bảo nha hoàn nhận, quay đầu thì tự mình đưa cho một nam nhân khác, để hắn cực kỳ khó chịu. Xem ra truyền ngôn lần trước rất có thể là thật. Mã An lẩm bẩm. Vậy vì sao tổ an không có việc gì, ngay cả tú y sứ giả cũng không tra được. Chờ chút, ta nhớ lần trước Thái tử Phi cũng thay kim bài thập nhất, lấy dược vật trị liệu thần hồn, lần này lại thay tổ an lấy dược tài chân quý khác, hai lần cực kỳ tương tự. Khó trách tú y sứ giả cũng không tra được, nếu tổ an là kim bài thập nhất, như vậy hết thảy đều giải thích thông. Nghĩ đến đây, hô hấp của Mã An liền dồn dập lên, không ngừng qua lại trong phòng, tựa hồ suy nghĩ cân nhắc cái gì. Không được, đây chỉ là suy đoán, vạn nhất báo lên sai lầm, ngược lại sẽ ảnh hưởng hình tượng của ta trong mắt chủ nhân. Ân, ta phải đi điều tra rõ ràng lại nói. Mã An tự nhủ. Hắn nghĩ đến chiến tích của tổ an trong khoảng thời gian này, hơn nữa nếu hắn thật là kim bài thập nhất, tu vi sẽ càng cao, tuy mình là viện phán của Thái y viện, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Có điều hắn không lo lắng, chạy vào phòng dịch chuyển một ngăn tủ, từ trong hốc tối móc ra một cái bình sứ đen nhánh. Bởi vì cái gọi là y độc không phân biệt, thân là danh y, thời điểm giết người còn cần đích thân chém chém giết giết sao. Tay cầm bình sứ, trên mặt Mã An lộ ra nụ cười tự đắc. Lại nói sau khi Bích Linh Lung giao dược tài cho tổ an, tuy còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ý thức được thân phận của hai người không nên biểu hiện quá thân mật, trong hoàng cung phải cực kỳ thận trọng, thế là nàng căn dặn đối phương vài câu, sau đó quay người về Đông Cung. Tổ an vốn muốn đến Bạch Sa tiểu viện luyện đan, nhưng lại lo lắng động tĩnh quá lớn, gây nên hoàng đế chú ý thì phiền phức, thế là quyết định xuất cung về nhà. Kết quả vừa đi không bao xa, bỗng nhiên đối diện đụng vào một đám cung nữ thái giám, bọn họ mở đường thì mở đường, bung dù thì bung dù, vây quanh một quý phụ chậm rãi đi tới. Quý phụ mặc hoa phục, nhưng khó nén dáng người ngạo nhân, đặc biệt là cung trang thấp ngực phác họa ra da thịt trắng như tuyết, còn có lúc hành tẩu bờ mông thướt tha nở nang,
đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng sinh ra ham muốn. Có điều thân phận của nàng thực khiến người ta không dám có ý đồ, những tiểu thái giám ở bên cạnh, dù bị thế cũng không ai dám liếc nhìn nhiều. Có điều một lão thái giám lớn tuổi ở bên người nàng lại ngoại lệ, hắn đi ở đằng sau quý phụ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cái mông tròn trịa, một hồi lộ ra vẻ nôn nóng, một hồi lại thở dài ảo não. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một đám thái giám lên thanh lâu. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Tổ An nhận ra hắn là Lữ Công Công, phu nhân xinh đẹp kia không phải hoàng hậu Liễu Ngưng thì là ai? Lữ Công Công cũng nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là giận dữ, hiển nhiên là nhớ lại sự tình phát sinh ngày đó. Đến từ Lữ Kỳ, điểm nộ khí cộng 588 cộng 588 cộng 588. Bất quá không bao lâu hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nộ khí dần dần tán đi, thay vào đó là hô hấp dồn dập, hốc mắt ửng hồng, tựa hồ nhiều một tia thỏa mãn. Tổ An một mực cảnh giác phòng bị, cho nên phản ứng của đối phương không có trốn qua ánh mắt hắn. Hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi, vị Lữ Công Công này quả nhiên là cực phẩm, hắn và Ngô Vương hẳn sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Lúc này hoàng hậu nhìn thấy Tổ An, mắt phượng sắc bén thoáng nhu hòa mấy phần, nguyên lai là Tổ đại nhân, nghe nói thái tử phi để ngươi nghỉ, sao còn ở trong cung. Trong lòng Tổ An run lên, nữ nhân này rất rõ hành tung của hắn, vội vàng trả lời, ta đến thái y viện lấy chút thuốc. Hắn không dám nói thái tử phi dẫn hắn đến, thân là Akuamun. Tránh ở trước mặt một nữ nhân nhắc một nữ nhân khác là thao tác cơ bản nhất. Hoàng hậu mở miệng nói, vậy thì tốt, chỗ bản cung cũng có không ít linh dược chữa thương, những năm này để trong cung cũng không có tác dụng gì, những ngày này tổ đại nhân lao khổ công cao, vừa vặn cho ngươi chữa thương. Trong lòng Tổ An vui vẻ, đa tạ nương nương. Hiện tại hắn muốn luyện đan còn cần mấy loại dược liệu đây. Vậy theo bản cung tới Khôn Ninh cung đi. Hoàng hậu không lộ ra dấu vết liếm liếm bờ môi, trong mắt phượng ngày thường uy nghiêm, lúc này nhiều một tầng thủy khí. Bên cạnh Lữ Công Công biểu lộ phức tạp, cuối cùng âm thầm thở dài một hơi, không hề nói gì. Tổ An, cảm tình đưa thuốc cho ta là giả, thèm thân thể ta là thật nha. Tuy hắn không ngại cùng hoàng hậu đấu giao hữu trên giường, dù sao đêm đó thể nghiệm cực kỳ thoải mái, có điều hắn rõ ràng thực lực cá nhân mới là vương đạo, không muốn trầm mê ở trong sắc đẹp. Huống chi hiện tại hắn đã biết đối phương tìm hắn là vì hấp thu tinh huyết để trị thương, tự nhiên là có chút lo lắng. Đa tạ nương nương ân điển. Bất quá thần còn có chuyện quan trọng muốn xuất cung một chuyến, ngày khác trở lại Khôn Ninh cung thỉnh tội với nương nương. Sau khi nói xong hắn liền đào tẩu. Ngày khác, nhìn hắn hốt hoảng rời đi, hoàng hậu giống như cười mà không phải cười, trên miệng lại nhếch lên, chỉ sợ một đêm kia đã dùng hết đảm lượng của hắn. Lúc này đối phương hốt hoảng đào tẩu, dưới cái nhìn của nàng là bởi vì sợ bị hoàng đế phát hiện sự tình của hai người, cho nên nàng không thèm để ý, ngược lại suy nghĩ đằng sau làm sao mới có thể tìm cơ hội để hắn yên tâm lớn mật đến Khôn Ninh cung chơi. Sau đó nàng bí mật truyền âm hỏi thăm Lữ Công Công. Lữ Công Công mặt đỏ bừng, phải giúp nam nhân khác bày mưu tính kế tới chơi nữ nhân mình yêu thích, loại cảm giác kia thật rất khuất nhục và gây rối. Bất quá một giây sau hắn lại có cảm giác kích thích và chờ mong dị dạng, nguyên khí truyền âm thương lượng với hoàng hậu, có thể như thế. Tổ An rời hoàng cung liền buông lỏng một hơi, thanh âm trêu tức của Mị Ly truyền đến, thế nào, giai nhân mời ngươi lại cự tuyệt, không phù hợp tính tình của ngươi. Tổ An tức giận nói, ở trong lòng ngươi, ta là loại người vì nữ sắc mà không để ý chính sự sao? Trong lòng ta ngươi chính là như thế. Mị Ly rất chắc chắn gật đầu. Tổ An, hừ, vị hoàng hậu kia cũng quá làm dáng. Vậy mà ở ban ngày ban mặt mời ngươi đi làm những sự tình loạn thất bát tao kia. Trong giọng nói của Mị Ly tràn ngập bất mãn. Dạng nữ nhân này cũng có thể làm hoàng hậu, quả thực là kéo thấp hình tượng của hoàng hậu. Tổ An biết nàng một mực canh cánh trong lòng, nhịn không được cười nói. Ngươi không phải nói nàng chỉ vì liệu thương sao? Cần bố thí thân thể đến liệu thương, còn không đáng để ta khinh bỉ sao? Mị Ly hừ một tiếng, còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên cau mày. À, trong phòng ngươi giấu một người. Trong lòng Tổ An ấm áp, dù nàng nói về sau sẽ không giúp đỡ, để ta dựa vào chính mình, nhưng gặp phải sự tình vẫn không nhịn được chỉ điểm. Bên trong là nam nhân hay nữ nhân? Tổ An tâm tình nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là nam nhân. Mị Ly trợn mắt, trong đầu ngươi nghĩ đến cùng là cái gì thế hả? Sớm muộn có một ngày sẽ chết ở trên bụng nữ nhân. Nghe là nam nhân, Tổ An lập tức thu hồi nụ cười, toàn thân đề phòng. Hắn vào phòng, phát hiện nha hoàn người hầu trong phủ đều không thấy tăm hơi. Hắn nhướng mày, cho rằng bọn họ bị độc thủ. Bất quá lập tức phát giác được trong xương phòng truyền đến hô hấp nhỏ nhẹ, hẳn là ngất xỉu. Hắn âm thầm cười lạnh, xem ra là kẻ trộm ngu ngốc, làm choáng những người hầu này, ta vừa về rất dễ dàng phát hiện dị thường nha. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng. Ai biết không như trong tưởng tượng trốn ở sau cửa đột nhiên tập kích, ngược lại một bóng người ngồi ở trong phòng khoan thai uống trà, phảng phất như ở trong nhà mình.
Thấy rõ bộ dáng của đối phương, Tổ An có chút ngoài ý muốn. Mã đại nhân, hắn thực không nghĩ ra tại sao viện phán của Thái Y Viện lại xuất hiện ở trong nhà mình, hơn nữa còn lấy phương thức như vậy gặp mặt. Mã An bỏ chén trà lên bàn, khẽ cười nói, Tổ đại nhân cuối cùng cũng trở về, ta chờ ngươi rất lâu. Tổ An trầm giọng hỏi, Mã đại nhân đến cùng có ý gì? Xem ra trận pháp phòng ngự trong nhà quá thấp, không ngăn được cao thủ chân chính. Hy vọng Tạ Đạo Ẩn ở trong học viện học thành phù văn sư lợi hại, sau đó thay trận pháp cho mình. Tổ đại nhân không cần khẩn trương, ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Mã An cười nói. Tổ An nhìn ngọn nến chậm rãi thiêu đốt trên bàn, lạnh nhạt nói, không mời mà tới, còn làm. Choáng người hầu trong nhà, thực không giống như đến nói chuyện phiếm nha. Yên tâm, những người kia ngủ một giấc dậy sẽ không sao. Mã An nói, chủ yếu là nội dung chúng ta nói chuyện phiếm chắc hẳn Tổ đại nhân, cũng không muốn bị người khác nghe được. Mã đại nhân muốn trò chuyện cái gì? Tổ An trầm giọng nói. Mã An bắt chéo hai chân, trên dưới dò xét hắn, Tổ đại nhân trung khí 10 phần, thân thể mạnh mẽ giống như con trâu, nhìn không giống như có tổn thương nha. Cái này không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Tổ An dùng ngọc tông triệu hoán động vật ở phụ cận, xem xét bốn phía coi có người mai phục không. Ngươi không thừa nhận ta cũng đoán được, hôm nay ngươi ở Thái Y Viện lấy mấy loại dược liệu kia không có công hiệu trị thương. Mã An tiếp tục nói. Ngược lại, chúng càng nhiều là dùng để luyện chế đan dược trợ giúp tu vi đột phá. Không nghĩ tới Tổ đại nhân lại còn tinh thông luyện đan. Tổ An không thèm phí lời với hắn, ngươi đến cùng muốn nói gì? Mã An cũng không để ý, Tổ đại nhân đã muốn luyện chế đan dược đột phá, chắc hẳn gần đây tu vi sắp đột phá, người trong kinh thành đều nghĩ trước đó Tổ đại nhân có thể thắng Tề Vương Thế Tử, đánh ngang Hàn Phượng Thu, là bởi vì trong bóng tối có cao thủ thần bí tương trợ, bất quá hôm nay ta mới hiểu được, cao thủ thần bí kia căn bản không tồn tại, hoặc nói cao thủ thần bí kia chính là ngươi, có phải không? Kim bài thập nhất đại nhân. Tổ An giật mình, trầm giọng nói, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, có phải Mã đại nhân ngươi bị chứng vọng tưởng hay không? Đồng thời ánh mắt bắt đầu quan sát bốn phía, bắp thịt cả người lặng yên kéo căng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mã An cười, thập nhất đại nhân là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Cũng đúng, đối với tú y sứ giả các ngươi mà nói, có quyền lực chém trước tấu sau. Thanh âm của Tổ An cũng lạnh xuống, ngươi đến trong phòng ta chính là vì nói những thứ vô dụng này. Ta qua đương nhiên là vì xác nhận quan hệ giữa ngươi và kim bài thập nhất. Mã An nói, mới đầu ta còn không quá chắc chắn, nhưng nhìn ngươi phản ứng, hiện tại đã xác định không thể nghi ngờ. Tổ An hơi nheo mắt, tựa hồ Mã đại nhân không có sợ hãi, chẳng lẽ không sợ ở chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù đối phương là viện phán Thái Y Viện, nhưng Thái Y Viện không lấy tu vi tăng trưởng, nhìn nguyên khí ba động, bất quá chỉ là lục phẩm sơ kỳ, hắn đã biết mình là kim bài thập nhất, như vậy từ đâu tới lá gan độc thân tìm tới cửa. Thái Y Viện chúng ta xưa nay không thích chém chém giết giết, bởi vì cái gọi là y độc không phân biệt, chúng ta am hiểu cứu người, tự nhiên cũng am hiểu độc người. Mã An nhìn ngọn nến trên bàn. Bây giờ có phải ngươi cảm thấy toàn thân vô lực, nguyên khí trong cơ thể trống rỗng hay không? Tổ An biến sắc, vội vàng xông ra ngoài, kết quả bay một nửa, lại nặng nề từ trên không trung rơi xuống. Ngươi hạ độc, bị ổi. Nhìn hắn kinh sợ, Mị Ly bí mật quan sát nhịn không được cảm thán, nếu không phải mình biết hắn đã bách độc bất xâm. Còn thật bị phản ứng của hắn lừa gạt, gia hỏa này thật là diễn viên trời sinh. Mã An tự nhiên không có khả năng biết tình hình thực tế, thấy phản ứng của hắn, trên mặt lộ ra ý cười, đồng dạng đều là giết người, các ngươi dùng đao kiếm giết người, ta dùng độc giết người, làm sao lại bị ổi? Người lợi hại hơn động vật ở chỗ biết đầu óc. Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ đầu mình, giọng mỉa mai lộ rõ trên mặt. Tổ An suy yếu hỏi thăm, đây là độc gì, tại sao lại lợi hại như vậy? Nói đến chỗ đắc ý của mình, Mã An lập tức lên tinh thần, từ trong ngực móc ra một bình sứ đen nhánh, loại độc này tên băng tâm tuyết phách, là ta trong một lần cửu tử nhất sinh lấy được, chúng độc này, cả người giống như ở trong băng tuyết ngập trời, thân thể hành động, nguyên khí vận chuyển, sau cùng thậm chí ngay cả tim, và hồn phách đều sẽ bị đông cứng không cách nào di động. Cho dù là tông sư chúng độc này cũng rất có thể tánh mạng khó đảm bảo, chớ nói chút tu vi ấy của ngươi bây giờ. Trên mặt Mã An lộ ra vẻ đau lòng. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ bình sứ vào trong ngực. Chết ở dưới kỳ độc mà tông sư cũng không thể kháng cự, người cũng coi như chết đúng chỗ. Tổ An âm thầm kinh hãi, nghe hắn hình dung lợi hại như thế, cũng không biết Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh mang đến hiệu quả bách độc bất xâm khiêng nổi hay không. Hắn lặng lẽ vận chuyển nguyên khí, xác thực cảm giác được có một chút khí tức âm lãnh xâm nhập toàn thân, có điều rất nhanh liền bị Hồng Mông chân khí tự động hóa giải, tổng thể không có dị thường quá lớn. Lúc này hắn mới buông lỏng một hơi, sau đó thừa cơ hỏi, người ta không oán không cừu, vì sao lại hại ta như vậy? Không oán không cừu. Nghe được cái từ này, biểu lộ của Mã An thoáng cái biến vặn vẹo.
20 năm trước, đệ đệ ta chết ở trong tay một kim bài tú y sứ giả. Mỗi lần nhìn thấy kim bài tú y sứ giả các ngươi, ta liền hận không thể trừ cho thống khoái. Làm sao có thể tính toán không oán không cừu? Đến từ Mã An, điểm nộ khí cộng 444+444+444. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm nhận được oán niệm mãnh liệt của hắn, Tổ An đậu đen rau muống. Những người trong hoàng cung thẩm tra chính trị là làm ăn như thế nào? Vậy mà chiêu ra hỏa có vấn đề như vậy vào Thái Y Viện, còn thành viện phán. Thế nhưng hại đệ đệ ngươi không phải ta, ta mới đến kinh thành bao lâu chứ? Tổ An thử thăm dò nhìn xem có thể phủ nhận hay không, bằng không bởi vì nguyên do không rõ đầu đuôi cùng người vật lộn sống mái, không khỏi quá phiền muộn. Im miệng, tú y sứ giả các ngươi đều đáng chết. Ánh mắt của Mã An đỏ hồng. Đáng tiếc Trình Hùng quá vô dụng, lần trước hắn đến Thái Y Viện hỏi thăm tình huống các loại dược vật. Ta đã ám chỉ kim bài thập nhất lĩnh dược vật trị liệu thần hồn có vấn đề, kết quả hắn không chỉ không giết được ngươi, ngược lại bị ngươi giết chết. Trong lòng Tổ An bừng tỉnh, khó trách lần kia Trình Hùng có thể tra đến chỗ mình, ngay cả Chu Tà Xích Tâm cũng sinh ra hoài nghi, nguyên lai là gia hỏa này ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn trầm giọng nói, thế nhưng tú y sứ giả đều tuân theo ý chí của Hoàng thượng làm việc, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm Hoàng thượng báo thù? Mã An cười hắc hắc, ta không ngốc, tự nhiên không dám tìm Hoàng thượng. Chỉ cần giết chết những kim bài sứ giả các ngươi là được, đây là lời thề năm đó ta lập ở trước mộ phần của đệ đệ, những năm này ta đã trừ ba cái, ngươi sắp trở thành cái thứ tư. Tổ An, trước đó mọi người nói khoác kim bài tú y sứ giả lợi hại như vậy, kết quả bị người giết cũng không biết, thật mất mặt. Lại nói ra hỏa này oán niệm lớn như vậy, là có đam mê yêu đệ sao? Hắn nhịn không được hỏi, ngươi bởi vì cái này mà tàn sát mấy vị kim bài sứ giả, ngươi có biết đây là đại họa khám nhà diệt tộc không? Ngươi chết ai biết là ta hạ thủ. Mã An cười lạnh, hiển nhiên không thèm để ý, bất quá nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, ta ngược lại có thể để ngươi chết ít thống khổ. Tổ An thở dài, hôm nay ta xem như ngã ở chỗ này, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn cũng muốn mượn cơ hội này điều tra tình báo sau lưng đối phương, hắn luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, những kim bài tú y sứ giả kia không phải loại người tu vi cao sâu, tâm trí kín đáo sao, làm sao có thể dễ dàng bị hắn ám toán? Ngươi hiến cho Hoàng thượng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh có công năng trường sinh không? Mã An tha thiết nhìn về phía hắn. Tổ An cười lạnh, thế nào, ngay cả ngươi cũng vọng tưởng trường sinh. Ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần trả lời ta phải hay không phải. Mã An hơi không kiên nhẫn. Tổ An trầm giọng nói, đương nhiên có thể trường sinh, bằng không Hoàng thượng làm sao lại phong tước cho ta. Dĩ nhiên là thật, này phiền phức. Mã An lẩm bẩm, Hoàng thượng có thể trường sinh hay không mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn thay vào đó? Tổ An có chút không hiểu, lấy tu vi của Mã An, căn bản không có tư cách tham dự vào, bỗng nhiên trong lòng của hắn sáng lên. Nguyên lai sau lưng ngươi còn có người. Xú tiểu tử, hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Mã An hừ lạnh, ngươi và Thái tử Phi đến cùng xảy ra cái gì? Tổ An nhìn hắn, sau lưng ngươi đến cùng là ai, Tề Vương? Mã An giận, bây giờ ngươi có tư cách gì đặt câu hỏi? Đến từ Mã An, điểm nộ khí cộng 66+66+66. Nói xong hắn vẫn tức không nhịn nổi, trực tiếp đá tới, đá một nửa hắn bỗng nhiên sợ hãi cả kinh, vì sao trên người ngươi không có xương lạnh? Hắn vội vàng lùi lại, đáng tiếc đã muộn, Tổ An vốn hấp hối bỗng nhiên động, một phát bắt được mắt cá chân hắn. Mã An vô ý thức dùng cái chân còn lại đá, muốn tránh thoát đối phương giam cầm, đồng thời nỗ lực từ trong ngực móc ra độc dược ném qua, đáng tiếc trên mắt cá chân truyền đến lực hút to lớn, hắn cảm giác nguyên khí toàn thân như tuyết lở dũng mãnh thoát ra. Hắn không khỏi hoảng hốt, đây là tà công gì? Nói đến phần sau hắn đã hữu khí vô lực, loại cảm giác, trong thời gian ngắn thân thể bị móc sạch sẽ kia làm người cực kỳ suy yếu. Tổ An dùng thao thiết thôn thiên quyết hút sạch tu vi của hắn, lúc này mới buông tay, loại cảm giác hút công lực người này thật quá thoải mái, sợ khống chế không nổi, không cẩn thận trở thành công địch của giới tu hành. Không có khả năng, không có khả năng, băng tâm tuyết phách ngay cả tông sư cũng không chịu được, tại sao ngươi lại không có việc gì? Mã An nằm ở bên tường, lúc này mái tóc trắng xám, khuôn mặt khô gầy, mồm mép trắng bệch, cả người kinh hoàng bất an. Tổ An tự nhiên không có thì giờ nói lý với hắn, Mã đại nhân không nghĩ tới nhanh như vậy thì phong thủy luân chuyển nha, hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, nói đi, chủ tử sau lưng ngươi đến cùng là ai? Mã An đắng chát cười lạnh, thường đi ở bờ sông, đâu có đạo lý không ướt giày, ta sớm đã nghĩ đến có một ngày sẽ chết ở trong tay kim bài sứ giả, chỉ không nghĩ tới lại ở trong tay ngươi. Bất quá muốn từ trong miệng ta tìm hiểu tin tức, khuyên ngươi không nên si tâm vọng tưởng. Thật sao, trong đại, lao của tú y sứ giả, bao nhiêu xương cứng đi vào, còn chưa thấy qua sẽ không mở miệng. Tổ An cười lạnh nói.
Mã An lạnh nhạt nói, lúc trước ta quyết định ra tay với kim bài sứ giả, thì minh bạch sớm muộn có một ngày như thế, cho nên đã sớm hạ cấm chế trong thân thể. Một khi nghiêm hình tra tấn đến cực hạn nào đó, ta sẽ tự đoạn tâm mạch triệt để giải thoát, đừng hoài nghi viện phán như ta không làm được việc này. Tổ An cau mày, gia hỏa này không sợ hãi như vậy, xem ra hơn phân nửa là tình hình thực tế. Có điều hắn không lo lắng, ngươi cho rằng không tra tấn ngươi, ta sẽ không có cách nào. Thời điểm nói chuyện, trong phòng lóe lên bạch quang, một nữ tử điên đảo chúng sinh trống rỗng xuất hiện. Mã An khiếp sợ nhìn nữ tử cách đó không xa, nữ nhân này là làm sao bỗng dưng xuất hiện. Có điều rất nhanh hắn liền không quan tâm những thứ này, mà bị mỹ mạo của nữ tử làm rung động. Hắn ở trong hoàng cung lâu, nhìn qua không biết bao nhiêu mỹ nữ tuyệt sắc, tỷ như hoàng hậu, thái tử phi, bạch phi, đơn thuần dung mạo chưa hẳn kém nữ nhân kia bao nhiêu. Nhưng nữ tử trước mắt có một loại mị lực điên đảo chúng sinh, thậm chí nàng không cần nói, không cần bất kỳ động tác gì, đơn giản đứng ở nơi đó, tùy tiện nháy mắt mấy cái, hắn sẽ phát hiện linh hồn nhỏ bé của mình bị câu đi. Trên đời lại có hồng nhan họa thủy như vậy. Mã An vốn bởi vì lớn tuổi, sớm đã coi nhẹ nữ sắc, nhưng hôm nay ngửi ngửi mùi thơm trong phòng, hắn phát hiện mình dường như trở lại lúc tuổi trẻ, nội tâm nhất thời linh hoạt lên. Nữ nhân này và Tổ An là quan hệ như thế nào, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Tựa hồ là nghe Tổ An triệu hoán tới. Gia hỏa này có tài đức gì? Một tiểu lưu manh đầu phố, đầu tiên là được Sở gia đại tiểu thư ưu ái, bây giờ lại có quan hệ với vưu vật tuyệt sắc như vậy. Đến từ Mã An, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Tổ An không còn gì để nói. Đây là tình huống gì? Nhìn muội muội xinh đẹp làm sao lại giận ta? Hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Trực tiếp nhìn nữ tử mỹ lệ nói, Đát Kỷ, khống chế hắn, điều tra rõ sau lưng là ai. Đát Kỷ có 3 năng lực, mê hoặc thiên hạ có thể ở trong thời gian ngắn khống chế khác phái. Đát Kỷ gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Mã An, lộ ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Trong nháy mắt đó Mã An ngốc, trong đầu chỉ còn lại thanh âm ta muốn chết, ngay cả nước miếng cũng không tự chủ được chảy xuống. Người sau lưng ngươi đến cùng là ai? Đát Kỷ không biết nói chuyện, chỉ có thể do Tổ An mở miệng hỏi. Sau lưng ta là chủ nhân. Bất quá ở trong mắt Mã An, phảng phất như Đát Kỷ hỏi thăm mình. Chủ nhân ngươi là ai? Tổ An vội vàng truy vấn. Chủ nhân là... Mã An vô ý thức lẩm bẩm, bỗng nhiên biến sắc, lập tức tỉnh táo lại. Tốt ngươi cái Tổ An, ngươi dùng tà thuật gì? Tổ An nhướng mày, sao đối phương lại ở thời điểm này tỉnh lại? Thanh âm của Mị Ly truyền đến, ngươi quên mê hoặc thiên hạ có một điều kiện sao? Chính là tu vi của mục tiêu nhất định phải thấp hơn Đát Kỷ mới được. Tổ An thở dài, ta đương nhiên nhớ. Chẳng qua cảm thấy tu vi của Mã An và Đát Kỷ không sai biệt lắm, đều là lục phẩm sơ kỳ. Hơn nữa vừa rồi ta cố ý hút khô công lực của hắn, không nghĩ tới vẫn không được. Mê hoặc thiên hạ yêu cầu tu vi thấp hơn Đát Kỷ. Như vậy hiển nhiên phải nghiêm khắc tuân theo điều kiện này. Còn ngươi hấp thụ công lực của hắn, sẽ không ảnh hưởng cảnh giới. Tuy tiền kỳ không có tu luyện thần hồn, nhưng sẽ vô trì vô giác tẩm bổ, ngươi hấp thụ công lực, nhưng thần hồn và cảnh giới của hắn vẫn bảo trì lục phẩm. Mị Ly phân tích nói. Vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Tổ An có chút đau đầu, Mã An này cũng là kê tặc, sớm làm tay chân lên thân thể, đánh là đánh không được, bây giờ lừa gạt cũng lừa gạt không được, thật không làm gì được hắn sao? Mị Ly suy tư một chút nói, trước đó không phải nói tụ nguyên đan có thể đề cao đẳng cấp kỹ năng của nàng sao, lần này tới thử một chút xem sao. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, đúng vậy. Ngươi nói chuyện với người nào? Nhìn thấy Tổ An nói một mình với không khí, Mã An chỉ cảm thấy đáy lòng bốc lên khí lạnh, vô ý thức muốn đào tẩu, đáng tiếc toàn thân sụi lơ, chỉ có thể chật vật xê dịch khoảng cách rất nhỏ. Tổ An mặc kệ hắn, trực tiếp đánh ngất đối phương, chờ mình luyện đan xong lại tới thu thập hắn. Có điều rất nhanh hắn ý thức được một vấn đề, hoàng hậu tỷ tỷ, nhưng cái đồ chơi này ngay cả Thậm Hư Tử cũng không biết làm thế nào a. Vừa nói vừa từ trong ngực móc ra đỉnh nhỏ, khoan hãy nói, cái đồ chơi này trừ màu sắc khó chịu thì nhìn lâu vẫn rất mi thanh mục tú. Thậm Hư Tử không có cách nào dùng, là bởi vì phương pháp của hắn không đúng. Mị Ly hiện thân, từ trong ngực hắn tiếp nhận đỉnh nhỏ màu xanh lục, ngón tay ngọc vuốt ve, một lúc lâu sau mới thăm thẳm thở dài. Ai, đáng tiếc không hoàn chỉnh, bất quá như vậy cũng tốt. Bằng không cửu đỉnh hoàn chỉnh không phải ngươi hiện tại có thể khống chế. Trong lòng Tổ An cảm giác có chút khó chịu, Thái A kiếm bị phong ấn, bây giờ cửu đỉnh cũng tàn khuyết, vận khí này đến cùng là tốt hay không tốt đây? Đương nhiên giờ phút này hắn quan tâm là vấn đề thực tế, trước đó ta đã thử qua, thứ này không quá giống đan lô. Ngươi biết cái gì? Mị Ly hừ một tiếng. Cửu đỉnh là biểu tượng quyền lực, nhưng nó vốn có công hiệu nấu đồ vật, ngươi quên trước đó ở trong ân khư bí cảnh sao? Cũng đúng. Tổ An gật đầu, lúc sơ khai, đỉnh là dụng cụ dùng để nấu đồ vật,
chỉ bất quá thân phận khác biệt dùng đỉnh lớn nhỏ, cùng với số lượng có quy định nghiêm ngặt. Đáng tiếc ban đầu ở Ân Khư làm thương vương nhiều năm như vậy, lại không có đi thử qua cửu đỉnh. Bỗng nhiên Tổ An có chút tiếc nuối, theo lý thuyết cửu đỉnh ở trước khi Tần Quốc nhất thống 6 quốc mất tích bí ẩn, nhưng thương triều khẳng định là có cửu đỉnh. Đáng tiếc lúc trước hắn chỉ nghĩ làm sao thông qua thí luyện, không có cân nhắc đến những thứ này. Mị Ly lắc đầu, uy lực của cửu đỉnh không tầm thường. Lúc trước thương vương Vũ Canh cũng không có khả năng dùng khí lực lớn như vậy, ở trong Ân Khư mô phỏng ra công năng của cửu đỉnh. Trong bí cảnh kia, cửu đỉnh hơn phân nửa cũng chỉ là đỉnh bình thường. Thì ra là thế. Tổ An nghĩ thầm, khó trách trước đó ở Ân Khư lâu như vậy, mình cũng không phát giác được có tồn tại gì lợi hại. Mị Ly ngắm nghía đỉnh nhỏ màu xanh lục trong tay, cửu đỉnh chính là hạ triều đại vũ luyện chế. Theo lý thuyết chỉ dùng công pháp của hạ triều mới có thể khu động, bất quá về sau vương thất của thương nhân, chu nhân cũng cất giữ cửu đỉnh. Trên lý luận công pháp của bọn họ cũng có thể thôi động, ngươi thử vận chuyển thao thiết thôn thiên quyết hoặc phượng hoàng niết bàn kinh, rót nguyên khí vào trong đỉnh xem. Tổ An gật đầu, bởi vì tính công kích của thao thiết thôn thiên quyết quá mạnh, hắn vận chuyển phượng hoàng niết bàn kinh, theo nguyên khí trong cơ thể rót vào, bỗng nhiên đỉnh nhỏ màu xanh lục phát ra quang mang lóng lánh, vốn bề ngoài mấp mô, trừ màu sắc hút mắt, thì nhìn thường thường không có gì lạ. Bây giờ theo quang mang nở rộ, giống như bốn phía đỉnh nhỏ có từng đường nét như ẩn như hiện. Dần dần mấp mô ở quanh thân cũng biến thành có quy luật, như danh sơn đại xuyên, còn có chút dị vật không thể nhận ra. Mị Ly kích động, không tệ, không tệ, dựa theo sách cổ của Tiền Tần ghi chép, quanh thân cửu đỉnh là sông núi Cửu Châu cùng với các loại dị vật. Năm đó nàng là Đại Tần Hoàng hậu không nhìn thấy cửu đỉnh, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy. Nhìn đỉnh nhỏ treo lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân oánh quang lưu chuyển, không còn màu xanh lục, nếu để cho Thậm Hư Tử nhìn thấy, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ không nỡ tặng. Tổ An chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cổ xưa thê lương, đồng thời còn có uy nghiêm nặng nề truyền đến, cùng nhau truyền đến tựa hồ còn có rất nhiều hình ảnh chưa thấy qua. Như phim đèn chiếu lấy tốc độ mấy chục lần tua nhanh, trong nháy mắt đó, Tổ An chỉ cảm thấy đầu muốn nứt, căn bản thấy không rõ những hình ảnh kia. Tập trung ý chí, ngũ khí triều nguyên. Bên tai mơ mơ hồ hồ truyền đến thanh âm lo lắng của Mị Ly. Cũng không biết qua bao lâu, lại như chỉ qua chớp mắt, Tổ An rốt cục mở mắt. Hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, phát hiện y phục toàn thân rách tung tóe, trên da chảy ra huyết châu, như mạch máu cả người muốn nổ tung. Trong lòng của hắn hoảng sợ, tại sao lại như vậy? Mị Ly buông lỏng một hơi, hẳn là bây giờ tu vi của ngươi quá thấp, mà cửu đỉnh lại quá bá đạo, cưỡng ép thôi động cửu đỉnh sẽ bị phản phệ. May mắn thân thể ngươi trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tôi thể mấy lần, bằng không lúc này chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Bất quá bây giờ xem ra ngươi đã thành công để cửu đỉnh nhận chủ, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Tổ An giật mình, nhìn về phía đỉnh nhỏ màu xanh lục, quả nhiên, ẩn ẩn có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Thật nhận chủ. Tổ An vừa mừng vừa sợ. Lúc này Mị Ly hừ một tiếng, trước mặc quần áo vào lại nói, đừng ở nơi đó, khoe của. Đồng thời hơi kinh ngạc nhìn về phía Đát Kỷ, kỳ quái, nữ nhân này rõ ràng không có thần trí, vì sao còn thẹn thùng. Xác thực có chút kỳ quái. Tổ An vừa lấy ra một bộ quần áo mới thay, vừa đánh giá Đát Kỷ. Thực rất khó liên hệ nữ tử mỹ lệ trước mắt cùng hồ ly tinh điên đảo chúng sinh, trong lịch sử kia. Nói nàng có thần trí, thì ngay bình thường ánh mắt ngây ngốc, ngay cả lời cũng không thể nói. Nói nàng không có thần trí, nhưng ngay cả đụng cũng không cho ta đụng. Mị Ly cười lạnh, quả nhiên là bại hoại, thấy người ta xinh đẹp liền muốn làm một số sự tình kỳ kỳ quái quái. Ta chẳng qua là thăm dò mà thôi. Tổ An vội vàng giải thích. Mị Ly trợn mắt mặc kệ hắn, nếu ngươi đã để cửu đỉnh nhận chủ, thì biết hiện tại nó có công năng gì không? Tổ An lau sạch máu tươi trên người, tuy thương thế nhìn ghê gớm, nhưng lấy cường độ thân thể hiện tại của hắn, lại không có gì trở ngại, vừa rồi còn chưa kịp cảm thụ, ta trước câu thông một chút. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng liên hệ với cỗ ý chí kia, cách một hồi sắc mặt hắn cổ quái. Làm, sao thế? Mị Ly tò mò hỏi. Bởi vì cửu đỉnh không hoàn chỉnh, bây giờ chỉ có thể dùng một phần nhỏ công năng, chủ yếu là có thể luyện đan, hơn nữa đặc điểm luyện đan ngươi cũng biết. Tổ An đáp. Ta biết. Mị Ly không hiểu ra sao, năm đó nàng không có tự mình tiếp xúc qua cửu đỉnh, làm sao biết? Vừa rồi ở chỗ Thậm Hư Tử ngươi hẳn phải biết, đặc tính luyện đan của cửu đỉnh là tổng hợp đặc điểm của Thiện Lương Lô, Ác Ma Lô. Mị Ly vừa mừng vừa sợ, như vậy chẳng phải tổng hợp ưu điểm của tất cả đan lô. Không sai. Tổ An cũng cười nở hoa, trước đó hắn nghe Thậm Hư Tử giới thiệu những đan lô thần kỳ kia, tâm lý đã ngứa ngáy khó chịu, mỗi cái đều muốn, thế nhưng đan lô khác biệt đều có tính bài xích nhau. Không cách nào cộng đồng nắm giữ. Kết quả bây giờ cửu đỉnh để hắn hoàn mỹ thực hiện tất cả. Hắn nhịn không được nói, không biết cửu đỉnh có công năng phục chế không, lặng lẽ phục chế đặc tính của những đan lô kia.
Mị Ly lắc đầu, ta lại cảm thấy hoàn toàn trái ngược, hẳn là những đan lô kia ở cùng cửu đỉnh lâu, bất chi bất giác bị khí tức của nó ảnh hưởng, bởi vì bản thân chúng không phải phẩm phẩm, cho nên có thể biến hóa ra bộ phận đặc tính trên người cửu đỉnh. Đương nhiên dù chúng không phải phẩm phẩm, so với cửu đỉnh cũng kém xa, cho nên mỗi cái chỉ kế thừa một phần nhỏ năng lực của cửu đỉnh, còn nhiều hạn chế lung ta lung tung như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thì ra là thế. Tổ An cũng cảm thấy nàng phân tích càng có đạo lý, vội vàng lấy ra dược tài chuẩn bị tốt. Thiên Hạc Chi và Xích Tinh Ngọc ở Thái Y Viện có không ít, nhưng Tử Tiêu Linh Hoa chỉ có 2 cây, còn là ban đầu ở trong xào huyệt của Hồng Long thu được. Vốn còn có vài cọng, đáng tiếc trước đó dùng dược lô bình thường luyện đan lãng phí hết. Hy vọng lần này có thể thành công. Tổ An dựa theo tụ nguyên cổ thư ghi chép, bỏ các loại dược liệu vào trong đỉnh, sau đó gọi Đát Kỷ tới giúp hắn nhóm lửa. Đát Kỷ trừng mắt, không biết có phải ảo giác hay không, trong mắt nàng tựa hồ có chút không tình nguyện, có điều nàng không cự tuyệt, y nguyên duỗi ra tay ngọc thon thon, điều khiển hồ hòa bắt đầu bao vây đan lô. Lúc này Tổ An có thể nói cùng nàng tâm ý tương thông, có thể hoàn mỹ khống chế hỏa hầu lớn nhỏ. Tổ An rất hiếu kỳ, đã tâm ý tương thông, vì sao mình không thể cảm nhận được nàng đang suy nghĩ gì? Có điều rất nhanh hắn liền tập trung ý chí, bắt đầu chuyên chú luyện đan. Cửu đỉnh bị hồ hỏa vờn quanh, thân đỉnh trở nên lóng lánh, cơ hồ mắt trần có thể thấy dược tài bên trong biến hóa. Mị Ly nhịn không được cảm thán, đỉnh này dùng để luyện đan quả thật là cực phẩm, phải biết luyện đan bình thường, xác suất thành công không cao, nguyên nhân rất lớn bởi vì luyện đan là một sự tình cực kỳ tỉ mỉ, toàn bộ quá trình nếu như dược tài nhiều một chút ít một chút, hoặc có lúc hỏa hầu không đúng, sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại. Cái này chỉ có dựa vào luyện đan sư thao tác nhiều luyện ra, bây giờ ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy dược tài biến hóa, thì có thể nhắm vào xử lý, hoàn toàn bỏ qua khâu kinh nghiệm. Lúc này Tổ An lại không nhẹ nhõm nổi, hắn trầm giọng nói, không được, ta cảm giác hỏa hầu còn kém mảng lớn. Chẳng lẽ tu vi của Đát Kỷ quá thấp? Mị Ly cau mày nói, không phải. Tổ An lắc đầu. Cửu đỉnh phản hồi về cảm giác thiếu đồ vật gì đó, nói như thế nào đây? Tựa hồ còn cần một loại hỏa diễm khác, nhưng cụ thể ta cũng không hiểu. À, lúc này Mị Ly cũng có thể thông qua cửu đỉnh quan sát tình hình, nhìn dược tài bên trong dần dần hóa lỏng, nhưng hiển nhiên không có chút cải biến nào. Trong đầu nàng suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh kịp phản ứng. Ta minh bạch, cửu đỉnh luyện đan hơn phân nửa cần âm dương giao tế mới được. Hồ hỏa của Đát Kỷ thuần âm, có câu cô âm không sinh, cô dương không dài, lúc này cần một loại hỏa diễm chí cương chí dương khác, mới có thể thành công thôi động cửu đỉnh. Tổ An trợn tròn mắt, thế nhưng bây giờ ta đi đâu tìm hỏa diễm? Phải biết hắn bởi vì công pháp tu hành, sau lục phẩm không có giác tỉnh lực lượng nguyên tố, về sau có thể thi triển lửa, toàn bộ là nhờ Đát Kỷ. Bây giờ hắn từ nơi nào bỗng dưng biến ra lửa đây? Nếu như bình thường, có lẽ còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ đang luyện đan, có thể nói tên đã trên dây, căn bản không có cách nào nửa đường dừng lại, bằng không những dược vật chân quý kia sẽ triệt để báo hỏng, lần sau lại tề tụ không biết phải tới lúc nào. Lúc này Mị Ly cũng chau mày, hiển nhiên đang đau đầu vấn đề này, có điều nàng kiến thức bất phàm, lập tức nghĩ được biện pháp. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của ngươi có phải mỗi đột phá một tầng, sẽ giác tỉnh một quái điểu, sau đó có năng lực kỳ dị tương ứng không? Mị Ly nhanh chóng hỏi. Tổ An gật đầu, không sai. Lấy quan hệ của hai người bây giờ, không cần thiết giấu giếm nàng. Mị Ly nói, ngươi giác tỉnh mấy quái điểu theo thứ tự là Đại Phong, Bách Minh, Lam Phù, Tuyết Hoàng, Thanh Loan, nếu như ta không đoán sai, đây đối, ứng Phượng Dục Cửu Sổ. Phượng Dục Cửu Sổ. Tổ An khẽ giật mình. Mị Ly gật đầu, không sai, tương truyền Phượng Hoàng sinh chín loại thần điểu, mỗi cái đều có năng lực đặc thù. Ngươi tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, vừa vặn có mấy loại chim này, tuyệt đối không phải trùng hợp. Thực ra trước đó Tổ An cũng có loại suy đoán này, đáng tiếc không dám chắc chắn. Mị Ly nói tiếp. Ta nhớ không lầm mà nói, trong chín non của Phượng Hoàng có một loại tên Hỏa Phượng, nó kế thừa năng lực khống chế hỏa diễm của Phượng Hoàng. Nếu ngươi có thể giác tỉnh loại thần điểu này, chắc hẳn có thể sinh ra hỏa diễm chí cương chí dương, tính toán trình tự, hẳn không sai biệt lắm đến phiên nó. Tổ An cười khổ nói, nhắc tới cũng kỳ quái, trước đó mỗi lần tu vi tăng một phẩm, ta sẽ giác tỉnh một loại năng lực, nhưng lần này rõ ràng đã đột phá bát phẩm, không biết vì sao, vậy mà không có quái điểu mới xuất hiện. Mị Ly đáp, sau bát phẩm, người tu hành có khác biệt về chất, xem ra là bởi vì ngươi vừa đột phá bát phẩm, tu vi còn chưa đạt tới trình độ phát động hỏa phượng. Vậy bây giờ cũng không có cách nào nha. Tổ án nhức đầu. Trong thời gian ngắn ta đi nơi nào tăng cao tu vi? Vừa rồi hút công lực của Mã An, nhưng hắn chỉ là lục phẩm, đối với mình như cát trong sa mạc. Thần sắc của Mị Ly hơi khác thường, có phải ngươi quên trong cơ thể ngươi còn có một cỗ lực lượng hay không?
Tổ An cảnh giác, ngươi sẽ không ở thời điểm này đến đánh ta một trầu chứ? Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh có thể thông qua bị đánh đến đề thăng công lực, nhưng bây giờ hắn đã là bát phẩm, muốn tăng lên cần lượng lớn nguyên khí, cũng không phải bị đánh chút là được. Mị Ly trợn mắt, bây giờ ngươi da dày thịt béo, ta mới lười đánh ngươi, ta nói là một cỗ lực lượng khác, lúc trước Mễ lão đầu muốn đoạt xá ngươi, tất cả công lực truyền đến trong cơ thể ngươi, sau cùng bị ta phong ấn. Ta nhớ rồi. Tổ An nhất thời lệ rơi đầy mặt. Lúc trước ngươi nói vì tránh cho ta ảnh hưởng căn cơ, không cho ta hấp thu những công lực kia, bỏ lỡ cơ hội nhất phi trùng thiên. Kết quả qua lâu như vậy, ta cũng sắp quên nó tồn tại. Hừ, vì một lúc sảng khoái mà hủy đại đạo chi đồ, ta đương nhiên phải thay ngươi phong ấn. Mị Ly nói, bất quá lấy tu vi của ngươi bây giờ, hẳn có thể hấp thu. Thật, hai mắt Tổ An tỏa sáng. Vậy ta chẳng phải có thể lập tức đi ngang ở kinh thành. Lúc trước hắn mới ngũ phẩm, công lực của Mễ lão đầu đủ để hắn lên tới tông sư, bây giờ bát phẩm, chẳng phải chí ít cũng là tông sư đỉnh phong. Thậm chí đại tông sư, ngươi suy nghĩ cái rắm gì thế? Đây là câu cửa miệng mà Mị Ly học được từ chỗ hắn. Ngưỡng cửa từ cửu phẩm đỉnh phong đến tông sư là cần ngươi tự mình vượt qua, bằng không mà nói, sẽ dục tốc bất đạt hủy tiền đồ của ngươi sau này. Hơn nữa đến tông sư, thực lực tăng lên cũng không phải tu vi trồng chất, càng không có khả năng thoáng cái vọt tới đại tông sư. Cho nên lần này ta thả ra 1/3 cấm chế trong cơ thể ngươi, hẳn đủ để ngươi vọt tới cửu phẩm, đến thời điểm ngươi hẳn có thể giác tỉnh một quái điểu. Tổ An thất vọng, mới 1/3. Cửu phẩm, bên ngoài không biết bao nhiêu người kẹt, ở bát phẩm cả đời không cách nào đột phá cửu phẩm, ngươi thoáng cái liền đến cửu phẩm còn ngại ít. Mị Ly bất mãn nói. Tổ An nói, đó là tiêu chuẩn của người bình thường, ta là nhân vật chính trong tiểu thuyết nha. Nói lung ta lung tung, ngươi đến cùng muốn hay không? Mị Ly không kiên nhẫn nói. Đương nhiên muốn. Tổ An lập tức đổi giọng. Tập trung ý chí. Mị Ly bay tới bên cạnh hắn. Tổ An để Đát Kỷ tiếp tục duy trì hồ hỏa luyện chế đan dược. Dù sao nàng cũng là cá thể độc lập, sau khi hạ lệnh có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất định. Hắn thì tập trung ý chí, cảm nhận đầu ngón tay của Mị Ly điểm ở trước ngực. Sau đó hắn lập tức cảm giác được một cỗ nguyên lực bành trướng xuất hiện ở trong cơ thể. Hắn kỳ quái đối phương giấu tu vi của Mễ lão đầu ở nơi nào. Vì sao ngày bình thường vận công căn bản cảm ứng không thấy? Lúc này vội vàng dựa theo biện pháp Mị Ly dạy, thi triển Thao Thiết Thôn Thiên Quyết, hấp thu nguyên khí cho bản thân sử dụng. May mắn người học được Thao Thiết Thôn Thiên Quyết, bằng không muốn triệt để luyện hóa tu vi của người khác, không biết phải mất bao lâu, nào nhẹ nhàng giống như người bây giờ. Thanh âm của Mị Ly vang lên bên tai. Tổ An gật đầu, không dám có chút phân thần, chuyên tâm luyện hóa nguyên khí của Mễ lão đầu. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được nội tạng. Trong cơ thể mình xuất hiện rất nhiều trận pháp, sau đó những trận pháp kia lấy mắt trần có thể thấy nhanh lên một chút sáng lấy, bát phẩm cấp 1, cấp 2, cấp 3. Sau khi đột phá cửu phẩm, trận pháp không giống như trước xuất hiện ở vị trí đặc biệt trên thân thể, mà là toàn bộ thân thể hắn tự thành không gian, giống như vũ trụ mênh mông. Từng trận pháp xuất hiện ở trong không gian hư vô, ngay sau đó sáng lên, cửu phẩm cấp 1, cấp 2, thời điểm trận pháp thứ 4 sáng lên, thanh âm của Mị Ly truyền đến, được rồi, chỉ thấy... Ngón tay ngọc của nàng điểm ra, nguyên khí dồi dào, không gì sánh được kia nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại cho chút đi. Tổ An vẫn chưa thỏa mãn, loại cảm giác vừa rồi thật quá mỹ diệu. Mị Ly lắc đầu, hăng quá hóa dở, loại hút công lực người khác cho mình dùng này, tuy tăng lên nhanh chóng, nhưng rất dễ làm căn cơ bất ổn. Trước đó không lâu ngươi vừa hút văn đạo nhân, bây giờ không nên hút quá nhiều, đây là cực hạn không thương tới căn cơ của ngươi. Mặc dù Tổ An có chút không nỡ. Nhưng tin tưởng đối phương phán đoán. Bây giờ tu vi của ngươi gì? Mị Ly hỏi. Tổ An đáp, đã cửu phẩm cấp 4. Mị Ly gật đầu, không tệ, bát phẩm có thể câu thông lực lượng thiên địa, cửu phẩm đã có thể sơ bộ rèn luyện thần hồn. Cảnh giới này ngươi có thể ngắn ngủi bay trên trời, còn có thể cách không ngự vật. Trước đó Hàn Phượng Thu thi triển ngự kiếm thuật cũng là năng lực của cửu phẩm. Đương nhiên người tu hành khác nhau, khống chế vũ khí chưa hẳn nhất trí, có kiếm. Có đao cái này cần tự mình tìm tòi, tìm phương thức chiến đấu thích hợp mình nhất. Ngự kiếm thuật. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, nghĩ đến phim truyền hình kiếp trước, đám gia hỏa ngự kiếm kia đều rất đẹp trai. Sau đó hắn vô ý thức đưa tay chảo về phía Đát Kỷ, một cây châm trên trán nàng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Đát Kỷ liếc hắn một cái, nhưng không có phản ứng gì. Mị Ly không còn gì để nói, có năng lực này phản ứng đầu tiên là dùng để đùa giỡn nữ nhân, quả nhiên là gia hỏa háo sắc vô sỉ. Tổ An cười ngượng ngùng, ta chỉ tiện tay thử một chút mà thôi, đúng, vì sao vừa rồi cảm giác lực đạo hơi khó có thể khống chế. Cái này vốn cần ngươi chậm rãi tìm tòi, theo tu vi tăng lên, khoảng cách ngự vật càng xa, lực đạo cũng càng lúc càng lớn, nhưng trình độ khống chế và độ chính xác lại cần ngươi tự mình tìm tòi, đây là không thể chỉ dựa vào tu vi trồng chất mà thu hoạch,
Mị Ly nói. Tổ An nhịn không được hỏi, đây chẳng phải là có khả năng cửu phẩm cấp 1, trình độ thao tác còn cao hơn cửu phẩm đỉnh phong. Mị Ly gật đầu, trên lý luận là có khả năng này, bất quá có thể tu luyện tới cửu phẩm, ai không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, đâu thể bị người nghiền ép dễ dàng như vậy. Dù sao những thứ này không chỉ cần tư chất, còn cần thời gian dài tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Ngay sau đó thần sắc của Mị Ly nghiêm lại, trịnh trọng nói, tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, ở phương diện này kém xa người tu hành đồng cấp, đừng nói cửu phẩm cách không ngự vật, dù bát phẩm mượn nhờ lực lượng thiên địa, ngươi hơn phân nửa cũng kém những bát phẩm thành danh nhiều năm kia, tỷ như nhạc phụ ngươi, còn có thêm tiền cư sĩ lần trước ám sát ngươi, mặc dù người kia cảnh giới bình thường, nhưng vận dụng kỹ xảo, khống chế cảnh giới, ngay cả ta cũng phải tán thưởng. Tổ An biết nàng nói là tình hình thực tế, tuy năng lực thực chiến của mình không kém, nhưng càng nhiều là dựa vào các loại năng lực khách, thật chỉ liều lý giải và ứng dụng tu vi, thì còn kém xa lắm. Mị Ly rất hài lòng, biết hắn xác thực nghe vào, những chuyện này không gấp được, chung quy vẫn là cần thời gian, xem ngươi có giác tỉnh thần điều không. Tổ An giật mình, vội vàng nội thị, phát hiện trận pháp trong tầng thứ 7 triệt để sáng lên, tạo thành một đồ án mới, đầu gà đuôi cá, cổ rắn mai rùa, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Không rất giống Phượng Hoàng mà hắn biết. Hắn vội vàng nhìn lại góc phải, bên cạnh hiện lên đường nét kim sắc, biện thành hai chữ triện, kim phượng. Vậy mà không phải hỏa phượng. Tổ An thất vọng, dù sao lần này hắn là cần hỏa phượng luyện đan. Nghe hắn nói, Mị Ly thở dài, phượng dục cửu sồ là chín chim non gì còn chưa được kết luận. Có rất nhiều loại thuyết pháp, một loại nói kim phượng xếp thứ tư. Xem ra ngươi chỉ có chờ lần sau giác tỉnh thần điều mới là hỏa phượng. Dược tài lần này coi như bỏ, về sau chúng ta tiếp tục thu thập là được. Tổ An không cam tâm. Phải biết những dược vật này đều không phải dễ tìm, đặc biệt là tử tiêu linh hoa, ngay cả trong hoàng cung cũng không có, lần sau lại tìm không biết năm nào tháng nào. Hắn đang thất vọng, bỗng nhiên trong lòng hơi động, chờ chút. Nguyên lai hắn phát hiện đường nét trận pháp trên nội tạng lấp lóe, lại bắt đầu phác họa ra một quái điểu mới. Lúc này hắn mới phản ứng lại, kim phượng hẳn là thất phẩm đột phá đến bát phẩm xuất hiện, trước đó một mực không có động tĩnh, xem ra là cần bát phẩm tăng lên tới cảnh giới nhất định mới được, bây giờ mình là cửu phẩm cấp 4. Hơn phân nửa đã thỏa mãn điều kiện bát phẩm đột phá đến cửu phẩm xuất hiện quái điểu. Tổ An không cách nào thấy rõ hình dáng cụ thể của quái điểu lần này, chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa, từng vòng lông vũ hình xoắn ốc quay xung quanh ở trong ngọn lửa. Mấy sợi hỏa diễm ở bên cạnh phác họa ra tên nó, hỏa phượng, thoáng cái ra hai con chim. Tổ An vừa mừng vừa sợ, hạnh phúc tới đột nhiên như thế, trong lúc nhất thời để hắn không dám tin. Mị Ly thản nhiên hơn rất nhiều, ngươi trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tăng hai cấp, giác tỉnh hai thần điểu vốn là chuyện đương nhiên, vốn thấy ngươi đột phá bát phẩm một mực không có giác tỉnh thần điểu mới, còn tưởng sau bát phẩm, mỗi lần phải tới đỉnh phong mới được, hiện tại tình huống này tốt hơn ta đoán nhiều. Đúng rồi, ngươi xem hai thần điểu này mang đến năng lực gì? Tốt. Tổ An gật đầu, nhắm mắt cảm thụ, bỗng nhiên mở to mắt, thần sắc cổ quái nói. Năng lực của hỏa phượng là phượng hoàng chi viêm, hỏa diễm thần thánh nhất trên đời, dung hợp hủy diệt và nhân từ là một thể, còn kim phượng. Kim Phượng. Thấy hắn ấp a ấp úng, Mị Ly không kiên nhẫn, Kim Phượng đến cùng làm sao? Phải biết từ xưa đến nay, Kim Phượng luôn là thụy thú, bởi vì cao quý trang nhã, cho nên được dùng làm vật trang sức cho hoàng hậu. Mị Ly rất có hảo cảm với Kim Phượng, cho nên hiếu kỳ Kim Phượng đến cùng có năng lực gì? Tổ An đáp, Kim Phượng là kim thuộc tính, năng lực của nó là tình cứng hơn kim, có thể phát động tình ái của nữ nhân, để nàng không thể tự kiềm chế yêu mến ngươi. Mị Ly, nàng vô ý thức lùi lại một bước. Sau đó xì một cái, quả nhiên là có dạng chủ nhân gì thì có dạng chim đó, đường đường phượng hoàng, lại bị ngươi chơi đến giống như dâm tặc hái hoa. Tổ An phiền muộn, cái này không phải là ta có thể quyết định. Mị Ly hừ một tiếng, cái đồ chơi này có điều kiện sử dụng không? Hoặc là có hạn chế tu vi với mục tiêu không? Tổ An lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, không thấy tin tức tương quan, chỉ có thể chờ tương lai chậm rãi thăm dò tổng kết. Mị Ly lần nữa lui về sau một bước. Sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, không cho phép sử dụng đồ chơi này với ta. Tổ An nhịn không được đậu đen rau muống, ta là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, ngọc thụ lâm phong. Xưa nay được nữ nhân ưa thích, xung quanh hồng nhan chi kỳ ái cũng xinh đẹp, ta còn cần dùng loại biện pháp này đi thu nữ nhân. Mị Ly cũng không thể không thừa nhận, vận đào hoa của ngươi thật là vượt mức bình thường. Đó là bởi vì ta đẹp trai. Tổ An ưỡn ngực, lại nói, ngươi chỉ là linh hồn thể, sợ cái gì? Ngươi không cần quản, ngược lại không cho phép dùng ở trên người ta. Mị Ly chăm chú nhìn hắn. Yên tâm, sẽ không. Tổ An thay đổi thái độ ngả ngớn bình thường, lúc này ngữ khí cực kỳ trịnh trọng. Mị Ly mới buông lỏng một hơi, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng biết đối phương không có lừa gạt mình, khóe môi hiện ra nụ cười.
Vậy trước tiên luyện dược, ngươi phải khống chế cường độ hỏa diễm, đừng đốt cháy dược tài bên trong. Mị Ly nhắc nhở, nàng cũng không sợ cửu đỉnh có vấn đề gì. Tổ An gật đầu, bàn tay chậm rãi mở ra, một ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, toàn bộ gian nhà thoáng cái nóng rực hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mị Ly nhíu mày, ống tay áo phất một cái, bốn phía gian phòng có phù văn chớp động, ta đã bố trí xuống trận pháp, miễn cho bị phượng hoàng chi viêm của ngươi thiêu hủy, đồng thời không đến mức để khí tức của nó tiết ra ngoài, bị cường giả trong kinh phát giác. Tổ An âm thầm kinh ngạc, Mị Ly thật thâm bất khả trắc, nghĩ đến lúc trước mình cùng tồn tại như vậy đánh cân sức ngang tài, hắn chỉ có thể cảm thán phú bà khoái hoạt cước thật quá nghịch thiên. Hắn không dám phân thần, vội vàng khống chế ngọn lửa màu vàng, phân ra một sợi vờn quanh cửu đỉnh, cùng hồ hỏa của Đát Kỷ hình thành đối lập rõ ràng. Bởi vì lúc này cùng Đát Kỷ tâm linh tương thông, cho nên hắn có thể hoàn mỹ khống chế cường độ của hai loại hỏa diễm, để chúng nó đạt tới trạng thái hài hòa viên mãn nhất. Có kinh nghiệm sử dụng hồ hỏa trước đó, bây giờ Tổ An khống chế Phượng Hoàng chi viêm khá thuận buồm xuôi gió, rất nhanh thông qua thân đỉnh nhìn thấy dược tài bên trong dần dần hóa lỏng, sau đó dựa theo trình tự ghi chép không ngừng cải biến hỏa diễm, đồng thời tăng thêm các loại phụ liệu. Dược tài triệt để hóa lỏng, lấy nguyên khí bao phủ dịch thể, để chúng nó không đến mức bốc hơi, sau đó dần dần dung hợp, tạp chất bị đẩy ra, tinh hoa hỗn hợp lại với nhau. Mị Ly nhắc nhở, cẩn thận, những luyện đan sư kinh nghiệm phong phú kia, xác suất thành công cũng rất khó vượt qua 50%, càng đừng đề cập tới tay gà mờ như ngươi. Phảng phất như xác minh lời nàng nói, cơ hồ là vừa dứt lời, đoàn dịch thể vốn bị nguyên khí bao vây, sắp dung hợp thành đan bỗng nhiên run rẩy dữ dội, như tùy thời sẽ sụp đổ. Tổ An đổ mồ hôi, hỏng bét, ta không cách nào khống chế chúng. Mị Ly cũng lo lắng, đáng tiếc lúc này nàng không có biện pháp gì. Đúng lúc này, trên thân cửu đỉnh bỗng nhiên lóe lên lục quang, một tia khí tức nặng nề cổ xưa bao phủ đoàn dịch thể. Đoàn dịch thể lập tức an định lại, sau đó triệt để dung hợp, cuối cùng hình thành một viên đan dược mượt mà, hương khí từ trong cửu đỉnh tràn ra, khiến cho tâm thần người thanh thản. Mị Ly thở nhẹ, thành. Xem ra hiệu quả đề cao 50% xác suất thành công luyện đan có tác dụng, người lấy tụ nguyên đan ra đi. Chờ một chút, tựa hồ còn có dị động. Tổ An vội vàng ngăn nàng. Mị Ly nghi ngờ nhìn về phía cửu đỉnh, chỉ thấy quanh người cửu đỉnh lóe lên lục quang, mấy sợi khí tức như ẩn như hiện quay xung quanh ở trên đan dược, ngay sau đó ánh sáng xung quanh viên đan dược kia bắt đầu mơ hồ, chờ thấy rõ lần nữa, bên cạnh nó đã nhiều một viên đan dược giống như đúc. Gấp đôi thành đan, đây là đặc tính của xa xỉ lô. Mị Ly vừa mừng vừa sợ. Thậm hư tử nói xa xỉ lô, còn cần gia tăng 50% nguyên vật liệu mới có thể phát động xác suất gấp bội, nhưng vừa rồi ta chỉ chuẩn bị một phần dược liệu. Tổ An nghi ngờ nói. Mị Ly cười, xa xỉ lô chỉ là bị cửu đỉnh ảnh hưởng mới giác tỉnh năng lực kia, khẳng định là bản nhược hóa. Bây giờ ngươi dùng cửu đỉnh tiết kiệm 50% nguyên vật liệu, chẳng lẽ còn không tốt sao? Đương nhiên là tốt. Tổ An vui vẻ, mở nắp cửu đỉnh, lấy ra hai viên đan dược màu đỏ thắm. Trên mỗi viên thuốc đều có một ít hoa văn như ẩn như hiện. Mị Ly nhịn không được cảm thán, trời sinh đan văn, ngươi chỉ là tân thủ, lại luyện ra đan dược phẩm chất cao nhất. Đan văn? Tổ An không hiểu. Mị Ly giải thích, rất nhiều đan dược luyện chế ra đều không thể đạt tới dược tính hoàn mỹ nhất trên lý luận, trong quá trình luyện chế hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tổn thất, phẩm chất đan dược càng tốt, mặt ngoài sẽ hiện ra đan văn ẩn chứa thiên đạo. Chỉ có đan vương trong truyền thuyết mới có thể ngẫu nhiên luyện chế ra đan dược như thế, kết quả tiểu tử ngươi lại luyện thành, xem ra hơn phân nửa là công hiệu của cửu đỉnh. Tổ An lại nhịn không được cầm cửu đỉnh lên lục lọi, Mị Ly sửng sốt, ngươi tìm cái gì thế? Tổ An nói, trước đó thậm hư tử còn có tiết kiệm lô, có thể trả nguyên vật liệu, sao bên trong không có? Còn nữa, thậm hư tử có nghịch ngợm lô, có thể tùy cơ giao phó đan dược một loại đặc tính, nhưng không cảm giác được hai viên tụ nguyên đan này có đặc tính ngoài ý muốn gì. Mị Ly không khỏi nói, ngươi thật là lòng tham không đáy, phát động công năng sản xuất gấp đôi chẳng lẽ còn không đủ? Theo ta thấy, những tài liệu trả về, gấp đôi sản xuất, cùng với tùy cơ gia tăng đặc tính hẳn không phải đồng thời có thể xuất hiện, sẽ chỉ phát động một loại năng lực. Ngươi vụng trộm vui đi, gấp đôi sản xuất rõ ràng tốt hơn trả tài liệu về. Hơn nữa, tùy cơ gia tăng đặc tính quá không đáng tin cậy, gia tăng một số thuộc tính phụ diện ảnh hưởng dược tính của tụ nguyên đan, ngược lại không hay. Tổ An nghĩ cũng phải, lần này chủ yếu là để Đát Kỷ tăng lên kỹ năng, tụ nguyên đan là một trong các tài liệu cần thiết, nếu xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến kỹ năng của nàng thì phiền phức. Đát Kỷ, tới. Hắn vẫy tay gọi. Đát Kỷ rất dịu dàng ngoan ngoãn đi đến, Tổ An cầm tụ nguyên đan lắc lắc, thấp một chút, há mồm. Đát Kỷ sững sờ, sau đó chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt hắn, ngửa đầu, môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt thiên chân vô tà nhìn hắn,
ánh mắt kia đủ để cho Bách Luyện Cương hóa thành bún. Tổ An, ta chỉ bảo ngươi thấp một chút, ngươi cũng không cần bày tư thế này nha. Hắn chỉ cảm thấy cả người nóng lên, thân thể có một loại xúc động ức chế không nổi. Ở tư thế này, là vừa vặn có thể khẩu giao. Nữ nhân này thật là một hồ ly tinh. Mị Ly cũng im lặng, tức giận hừ một tiếng. Quả nhiên là hồ ly tinh, dù không có linh hồn cũng bản năng câu dẫn nam nhân. Đát Kỷ như không nghe thấy, y nguyên ngồi chồm hổm ở trước mặt Tổ An, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Mị Ly cười như không cười nhìn Tổ An, ngươi còn định để nàng bảo trì cái tư thế này tới khi nào? Có muốn ta tránh một chút thuận tiện các ngươi hành sự không? Tổ An đỏ mặt, vội vàng tập trung ý chí nhét từng viên tụ nguyên đan vào trong miệng Đát Kỷ, nhưng không biết nàng là vô tình hay cố ý. Thời điểm nuốt đan dược, chiếc lưỡi thơm tho tựa hồ đụng ngón tay của hắn một chút. Tổ An chỉ cảm thấy huyết dịch cả người như sôi trào, có điều hắn dù sao cũng trải qua nhiều mưa gió. Rất nhanh chấn định lại, lấy ra 4 miếng long lân sớm đã chuẩn bị tốt, cái đồ chơi này dùng như thế nào, sẽ không phải để cho nàng ăn luôn chứ. Mê hoặc thiên hạ, của Đát Kỷ từ cấp 1 tăng lên tới cấp 2 cần 2 viên tụ nguyên đan, 4 cái vảy rồng, còn cần 10.000 lượng bạc, lại nói hắn thực nghĩ mãi mà không rõ, cần bạc làm gì, ai đến thu bạc, ta làm sao biết. Mị Ly hừ lạnh, có chút mất tự nhiên xoay người sang chỗ khác, nghĩ thầm ra hỏa này quả nhiên là con lừa, to như thế nữ nhân nào chịu nổi, còn có Đát Kỷ, tiện nhân. Tổ An cha nhìn hệ thống, cụ thể làm sao tăng lên cũng không có nói. Lúc này Đát Kỷ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tựa hồ là bởi vì vừa rồi ăn 2 viên tụ nguyên đan, gương mặt trắng như tuyết lúc này hơi đỏ bừng, lộ ra càng thêm kiều diễm. Nàng từ trong tay Tổ An tiếp nhận 4 cái vảy rồng, dựa theo phương vị đông nam tây bắc bày ở quanh thân. Sau đó bàn tay trắng nõn như ngọc đưa tới trước người Tổ An, lại điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Mị Ly âm thầm cau mày, nữ nhân này thật không có linh hồn. Trước mắt nàng hoạt sắc sinh hương, có gì khác chân nhân đâu. Nhưng khi đó mình xác thực tiến vào thân thể nàng, ở trong, cơ thể nàng không cảm giác được linh hồn tồn tại. Trong lòng Tổ An hơi động, lấy ra một tấm ngân phiếu 10.000 lượng, là muốn cái này. Đát Kỷ lại không có tiếp, vẫn yên tĩnh nhìn hắn. Mị Ly mở miệng, hẳn là cần 10.000 lượng bạch ngân, không phải ngân phiếu. Hơn phân nửa là cần bạch ngân gánh chịu một số lực lượng thần bí, hoặc bản thân bạch ngân có thể cung cấp năng lượng nàng cần. Dù sao tu vi của nàng cao sâu, kiến thức uyên bác, lập tức cho ra phán đoán. Tổ An giật mình, từ trong lưu ly bảo châu chuyển ra 10.000 lượng bạch ngân, ban đầu ở trong động huyệt của Hồng Long tìm được, còn có những ngày này ban thưởng tài vật, muốn cầm ra 10.000 lượng không phải việc khó. Quả nhiên, sau khi lấy bạch ngân, Đát Kỷ liền thu tay lại, những bạch ngân kia được bày ở tầng ngoài vòng tròn, nàng ngồi ở trung tâm bắt đầu tĩnh tọa, loáng thoáng cảm nhận được khí tức tụ nguyên đan từ trong cơ thể nàng tràn ra, ngay sau đó từng đạo lưu quang lưu chuyển, 4 chiếc vảy rồng sáng lên, bạch ngân cũng sáng theo. Đây là nguyên khí ba động hay là cái gì? Tổ An tò mò hỏi thăm Mị Ly, hắn cảm nhận được một loại khí tức kỳ quái, nói là nguyên khí ba động lại không quá giống, cũng không phải hồng mông chi khí. Mị Ly lắc đầu. Nàng hẳn là lấy một loại phương thức mà chúng ta không thể nào hiểu được tu luyện, ai, vũ trụ to lớn, có quá nhiều sự tình chưa biết cần chúng ta thăm dò. Trong mắt nàng tràn đầy cuồng nhiệt. Tổ An nghĩ thầm kém chút quên, nữ nhân này là học bá nha. Lúc này hai người thấy bạch ngân đang dần dần giảm bớt, rất khó giải thích loại biến mất kia, không phải trong nháy mắt biến mất, cũng không phải dần dần biến mất, mà là bất chi bất giác liền ít đi. Cùng lúc đó, số lượng long lân cũng bắt đầu giảm, sau cùng tất cả đều biến mất không thấy gì. Quanh thân Đát Kỷ xuất hiện từng vòng thanh khí, cả người phảng phất như ở trong mây mù. Cách một hồi thanh khí nhanh chóng giảm thiểu, cuối cùng như tràn vào trong cơ thể Đát Kỷ, lúc này nàng đã mở to mắt. Trong lòng Tổ An hơi động, hắn cảm nhận được kỹ năng của Đát Kỷ tăng lên. Mê hoặc thiên hạ, cấp 2, có thể thời gian ngắn khống chế mục tiêu tu vi tương đương mình. Hy vọng lần này có thể. Tổ An tâm thần bất định, cái đồ chơi này không giống chơi game, có thể tinh chuẩn phán định tu vi đẳng cấp của Mã An, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Mị Ly nói, yên tâm đi, tu vi của hai người bọn họ vốn không sai biệt lắm, trước đó Mã An thiếu chút nữa bị khống chế, nghĩ đến hẳn không chênh lệch nhiều, lần này kỹ năng của Đát Kỷ thăng cấp, chắc là sẽ được. Nghe ngữ khí trầm ổn của nàng, Tổ An cũng chấn định không ít, kéo Mã An tới, giải cấm chế trên người, sau đó dội một chậu nước lạnh. Là ai, tình huống như thế nào? Mã An vừa khôi phục, ý thức còn chưa tỉnh táo, bất quá trên thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, để trí nhớ vừa rồi dần dần rõ ràng. Hắn nỗ lực làm mình chấn định lại, khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, ngươi không có cách nào từ trong miệng ta đạt được tình báo. Nếu ngươi thả ta có thể cam đoan bỏ qua chuyện cũ, sự tình lần này kết thúc. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc hay ngươi ngu ngốc, lời này ta sẽ tin. Tổ An trợn mắt. Nếu ngươi không yên tâm mà nói, ta có thể thi triển bí pháp, làm cho ta quên sự tình phát sinh hôm nay,
cho nên sẽ không nguy hiểm đến ngươi an toàn. Mã An vội vàng nói, bản năng cầu sinh để hắn nỗ lực cứu mình. Không cần phải phiền phức như thế. Tổ An vẫy tay, tỏ ý đắt kỷ tới. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp kia, Mã An hừ lạnh, còn muốn dùng nàng đối phó ta, đừng nằm mơ. Hắn mới nói một nửa, bỗng nhiên cả người sửng sốt, trong mắt chỉ còn lại đôi mắt mỹ lệ của đối phương, trong đầu chỉ còn lại nụ cười của đát kỷ. Thành công! Mị Ly thấy thế hưng phấn nói, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được lúc này thần trí của đối phương đã hoàn toàn bị khống chế. Tổ An buông lỏng một hơi, vội vàng hỏi thăm bí mật liên quan tới người sau lưng. Mã An có chút cứng đờ lắc đầu, không phải Tề Vương, mà là chủ nhân. Chủ nhân của ngươi là ai? Tổ An nhướng mày, tại sao lại xưng hô kỳ quái như thế? Chủ nhân là lâu chủ U Ảnh Lâu. Mã An bản năng đáp. U Ảnh Lâu. Tổ An giật mình. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được từ này. Lúc trước Kiều Tuyết Doanh cũng nhắc qua. Khi đó nàng vì cứu tộc nhân cũng gia nhập U Ảnh Lâu. Mình cũng giao thủ qua với thích khách U Ảnh Lâu. Chỉ biết đối phương là một trong mấy tổ chức thần bí nhất trên đời. Lâu chủ U Ảnh Lâu là ai? Tổ An vội vàng truy vấn. Ta không biết. Đồng tử của Mã An mờ mịt vô thần. Lâu chủ U Ảnh Lâu từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật gặp người, luôn ở trong hắc ám và sương mù, trên đời không có người biết thân phận của hắn. Tổ An nhíu mày, vậy ngươi còn biết tin tức gì của hắn? Mã An đáp, ta suy đoán hắn rất có thể là người trong hoàng cung. Người trong hoàng cung? Tổ An vốn chỉ hiếu kỳ U Ảnh Lâu chủ thần bí là ai, nhưng không quá để ý, dù sao đối phương lại thần bí cũng chỉ là lão đại của một tổ chức sát thủ, không có ảnh hưởng quá lớn với triều đình. Nhưng nghe đối phương rất có thể là người trong hoàng cung, hắn nhất thời dùng mình. Phải biết những ngày này hắn một mực ra ra vào hoàng cung, không cảm giác được người nào có thể là lâu chủ U Ảnh Lâu. Càng mấu chốt là, hoàng cung là địa bàn của hoàng đế, lâu chủ U Ảnh Lâu lại có thể giấu ở dưới mí mắt của hoàng đế. Có thể lâu chủ U Ảnh Lâu cũng là người của hoàng đế, nhưng khi đó U Ảnh Lâu tiếp nhiệm vụ ám sát ta, khi đó hoàng đế còn cần phượng hoàng niết bàn kinh của hắn, cho nên hai người là cùng một phương khả năng không lớn. Như vậy chỉ có một loại khả năng khác, là lâu chủ U Ảnh Lâu có một thân phận hợp pháp có thể ở lại hoàng cung, mới không làm hoàng đế hoài nghi. Nhưng người này đến cùng là ai? Ôn Công Công, Chu Tả Xích Tâm, Hoàng Hậu, Lữ Công Công, Quách Chí, hay Thái Tử Phi, Bạch Phi, hoặc là cung nữ thị vệ diện mạo xấu xí nào đó. Từng khuôn mặt xuất hiện ở trong đầu Tổ An, thậm chí ngay cả Phác Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn cũng xuất hiện. Tổ An lông tơ dựng đứng. Biết mình cùng đại lão như vậy sống chung ở trong hoàng cung, nói không chừng đối phương còn một mực âm thầm quan sát mình, mọi cử động của mình không có giấu giếm được tai mắt hắn. Thân phận kim bài thập nhất bộc lộ chỉ là chuyện nhỏ, trước đó mình thả Kiều Tuyết Doanh, thu Hồng Lệ, cứu Vân Gian Nguyệt, thậm chí còn cùng hoàng hậu ân ái, mỗi một việc đều là tội tru di cửu tộc, những thứ này bị người khác biết, như vậy sinh tử của mình không phải khống chế ở trong tay đối phương. Cảm nhận được tâm tình của hắn chập chờn kịch liệt, Mị Ly nói, ngươi không cần lo lắng như thế. Trước đó ngươi và Vân Gian Nguyệt còn có sự tình với hoàng hậu, xung quanh không có nhân sĩ khả nghi nhìn trộm. Nghe nàng nói như vậy, Tổ An buông lỏng một hơi, tuy hắn một mực dùng Ngọc Tông giám thị xung quanh, nhưng nghĩ tới U Ảnh Lâu chủ là lão đại của tổ chức sát thủ, nhân vật như vậy hắn không có lòng tin phát hiện đối phương. Bây giờ Mị Ly nói như vậy, hắn mới yên tâm, dù sao tu vi kiến thức của Mị Ly không phải người bình thường có thể so sánh, lâu chủ U Ảnh Lâu lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn nàng lúc đỉnh phong. Lúc này hắn cũng nghĩ đến Vân Gian Nguyệt là đại tông sư, nàng không có phát hiện dị thường, tự nhiên là có thể an tâm. Có điều hắn lại không dám chủ quan, lúc trước mình chỉ là tiểu nhân vật, có lẽ U Ảnh Lâu chủ không để bụng, nhưng trong khoảng thời gian này hắn ở kinh thành phát triển, sớm đã tiến vào trong mắt các đại thế lực, U Ảnh Lâu chủ khẳng định cũng bắt đầu chú ý hắn, sau này hành sự nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ngay sau đó Tổ An lại hỏi một số tình báo liên quan tới U Ảnh Lâu, đáng tiếc Mã An biết không nhiều. Thấy hỏi không sai biệt lắm, Tổ An hỏi câu cuối cùng, lần này ngươi đến chỗ ta, có nói cho người khác không? Đây là sự tình nhất định phải biết rõ ràng, bằng không sau khi xử lý đối phương, vạn nhất hắn sớm dự phòng, mình chẳng phải sẽ bị lộ. Mã An giống như cái xác không hồn đáp, ta không có bằng hữu gì, hơn nữa cũng không tin người khác, lại thêm lần này tới chỉ vì xác minh suy đoán, cho nên không có nói cho người khác biết. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, ta ở trong bút ký lưu lại một dòng hôm nay tới tìm Tổ An. Một khi ta xảy ra chuyện, người trong cung sẽ biết hung thủ là Tổ An. Tổ An, thật là một lão âm bỉ, may mắn ta hỏi nhiều một câu, bằng không sẽ bị gia hỏa này hố chết. Hắn vội vàng hỏi tung tích của bút ký, sau đó kết thúc đối phương. Tuy Tổ An không thích giết người, nhưng đối với gia hỏa vốn dự định lấy tính mệnh của hắn, thì làm sao có thể nhân từ nương tay. Mã An ngã ở trên mặt đất,
Trong quần áo bỗng nhiên lăn xuống hai cái bình sứ, một đen một trắng. Bình sứ màu đen dùng chữ nhỏ khắc băng tâm tuyết phách, bình sứ màu trắng thì khắc giải dược. Tổ An cầm bình sứ màu đen, chỉ cảm thấy cách cái bình cũng rét lạnh thấu xương. Mị Ly đi qua nói, đây chính là át chủ bài của Mã An, ngay cả tông sư cũng có thể độc ngã, chỉ không nghĩ tới người đột phá Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh đã bách độc bất xâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tổ An nhìn ngọn nến vẫn thiêu đốt, nghĩ thầm Mã An thật không may. Mị Ly và Đát Kỷ một cái là trạng thái linh hồn, một cái khác là tồn tại thần bí không biết, bằng không nếu như hai nàng trúng độc, Mã An chỉ ít có thể đánh bạc cùng mình có kẻ mặc cả. Lúc này Mị Ly duỗi người, lộ ra đường cong uyển chuyển rung động lòng người, nàng nói, bận rộn một đêm, bản cung muốn trở về ngủ bù. Thực ra cùng một chỗ lâu như vậy, Tổ An cũng minh bạch Mị Ly cần thường xuyên ngủ, mới đầu là vì ổn định tương phi hồng lệ, bây giờ là bởi vì không có thân thể. Trạng thái linh hồn thể thời gian dài ở bên ngoài sẽ rất tiêu hao năng lượng, cho nên cần thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say để bổ sung. Vì thế Tổ An còn cố ý mua cho nàng một cái giường đưa vào Thái A Kiếm, chỉ không biết nàng có ngủ trên giường hay không. Mị Ly đang định ly khai, chợt nhớ tới một chuyện nói. Đúng rồi, ta quan sát Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của ngươi giác tỉnh thần điểu, phát hiện ngươi chủ yếu là sử dụng đặc kỹ của chúng. Như vậy có gì không ổn? Tổ An sững sờ. Đương nhiên không ổn. Hơn nữa là phung phí của trời. Mị Ly giận dỗi nói. Ta một mực suy nghĩ, vì sao ngươi tu luyện tới lục phẩm lại không cách nào giác tỉnh nguyên tố, vốn còn tưởng là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh quá mức đặc thù, cần đẳng cấp càng cao mới có thể giác tỉnh. Nhưng ngươi bây giờ đã cửu phẩm, vẫn không giác tỉnh năng lực nguyên tố, kết hợp với ngươi mỗi lần đột phá đều sẽ xuất hiện thần điểu, ta rốt cục nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Nguyên nhân gì? Tổ An vội vàng hỏi. Người tu hành khác đều có thể thông qua năng lực nguyên tố chơi vui vẻ. Hết lần này tới lần khác chỉ có hắn không giác tỉnh bất luận nguyên tố gì, chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn đập, thực quá thô bỉ. Mị Ly thở dài, bởi vì ngươi đã sớm giác tỉnh nguyên tố, chỉ là ngươi một mực không có ý thức được mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi tu luyện Tuyết Hoa Thần Kiếm tiến độ rất nhanh sao? Tổ An đáp, nhân vật chính thiên túng kỳ tài như ta, tu luyện nhanh không phải rất bình thường sao? Mị Ly, được rồi, ta nhịn, nàng tiếp tục nói, phải biết Tuyết Hoa Thần Kiếm là chiến kỹ băng hệ. Theo lý thuyết không có băng nguyên tố, dù tư chất của ngươi lại cao hơn, cũng chỉ có thể học hình mà không được thần. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác thi triển Tuyết Hoa Thần Kiếm ra dáng, thậm chí có thể phát động băng tuyết. Tổ An cũng rơi vào trầm tư, xem ra là bởi vì ta vận dụng năng lực của Tuyết Hoàng. Mị Ly đánh gãy hắn, không phải năng lực của Tuyết Hoàng, mà là Tuyết Hoàng thuộc băng. Để ngươi có thể tu luyện công pháp băng hệ, tựa như ngươi tu luyện hỏa diễm đao, cần mượn dùng hồ hỏa của Đát Kỷ, chẳng qua hiện nay ngươi có hỏa phượng. Không cần phải mượn năng lực của Đát Kỷ nữa. Trong lòng Tổ An hơi động, trực tiếp dựa theo lộ tuyến vận hành của Hỏa Diễm Đao bắt đầu vận khí, lần này cố ý không liên hệ Đát Kỷ, trên bàn tay lại thật xuất hiện một thanh hỏa đao, hơn nữa thân đao ánh vàng rực rỡ. Hiện tại ngươi đã rõ chưa? Mị Ly tiếp tục nói, mỗi một thần điểu đều thuộc về nguyên tố khác biệt, tỉ như Đại Phong thuộc Phong, Bách Minh thuộc về tinh thần hệ, Lam Phù thuộc Thủy, Tuyết Hoàng thuộc Băng, Thanh Loan thuộc Mộc, Kim Phượng thuộc Kim, Hỏa Phượng thuộc Hỏa. Cứ tính toán như thế, ngươi không thức tỉnh đơn độc một loại nguyên tố mới là đúng, bởi vì ngươi giác tỉnh là toàn hệ nguyên tố, chỉ bất quá không giống người khác giác tỉnh thì có thể dùng nguyên tố đối ứng, ngươi còn phải luyện tập chiến kỹ đối ứng mới có thể thi triển. Tổ An cuồng hỉ, thì ra là thế, ha ha ha, quả nhiên nhân vật chính không toàn hệ tinh thông, thì không có ý tứ đi ra ngoài lăn lộn, wa ha ha, ngươi bị bệnh. Nhìn thấy hắn cười điên cuồng, Mị Ly không còn gì để nói, có chút kích động. Tổ An cười hắc hắc. Mị Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Từ xưa đến nay, người tu hành bình thường đều chuyên tu một hệ. Ngẫu nhiên có mấy thiên tài tinh thông hai hệ đã cao. Ngươi toàn hệ tinh thông xác thực chưa từng nghe thấy. Có chút kích động cũng bình thường. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lộ ra việc này. Bằng không tất cả cường giả trên đời đều sẽ vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Thiện lương thì bắt ngươi về nghiên cứu, tà ác một chút. Hơn phân nửa là sẽ nhanh chóng diệt trừ ngươi. Tổ An có chút bất mãn. Ta đã lập chí vấn đạo, nam tử hán đại trượng phu cần phải dục ngựa dơ roi, trở thành nam nhân mạnh nhất trên đời. Mị Ly trợn mắt, tạm thời giấu tài cũng không xung đột, nhìn chung lịch sử, những người thẳng tiến không lùi kia, cuối cùng đều chết rất thảm. Ngươi chết không sao cả, nhưng chớ liên lụy ta. Tổ An nghĩ thầm nữ nhân này thật khẩu thị tâm phi, rõ ràng là quan tâm ta, hết lần này tới lần khác luôn mồm là vì nàng. Hắn trầm giọng nói, chẳng lẽ về sau chỉ có thể cẩu thả, đụng phải người khi dễ ta thì nén giận. Này ngược lại không đến nỗi, ai khi dễ ngươi, ngươi nghĩ biện pháp đánh về là được, chỉ cần sớm nghĩ làm sao khắc phục hậu quả, đừng để người biết ngươi tinh thông toàn hệ là được. Mị Ly đáp,
Tổ An gật đầu, minh bạch, hoặc là không hiển lộ, vừa hiển lộ liền để người không thấy mặt trời ngày thứ hai, như thế tự nhiên sẽ không bại lộ. Mị Ly, ngươi quả nhiên là tiểu âm bỉ. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi học xấu, từ chỗ nào học được lời thô tục? Học từ chỗ ngươi. Cho nên ngươi có cơ hội thì tu luyện các chiến kỹ đối ứng nguyên tố, thực lực sẽ có tăng lên rõ rệt. En, không trò chuyện với ngươi, ta không ngủ mắt sẽ quầng thâm. Mị Ly ngáp một cái, nhanh chóng trở lại trong thái A kiếm. Tổ An rơi vào trầm tư, trước mắt băng hệ có tuyết hoa thần kiếm, hỏa hệ có hỏa diễm đao, mấy cái khác thì sao? En, thủy hệ tìm Trịnh Đán, mộc hệ tìm Tuyết Nhi, tinh thần hệ. Vân Vũ Tình tựa hồ là tinh thần hệ, ha ha ha, ta chính là thiên tài, quả nhiên hùng sư, là phải dựa vào đám sư tử cái. Nhưng phong hệ và kim hệ tìm ai đây? Hồng Nhan chi kỷ bên cạnh ta, ai có hai năng lực này? Ai, trước đó phương diện này còn rất đắc ý, bây giờ suy nghĩ một chút lại gánh nặng đường xa. Hết thảy vì tu hành, ân, nhất định là như vậy. Tổ An vung tay, Phượng Hoàng chi viêm rơi vào trên người Mã An, rất nhanh đã đốt hắn thành tro bụi. Xử lý xong Mã An, hắn đang muốn ra cửa, thấy Đát Kỷ ngồi ở một bên, nhịn không được cười nói, muốn cùng ta ngủ một giấc không? Đát Kỷ yên lặng quay đầu sang chỗ khác, hiển nhiên là cự tuyệt. Đã không muốn, vì sao vừa rồi còn câu dẫn ta? Tổ An lẩm bẩm, thu nàng về không gian triệu hoán, sau đó thay đổi y phục của kim bài thập nhất, nhanh chóng đi đến Hoàng Cung. Buổi tối nội thành cấm đi lại ban đêm, khắp nơi đều là thị vệ tuần tra, thỉnh thoảng còn có tú y sứ giả ẩn hiện. Tổ An mặc y phục này bớt rất nhiều chuyện, một đường đụng tới những thị vệ và tú y sứ giả kia không chỉ không vặn hỏi hắn, ngược lại xa xa gật đầu tỏ ý. Chỉ có thời điểm tiến cung mới kiểm tra thân phận, Tổ An vừa đưa lệnh bài cho thị vệ thẩm tra, vừa âm thầm cảm thán, thân phận kim bài tú y sứ giả thật quá hữu dụng, phải biết đại thần bình thường mặc kệ được sùng ái như thế nào, vào đêm cửa cung đóng lại, cũng không được ra vào hoàng cung. Nếu như phát sinh chuyện vô cùng trọng đại không thể không tiến cung, cũng phải trước phái người đến tẩm cung của hoàng đế thông báo. Tú y sứ giả ra vào cung thuận tiện hơn rất nhiều, đương nhiên tú y sứ giả bình thường nửa đêm ra vào cung cũng rất phiền phức, nhưng hắn là kim bài, tự nhiên có rất nhiều đặc quyền. Sau khi tiến cung, Tổ An cực kỳ chú ý, một đường vận dụng Ngọc Tông giám thị xung quanh. Chủ yếu là vừa nghĩ tới hoàng cung không biết nơi nào cất giấu lâu chủ ảnh lâu, hắn không dám có chút chủ quan. Tới Bạch Sa tiểu viện đổi y phục, sau đó đeo mặt nạ, lúc này mới một đường đến chỗ Mã An, ở trong cung lâu như vậy, đường đi nước bước vẫn tương đối rõ ràng. Trong hoàng cung lấy tẩm cung của hoàng đế và các hậu cung tần phi trông giữ nghiêm nhất, còn chỗ cung nữ thái giám, còn có thái y lực lượng phòng vệ tương đối mỏng. Lấy tu vi của Tổ An bây giờ, rất dễ dàng ẩn vào. Tiến vào chỗ ở của Mã An, dựa theo hắn miêu tả, Tổ An nhanh chóng tìm được bút ký, bên trong quả nhiên ghi lại sự tình hắn đến tìm Tổ An. Hắn lật xem nội dung khác, vốn cho rằng có thể tìm được một số tin tức hữu dụng, đáng tiếc chỉ ghi chép sự tình xem bệnh, còn có một vài dược phương tâm đắc. Đúng lúc này, trong lòng Tổ An bỗng nhiên báo động, vội vàng thu bút ký vào trong lòng, sau đó cả người trốn ở sau màn. Cơ hồ là đồng thời, cửa sổ lặng yên không một tiếng động mở ra, một hắc y nhân nhanh chóng lách mình tiến vào. Sau khi hắn đi vào, trước tiên liền đánh tới trên giường, ưng chảo cào nát chăn mền, thoáng cái vồ nát gối đầu ở bên trong. A! Hắc y nhân khẽ ồ lên một tiếng, nhanh chóng xốc chăn mền lên, phát hiện bên trong chỉ là một cái gối đầu, không có bóng dáng Mã An. Tổ An âm thầm kinh hãi, vừa rồi người này bày ra tốc độ và kỹ xảo, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Đồng thời hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai muốn giết Mã An? Gia hỏa này quả nhiên nhân phẩm không được, lại có nhiều người muốn giết hắn như vậy. Bỗng nhiên tâm hắn hơi động, có thể tự nhiên hành động ở trong cung, còn có tu vi cao như vậy, chẳng lẽ hắc y nhân này là người u ảnh lâu? Lúc này hắc y nhân kia nhanh chóng lục lọi ở trong phòng, hiển nhiên là đang tìm cái gì? Tổ An ngưng thần tĩnh khí, gian phòng chỉ lớn như vậy, đối phương rất nhanh sẽ tìm tới nơi này, sau đó hắn lợi dụng đúng cơ hội, tiên hạ thủ vi cường. Thân hình lóe lên, trực tiếp công tới. Hắc y nhân hiển nhiên không ngờ tới nơi này lại còn cất giấu một người, có điều hắn phản ứng cũng nhanh, thân hình ba động quỷ dị, tránh đi một kích chí mệnh, sau đó xoay tay lại tung trưởng. Song trưởng tương giao, hai người đều không tự chủ được run run. Hắc y nhân hoảng hốt, ngươi là ai? Đối phương hiển nhiên không phải Mã An, Mã An làm sao có tu vi cửu phẩm. Trong lòng Tổ An càng chắc chắn, sau khi tu vi của mình tăng lên, quả nhiên đủ để chính diện giao phong với cửu phẩm. Hơn nữa bây giờ hắn còn lưu lực, thậm chí có một loại tự tin, có thể triệt để bắt giữ đối phương. Thanh âm đối phương cực kỳ cổ quái, hiển nhiên là tận lực cải biến, lo lắng tiết lộ thân phận. Tổ An càng hiếu kỳ, ngươi là ai? Hắc y nhân hừ lạnh, trong mắt lóe lên sát ý, khí thế toàn thân tăng vọt. Sau đó tay như ưng chảo, nhanh chóng đánh tới Tổ An.
Trong lòng Tổ An run lên, vừa rồi người này còn giấu dốt, tu vi đã là cửu phẩm đỉnh phong. Trên lôi đài có thể yếu thế, giấu dốt, sau đó từng bước thăm dò át chủ bài của đối phương, cuối cùng phản sát. Nhưng trong hoàng cung lại không có khả năng, có một hoàng đế tọa trấn trung ương, khắp nơi lại là đại nội thị vệ và tú y sứ giả tuần tra, cho nên một khi giao thủ nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương, tự nhiên, chỉ có thể vừa ra tay liền toàn lực. Tổ An không dám khinh thường, vội vàng toàn lực ứng đối. Hai người đều ăn ý không có thi triển nguyên tố, hiển nhiên đều lo lắng nguyên tố dập dờn kinh động hoàng đế. Mặc dù không sử dụng chiến kỹ, nhưng song phương giao thủ vẫn cực kỳ hung hiểm, mỗi một chiêu đều thẳng đến yếu hại, không chút lưu tình. Mới đầu Tổ An còn không thích ứng, dù sao hắn vừa đột phá đến cửu phẩm, phải biết hắn ngay cả bát phẩm cũng chưa hoàn toàn thích ứng. Bất quá sau khi đến thế giới này, hắn vô số lần kinh nghiệm sinh tử, không biết vật lộn sống mái bao nhiêu lần. Lại thêm năng lực khôi phục cường đại, hắn hoàn toàn có thể lấy thương đổi thương, đồng thời thương thế còn có thể xúc tiến tu vi tăng lên. Bởi vậy 20-30 chiêu trước, hắn rơi vào hạ phong, trên người mấy lần bị đối phương đánh trúng, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Bất quá sau 30 chiêu, hắn dần dần chuyển hồi thế yếu, song phương bất phân thắng bại. Thời điểm 50 chiêu, hắn đã dần dần chiếm thượng phong. Hắc y nhân kia càng đánh càng kinh hãi, thân thể người này sao có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế, bị thương nặng như vậy không chỉ không việc gì, ngược lại khí thế càng cường thịnh, trong hoàng cung lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy. Nhiều lần hắn nhịn không được muốn thi triển chiến kỹ, nhưng nghĩ đến hoàng đế còn ở trong cung, hắn chỉ có thể bỏ ý niệm này. Cảm nhận được chiến ý càng ngày càng đậm, hắn dần dần có chút sợ hãi, biết còn đánh như vậy, nói không chừng mình sẽ bỏ mạng ở đây. Sau đó hắn bạo phát trảo ảnh, thừa dịp đối phương phòng thủ, thân hình lóe lên nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất ở trong màn đêm. Tổ An biết hắn muốn chạy trốn, cho nên cố ý phối hợp thả hắn rời đi, muốn mượn cơ hội xem hắn đến cùng là người phương nào. Sau đó nhanh chóng theo sau, thân hình của đối phương rất quỷ dị, cơ hồ nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. May mắn Tổ An một mực dùng Ngọc Tông giám thị xung quanh, cho nên mặc kệ đối phương đường vòng như thế nào, hắn luôn có thể xa xa quan sát. Nhưng dù như thế, cũng có vài lần xém chút mất dấu, tốc độ của người kia quá nhanh, nếu không phải Tổ An có kỹ năng đại phong, đồng thời am hiểu tốc độ, thì dù có Ngọc Tông, hơn phân nửa cũng sẽ mất dấu. Một đường theo hắn rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đi đến trước một cung điện. Nhìn ba chữ Khôn Ninh cung to lớn, Tổ An giật mình, lại là người của Hoàng hậu. Hắn lập tức kịp phản ứng, vừa rồi hắc y nhân kia hơn phân nửa chính là Lữ Công Công, khó trách lúc mới giao thủ luôn cảm thấy chiêu thức của đối phương âm nhu. Hơn nữa trên người còn có mùi vị cổ quái. Hiện tại đã biết rõ cái kia là hương liệu mà thái giám dùng để che giấu mùi khai trên người. Vì sao Lữ Công Công muốn giết thái y viện Mã An? Chẳng lẽ hoàng hậu là lâu chủ U Ảnh Lâu? Hắn không dám tự tiện xông vào Khôn Ninh Cung, trải qua sự kiện thích khách lần trước, lực lượng thủ vệ và trận pháp của Khôn Ninh Cung tăng cường trên diện rộng. Dù bây giờ mình đến cửu phẩm, hơn phân nửa cũng rất khó vô thanh vô tức đi vào. Hắn không vào được, nhưng không có nghĩa là không có cách. Hắn nhìn phương hướng tẩm cung của hoàng hậu, sau đó kích hoạt Ngọc Tông. Một con mèo muôn đang cày cấy trên người Bạch Miêu trong Khôn Ninh cung, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, sau đó rời khỏi người Bạch Miêu, nhanh chóng chạy về tẩm cung của hoàng hậu. Mặc cho Bạch Miêu ở phía sau u oán kêu to như thế nào, nó từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại. Kẻ đổi bại, không đúng, mèo cặn bã. Lúc này hoàng hậu đang uể oải nằm nghiêng ở trên giường, nhũ phong và bờ mông sung mãn nhìn một cái không sót gì, khóe môi nổi lên ý cười. Mèo trong cung lại đang nháo. Lúc này có một hắc y nhân đứng đối diện nàng, đương nhiên là người mới vừa cùng Tổ An vật lộn sống mái. Hắn căm hận nói, không bằng nô tài đi thiến con mèo muôn kia, cả ngày soàn soạt mèo cái trong cung. Hoàng hậu cười, ngươi không thể bởi vì mình không được mà phát nộ khí lên người con mèo, nó và mèo cái cầm sát hài hòa, liên quan gì tới ngươi? Toàn thân hắc y nhân run rẩy, dường như bị làm nhục, đáng tiếc hắn không cách nào phản bác. Hoàng hậu cũng không muốn tiếp tục kích thích hắn, nói sang chuyện khác, sao ngươi lại thành bộ dáng này? Hắc y nhân đã lấy khăn che mặt xuống, không phải Lữ Công Công thì là ai? Lúc này quần áo toàn thân hắn rách tung tóe, trên người còn có không ít vết máu, thần sắc chật vật, phải biết tu vi của hắn rất cao, những năm này mỗi lần đi ra làm nhiệm vụ đều mây trôi nước chảy, lúc nào chật vật như vậy? Lữ Công Công lau vết máu ở khóe miệng, đừng nói nữa, vừa rồi ở chỗ Mã An đụng phải một cao thủ thần bí. Tình huống như thế nào? Hoàng hậu cũng thay đổi biểu lộ trêu tức, từ trên giường ngồi thẳng lên, trong mắt phượng lộ ra vẻ sắc bén. Lữ Công Công nói, ta lặng lẽ chui vào thái y viện, kết quả Mã An không có trên giường, thời điểm ta tìm kiếm hắn, một người thần bí đột nhiên ra tay với ta. Lúc này trên bệ cửa sổ nằm sấp một con mèo đen, cái đuôi nhàn, nhã cuốn lại. Bên ngoài Khôn Ninh cung, Tổ An mở mắt, nghĩ thầm quả nhiên là hoàng hậu muốn diệt khẩu Mã An, nhưng vì cái gì đây?
Hoàng hậu nhíu mày, tu vi còn cao hơn ngươi một chút. Từ khi Vi Hoàn và Mễ lão đầu quy thiên, trong hoàng cung lúc nào xuất hiện qua cao thủ như vậy? Lữ công công có chút không cam lòng, tu vi của người kia chưa chắc cao hơn ta, chúng ta giao thủ cảm giác hắn vận dụng lực lượng, lý giải cảnh giới không chặt chẽ, chỉ bởi vì da dày thịt béo, ta lại sợ kinh động hoàng đế không thể vận dụng chiến kỹ, cho nên mới ăn thiệt thòi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng hậu liếc hắn một cái, bại thì bại, người lúc nào cũng biến thành thích tìm lý do. Lữ công công nghiêm mặt, nương nương dạy rất đúng. Ngươi sẽ không bị người ta theo dõi phát hiện chứ? Hoàng hậu từ trên giường đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy không có động tĩnh gì mới buông lỏng một hơi. Lữ công công nói, nương nương yên tâm, lấy thân pháp của ta, trong đồng cấp trừ khi có quỳ hoa huyễn ảnh của Mễ lão đầu, bằng không không có khả năng đuổi kịp, mà bây giờ Mễ lão đầu đã chết. Huống chi hiện tại phòng ngự của Khôn Ninh cung thăng cấp, nếu có người theo tới, đã sớm phát động cảnh báo. Hoàng hậu gật đầu, thuận tay ôm mèo đen ở trên bệ cửa sổ vào trong ngực, tiểu gia hỏa ngươi, lại đi tai họa những mèo cái trong cung, thời gian trôi qua rất thoải mái nha. Cảm giác được trong giọng nói của nàng u oán nồng đậm, Lữ công công không dám tự chuốc nhục nhã, ai bảo năm đó hắn nhất thời xúc động tự cung, muốn an ủi nàng cũng không có sức. Mèo, con mèo đen giãy giụa vài cái, sau đó an tĩnh, hưởng thụ ngón tay của hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve da lông. Bên ngoài thần sắc của Tổ An cổ quái, tuy lần trước đã tự mình thể nghiệm qua, nhưng vẫn không khỏi cảm thán, thật mềm thật lớn. Hoàng hậu ôm mèo đen lần nữa trở lại trong phòng, ngươi có thể từ trong chiêu số của đối phương lấy được tin tức gì không? Lữ công công có chút ghen tị nhìn mèo đen trong ngực nàng, nghĩ thầm ta cả đời mệt nhọc cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, ngược lại bị xúc sinh ngươi hưởng thụ trước, chiêu số của người kia rất tạp, ta nhìn không ra hắn thuộc môn phái nào, ấn tượng lớn nhất là thân thể hắn rất cứng. Thân thể rất cứng. Bỗng nhiên hoàng hậu cười duyên. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới một người. Thấy khuôn mặt nàng hiện đào hoa, Lữ công công đương nhiên biết nàng nói là người nào, trong lòng càng ghen ghét và phẫn nộ. Đến từ Lữ Kỳ, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Hoàng hậu chỉ là thuận miệng nói đùa, đương nhiên sẽ không cảm thấy Tổ An có thể đánh Lữ công công thành như vậy. Nàng thở dài, hiện tại phiền phức, không nghĩ tới còn có thế lực khác để mắt tới Mã An, cũng không biết Mã An bây giờ sống hay chết. Lữ công công nói, có cao thủ như thế ở trong phòng hắn, nghĩ đến hắn đã giữ nhiều lành ít, nương nương không cần phải lo lắng. Hy vọng như thế. Hoàng hậu nói, mật thiết chú ý động tĩnh của Thái Y Viện, có gió thổi cỏ lay gì cũng phải báo cáo cho ta. Vâng. Lữ công công thì lễ. Nương nương, tuy không biết người bí ẩn kia là ai, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, có người giúp chúng ta giải quyết hắn, nương nương không cần phải lo lắng sự kiện kia lộ ra. Hoàng hậu thở dài. Nếu sớm biết tinh huyết của Tổ An có thể giúp ta khôi phục thương thế, lúc trước ta đâu cần tìm Mã An lấy thuốc. Ta chỉ lo lắng có ngày hắn biết sự kiện kia, ngược lại trở mặt thành thù. Tổ An giật mình, tuy đối phương không có nói quá cụ thể, nhưng đã không trở ngại hắn suy đoán ra chân tướng sự tình. Lúc trước hắn và Thái tử Phi cấu kết bạo phát, bị giam giữ ở trong thiên lao, kết quả bỗng nhiên có người hạ độc, lúc đó một mực tìm không thấy hung thủ. Còn kỳ quái vì sao đối phương hạ độc không phải loại độc dược chí mạng, mà là loại độc khiến người ta ngu dại. Hiện tại hết thảy đều hiểu, lúc trước bởi vì hoàng hậu và hắn phát sinh quan hệ, lo lắng bị hắn áp chế, cho nên muốn trừ hắn. Nhưng lại lo lắng hắn ở bên ngoài có sắp xếp, nếu chết sẽ có người công bố bí mật của cả hai. Cho nên nàng thấy Sở Sơ Nhan cầu cứu, mặt ngoài đáp ứng, vụng trộm lại muốn tóm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này trừ tai họa ngầm. Nữ nhân này thật hung ác. Tổ An tắc lưỡi, nói đến lúc trước mình còn cứu nàng, cùng nàng tiếp xúc cũng bởi vì cái này, không nghĩ tới nàng trở mặt thì không nhận người. Lữ công công lại mở miệng, nương nương lo ngại, dùng hắn nhiều mấy lần, đợi công lực của nương nương khôi phục, hắn sẽ mất đi giá trị lợi dụng, không nói hắn không có khả năng biết sự kiện này, coi như biết, đến thời điểm cũng không ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ nương nương còn động tình với hắn? Động tình? Hoàng hậu cười lạnh, ngươi không cần thăm dò ta, không sai, ta thích hắn tuổi trẻ cường tráng, nhưng nói cho cùng chỉ là một cây dược liệu. Ta đời này, cũng chỉ có lúc tuổi trẻ không hiểu chuyện động tình với ngươi. Đáng tiếc về sau phát sinh đủ loại, để cho ta minh bạch cảm tình, là thứ vô dụng nhất trên đời, ta không cần tình, trước kia không cần, về sau cũng không cần. Nghe nói mình là nam nhân duy nhất để cho nàng động tình, trong mắt Lữ công công lóe lên vẻ hưng phấn, không uổng công mình nỗ lực nhiều năm như vậy, có câu nói này của nương nương, ta dù chết ngay lập tức cũng đáng. Nương nương cứ yên tâm, ta nhất định sẽ hết toàn lực giúp ngươi đạt thành mộng tưởng. Tổ An yên lặng rời đi, hắn không có tâm tình chập chờn gì. Bởi vì hắn cũng chỉ hưởng thụ sắc đẹp của hoàng hậu mà thôi, căn bản chưa nói tới có cảm tình với nàng. Vốn còn có chút ngượng ngùng, nhưng thấy nàng như vậy hắn ngược lại buông lỏng một hơi. Dạng nữ nhân như vậy chơi đùa là được,
mọi người theo như nhu cầu. Lúc này bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Mị Ly, quả nhiên là kỹ nữ phối chó, thiên trường địa cửu. Tổ An xanh mặt, ai là chó? Thân hình của Mị Ly hiện ra, khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác, phát sinh sự tình như vậy cũng tốt, miễn cho ngươi luôn tự luyến, luôn cho rằng thiên phú dị bẩm có thể chinh phục nữ tử trong thiên hạ, kết quả chỉ là đồ chơi trong lòng người ta mà thôi. Tổ An sâu kín nói, hoàng hậu các ngươi đều lãnh khốc vô tình như vậy. Mị Ly nhất thời giận tím mặt, dám đánh đồng bản cung với tiện nhân kia. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Thấy nàng phản ứng kịch liệt, Tổ An bật cười, ta liền biết ngươi không giống. Sắc mặt của Mị Ly có chút mất tự nhiên, nói mê sảng cái gì đó, bản cung chỉ đi ra xem trò vui, hiện tại đi ngủ. Nói xong hóa thành một làn khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Tổ An đã quen nàng xuất quỷ nhập thần, chỉ ngây ngốc cười cười. Tiếp xuống mấy ngày, sự tình thái y viện Mã An mất tích bí ẩn nhấc lên chút gợn sóng, hoàng đế còn cố ý phái tú y sứ giả tra rõ án này. Chỉ bất quá tra tới tra lui cũng tra không ra đầu mối gì, nếu là bình thường, tú y sứ giả sẽ xâm nhập điều tra, nhưng bây giờ thái tử đại khảo sắp đến, mặc kệ là hoàng đế hay Chu Tà Xích Tâm, tâm tư đều ở bên kia, một viện phán thái y viện nho nhỏ mất tích, tự nhiên không đáng là gì. Mấy ngày nay Tổ An rất thanh nhàn, bởi vì Đông Cung cho hắn nghỉ, hắn ngày thường ở nhà nghỉ ngơi, em vợ Sở Ấu Chiêu nhớ tỉ tỉ trước khi đi nhắc nhở, thỉnh thoảng đến tặng đồ, còn thường xuyên dẫn hắn du ngoạn. Tổ An cũng vui vẻ nhẹ nhõm, vừa vặn làm quen địa hình ở xung quanh kinh thành. Sở Ấu Chiêu thanh xuân sức sống, lại thêm Mộ Dung Thanh Hà cùng nàng như hình với bóng, hai mỹ thiếu nữ thanh xuân chơi cùng, thật là một sự tình vui vẻ. Bởi vì phát sinh sự tình lúc trước, Mộ Dung Thanh Hà cũng cải biến thái độ, thậm chí có thể nói tận lực nịnh nọt Tổ An, không biết là vì Đường huynh ở trong tù, hay vì làm tốt quan hệ với tỷ phu tương lai. Đối phương quan tâm để Tổ An có chút xấu hổ, hưởng thụ mỹ thiếu nữ phục vụ, hắn cũng nên tìm Thái tử Phi nói hộ. Thái tử Phi vốn định dùng Mộ Dung Lạc kéo lên người Tề Vương, bất quá hiệu quả quá nhỏ, liền thuận thế bán Tổ An nhân tình, làm Mộ Dung Thanh Hà càng ngày càng ngọt. Bất quá thời gian nhẹ nhõm đã định trước không dài, thời gian Thái tử đại khảo càng ngày càng gần. Hôm nay Thái tử Phi triệu Tổ An tiến cung thương nghị. Đi tới Đông Cung, Thái tử Phi đang ở bên trong nghị sự với đại thần. Tổ An ở bên ngoài cùng với Pháp Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn vui vẻ đánh rắm. A, sao hai người tâm sự nặng nề như thế? Tổ An thấy hai người bọn họ không hăng hái lắm, tò mò hỏi. Pháp Đoạn Điêu cẩn thận từng ly từng tí đánh giá xung quanh, thấy không người chú ý tới bên này, mới nhẹ giọng nói, trước đó không lâu Thái tử Phi mới nói qua chúng ta. Lần này Thái tử đại khảo sẽ mang chúng ta theo, tuy thân là thị vệ Đông Cung, phân ưu cho Thái tử là chuyện đương nhiên, nhưng... Tiêu Ti Côn hừ một tiếng, già mồm, cũng không phải ngoại nhân, còn nói những lời khách sáo này, chủ yếu là mọi người rõ ràng lần đại khảo này sẽ không đơn giản, bên Tề Vương chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội, tuy hành động lần này chúng ta không đến mức cử tử nhất sinh, nhưng khẳng định nguy hiểm trùng trùng, lo lắng đã đi là không thể trở về. Tổ An vỗ vai hai người nói, các ngươi đều có gia thất, lo lắng như vậy là nhân chi thường tình, không nên tự trách. Đúng rồi, hình thức Thái tử đại khảo đã định ra chưa? Trước đó hoàng đế còn để hắn nghĩ biện pháp, nhưng trong khoảng thời gian hắn không nghĩa đối phương. Từ sau đêm hôm đó ở Khôn Ninh Cung, hắn đã không còn run sợ trước hoàng đế. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hoàng đế cũng không thúc giục, tựa hồ quên sự kiện này, hắn tự nhiên cũng vui vẻ giả ngu. Định ra rồi, bất quá hình thức cụ thể chúng ta không rõ ràng. Hai người lắc đầu nói. Lúc này các đại thần cũng lục tục ngo ngoe đi ra, có thái giám đến triệu Tổ An vào, Tổ An vỗ vỗ vai hai người, yên tâm đi, đến thời điểm ta sẽ bảo kê các ngươi. Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, thần sắc Pháp Đoạn Điêu cổ quái, dùng bả vai lặng lẽ đụng đồng bạn, người nói Tổ đại ca lấy đâu ra lực lượng như vậy. Tiêu Ti Côn cũng nói, đúng vậy, mặc dù tu vi của hắn không tệ, nhưng lần này Tề Vương khẳng định sẽ cao thủ ra hết, không biết bao nhiêu người tu vi trên hắn. Được rồi, không nên đả kích lòng tự tin của hắn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này Tổ An đã tới thư phòng của thái tử nhưng không có thái tử. Đại bàn tử kia đang ở bên ngoài chơi trò chơi với thái giám. Bất quá trong thư phòng có một thái tử phi mỹ lệ. Mấy ngày không gặp, thái tử phi lại xinh đẹp. Tổ An vừa cười vừa nói. Bích Linh Lung đỏ mặt, Tổ đại nhân nói chuyện vẫn như vậy. Nếu để người khác nghe được, hơn phân nửa sẽ sinh ra rất nhiều lời đồn. Tổ An mặt không quan trọng, chúng ta phong quang tễ nguyệt, cần gì phải sợ lời đồn. Phong quang tễ nguyệt. Trong đầu Bích Linh Lung, kìm lòng không được hiện ra chẳng cảnh hai người không mảnh vải ôm nhau, còn hôn nhau, trong lòng âm thầm xì một cái, gia hỏa này còn thật nói ra được. Nghe nói Thái tử đại khảo đã được định. Tổ An hỏi. Bích Linh Lung gật đầu, không sai, sau 3 ngày Hoàng gia học viện mở bí cảnh sau núi,
Thái tử đi vào tru sát Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao chứng minh năng lực của mình. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Tổ An sững sờ, nghe danh tự đã biết không phải người lương thiện. Một loại hung thú thất phẩm, thực lực yếu hơn long không ít, nhưng lợi hại hơn hung thú bình thường rất nhiều. Thần sắc của Bích Linh Lung lo lắng. Tổ An mộng bức, đây không phải để hắn đi chịu chết sao? Hắn đi qua bí cảnh mấy lần, cơ hồ mỗi lần đều cửu tử nhất sinh. Đương nhiên mấy lần kia đều liên quan đến bí mật không thể biết, không giống bí cảnh thường thấy của thế giới này, nhưng coi như bí cảnh lại thường thấy cũng có rất nhiều nguy hiểm. Thái tử nói dễ nghe một chút là thuần pháp, nói khó nghe chính là thiểu năng trí tuệ. Để hắn tiến vào bí cảnh, dù cái gì cũng mặc kệ, hắn hơn phân nửa cũng không ra được, huống chi còn đi giết hung thú thất phẩm. Tuy thất phẩm không cao lắm, nhưng thái tử có thể đối phó sao? Thái tử đi làm điểm tâm cho người ta còn tạm được. Bích Linh Lung nói, đây là chủ ý của các đại thần bên Tề Vương, chúng ta tự nhiên không chịu. Có người nói thái tử là hoàng đế tương lai, không phải tướng quân xông pha chiến đấu, không cần phải đơn đà độc đấu, càng trọng yếu là năng lực quản lý. Cho nên chúng ta đưa ra tổ kiến một đoàn đội do thái tử chỉ huy đi hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi cũng thông minh. Tổ An nhịn không được cười. Bất quá bên Tề Vương chắc chắn sẽ không đồng ý, bằng không do các cao thủ đỉnh phong bảo hộ, thái tử tự nhiên có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Bích Linh Lung ân một tiếng, không sai, bên kia cũng nói như thế, cảm thấy như vậy mất đi ý nghĩa khảo nghiệm năng lực của thái tử. Cho nên hai bên khẩu chiến, cuối cùng đạt thành thỏa hiệp, bên Tề Vương đồng ý thái tử dẫn người của hắn vào, nhưng nhất định phải hạn chế tu vi, nhất định phải thất phẩm trở xuống. Hơn nữa, không thể là tú y sứ giả hoặc quân nhân trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, hiểu trận pháp phối hợp. Tổ An âm thầm gật đầu, như vậy cũng tính toán hợp lý. Phải biết đẳng cấp của hung thú và người tu hành không thể tính ngang bằng, hung thú thất phẩm so lợi hại hơn nhân loại thất phẩm nhiều. Tu vi bên thái tử không thể vượt qua thất phẩm, bất quá thắng ở người nhiều, thời điểm tuyển người khẳng định đều sẽ rất chú ý. Như vậy liên hợp lại săn giết Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao tuy nguy hiểm, nhưng cũng ở trong phạm vi khống chế. Khó trách thái tử nhất mạch sẽ đồng ý điều kiện này. Tề Vương sẽ hảo tâm như vậy. Tổ An nhịn không được hỏi, lần khảo hạch này quan hệ trọng đại, một khi thái tử thành công thông qua khảo hạch, như vậy về sau Tề Vương nhất mạch lại muốn nghi vấn năng lực của hắn sẽ chân đứng không vững. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn, Tề Vương nhất mạch đều sẽ không dễ dàng đồng ý khảo hạch mặt ngoài coi như công bằng này. Chúng ta cũng cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ ở trong bí cảnh động tay, thế nhưng nghĩ mãi mà không rõ bọn họ sẽ động như thế nào. Bích Linh Lung nhíu mày. Lần này mở ra bí cảnh do Tế Tửu đại nhân chủ trì, sẽ chỉ dựa theo ước định thả người chúng ta đi vào. Hơn nữa Hoàng thượng cũng nhìn chằm chằm, người Tề Vương còn không vào được, bọn họ đến cùng làm sao động tay. Tổ An nhịn không được hỏi, Tế Tửu có thể ở trong bóng tối cấu kết với Tề Vương không? Bích Linh Lung lắc đầu, sẽ không, ngươi đến kinh thành không lâu, không biết Tế Tửu địa vị siêu phàm, hắn căn bản không cần đầu nhập vào phương nào, đã có thể bình khởi bình tọa với Hoàng thượng, Tề Vương, cần gì phải bốc lên phong hiểm. Hơn nữa Hoàng thượng cũng tin tưởng Tế Tửu, hắn sẽ không nhìn lầm người. Tổ An nghĩ thầm ngay cả lão hồ ly đa nghi kia cũng tin tưởng Tế Tửu, xem ra lập trường của hắn xác thực không cần hoài nghi, nhưng lần khảo hạch này Tề Vương tuyệt đối sẽ không ngồi im mặc kệ. Không sai. Bích Linh Lung nhìn Tổ An. Cho nên ta chỉ có thể mang mấy người đáng tin vào, mà ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Ta. Tổ An không kịp cảm khái đối phương, tín nhiệm hắn. Nhưng hiện tại tu vi của ta không phải thất phẩm, chỉ sợ không cách nào tiến vào bí cảnh. Bích Linh Lung cắn môi, này xác thực hơi phiền toái. Nhưng ngươi cũng chỉ trên dưới thất phẩm, vượt qua không tính nhiều, ta sẽ nghĩ chút biện pháp xem có thể nhét ngươi vào hay không. Tổ An nghĩ thầm hiện tại ta vượt qua hơi nhiều, chỉ sợ ngươi không nhét vào lọt, ân, nhét vào ngươi thì được. Bỗng nhiên Bích Linh Lung ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi có nguyện ý giúp ta không? Tổ An mỉm cười, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Được hắn trả lời khẳng định, Bích Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, quét qua lo lắng và mù mịt trước đó, cả gian phòng giống như muôn hoa đua nở. Dù Tổ An nhìn quen các loại giai nhân tuyệt sắc, giờ phút này cũng ngẩn người. Chú ý tới ánh mắt của hắn, gương mặt của thái tử phi ửng đỏ, nhưng không có mở miệng quát lớn gì, trong phòng rơi vào trong bầu không khí mập mờ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của thị nữ Dung Mạc, thái tử phi, hoàng thượng triệu kiến tổ. Tổ đại nhân. Lúc này Bích Linh Lung mới hồi phục tinh thần lại, có chút mất tự nhiên nghiêng thân thể, tránh đi ánh mắt của hắn, hoàng thượng tìm ngươi, ngươi mau đi đi. Được. Tổ An đứng dậy muốn ly khai. Đúng rồi, vì sao Hoàng thượng 3 ngày 2 lần đều tìm ngươi? Bích Linh Lung có chút hiếu kỳ. Khả năng ta rất được hoan nghênh. Tổ An cười cười, sau đó biến mất ở ngoài cửa. Gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Dung Mạc đi tới bên người Bích Linh Lung, có chút bất mãn nói. Bích Linh Lung không có trả lời nàng, ngược lại rơi vào trầm tư. Lấy nàng lý giải Hoàng thượng, không có đạo lý thường thường triệu kiến quan viên như hắn.
Lúc này Dung Mạc tiếp tục nói, nương nương, ngươi thật tuyển hắn đi cùng ngươi, ta cũng có thể nha, luận tu vi cũng không kém hắn. Nhưng ngươi đã thất phẩm, vượt qua hạn chế tiến vào bí cảnh. Hắn không phải cũng vượt qua thất phẩm sao? Cái kia không giống. Có cái gì không giống? Tỷ như, hắn là nam nhân. Lại nói Tổ An đi tới ngự thư phòng, Ôn Công Công nháy mắt, trong lòng hắn không khỏi run lên, xem ra hôm nay tính khí của hoàng đế không tốt lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quả nhiên, mới vừa đi vào hành lễ, hoàng đế đã cho hắn một hạ mã uy, trước đó vài ngày trẫm giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi không có hoàn thành. Không biết hoàng thượng chỉ chuyện nào. Trong lòng Tổ An âm thầm cười lạnh, hắn thực đã xem thấu đế vương tâm thuật của đối phương, dùng đối phó người khác còn được. Nhưng đối với người trong đầu không có khái niệm hoàng quyền mà nói, một khi chính hắn nhảy ra khỏi cục, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng. Đương nhiên là để ngươi thay thái tử nghĩ biện pháp, bây giờ thái tử đại khảo thành kết cục đã định, ngươi có biết tội của ngươi không? Ánh mắt hoàng đế sắc bén nhìn hắn, một cỗ khí thế cường đại áp bách tới, phảng phất như nhìn ra hắn hững hờ. Trong đầu Tổ An như có ngàn vạn thớt ngựa lao nhanh qua, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Thái tử đại khảo liên quan đến Tề Vương, thực không phải tầng thứ như ta có thể tham dự. Bất quá không cách nào phân ưu cho bệ hạ, đây là đại tội, xin hoàng thượng trách phạt. Hắn quen thuộc đế vương tâm thuật, đương nhiên biết đối phương không phải thật muốn trị hắn tội, hoàn toàn là mượn cơ hội gõ một chút, để hắn càng có động lực đi hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp mà thôi, cho nên cực kỳ phối hợp. Đối phương nghĩ đùa bỡn hắn ở trong lòng bàn tay, trên thực tế lại bị hắn nắm mũi dẫn đi, loại cảm giác kia rất kỳ diệu. Hoàng đế khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ nói như thế, vốn chuẩn bị một đống lời trong lúc nhất thời lại không có đất dụng võ. Cách một hồi hắn mới tỉnh hồn lại, người đã biết tội, trẫm cũng không phải loại người bất thông tình lý, tiếp xuống cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Tổ An âm thầm cười lạnh, mặt ngoài lại cung kính, hoàng thượng cứ nói, thần nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Hoàng đế rất hài lòng thái độ của hắn, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, chắc hẳn ngươi phải biết sự tình thái tử đại khảo. Tổ An gật đầu, vừa rồi ở Đông Cung nghe được một số tin tức, chắc là thái tử phi nói cho ngươi. Hoàng đế cười như không cười nói. Trong lòng Tổ An run lên, vội vàng đáp, thái tử phi quan tâm tiền đồ của thái tử, cho nên muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể nghĩ ra biện pháp hay không. Gia hỏa này rất kiêng kỵ con dâu và mình đi quá gần, nhớ ngày đó mình vì cứu thái tử phi, không cẩn thận ôm nàng một chút, thiếu chút nữa bị chặt tay, cho nên hắn không dám có chút mập mờ trong vấn đề này, lập tức phủ nhận quan hệ với Bích Linh Lung. May mắn hoàng đế không có truy đến cùng, hắn tán thưởng nói, Linh Lung ngược lại là tận chức tận trách. Sự tình nàng lo lắng không phải không có lý, ngay cả trẫm cũng không tin Triệu Cảnh sẽ thờ ơ. Tổ An nhạy bén chú ý tới đối phương không giống như trước đây gọi Tề Vương, mà không chút kiêng kỵ gọi thành Triệu Cảnh, xem ra đây là biểu hiện dần dần coi hắn là người mình. Nói đến hai người là người trong đồng đạo, sớm đã là người mình. Hoàng đế nói tiếp, trẫm thực không yên lòng, cho nên dự định phái người đi theo thái tử vào trong bí cảnh xem xét, thứ nhất có thể bảo hộ thái tử an toàn, thứ hai có thể tùy thời phòng bị Tề Vương dị động. Người thân là Kim Bài Tú Y sứ giả, lại là trọng thần của Đông Cung, nghĩ tới nghĩ lui chính là thí sinh thích hợp nhất. Trong lòng Tổ An kinh hãi, hắn thực nghĩ mãi mà không rõ tại sao hoàng đế lại tín nhiệm hắn như vậy, phải biết lần này có thể tính là hoàng đế và Tề Vương nhất mạch sớm quyết chiến, bên nào cũng thua không nổi, tại sao hoàng đế lại tín nhiệm hắn như vậy? Hắn vội vàng nói, thần tự biết bản sự thấp, mình mất mạng không quan trọng, nhưng nếu liên lụy thái tử thì muôn lần chết không chuộc được tội. Theo thần thấy, thí sinh thích hợp nhất không ai qua được Chu Tà đại thống lĩnh, hắn tu vi cao, lại tuyệt đối trung thành với bệ hạ. Hắn còn chưa nói xong đã bị hoàng đế đánh gãy, hừ, ngươi cho rằng trẫm không muốn phái hắn đi, bất quá lần này song phương đạt thành ăn ý, người tiến vào bí cảnh tu vi không thể vượt qua thất phẩm, mà Chu Tà Xích Tâm lại là nửa bước đại tông sư mọi người đều biết, Triệu Cảnh làm sao có thể đồng ý hắn vào bí cảnh. Tổ An cười khổ nói, nhưng cảnh giới của thần cũng vượt qua. Hoàng đế hơi híp mắt, nói đến thực lực của ngươi tăng trưởng có chút nhanh, vừa tới kinh thành giống như chỉ lục phẩm, lúc này mới bao lâu, vậy mà trưởng thành đến loại cấp độ này. Thế nhưng không nên a, ngươi hiến cho ta Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ta đã xem, tiến hành tu hành phải chậm hơn người bình thường mới đúng. Trong lòng Tổ An run lên, biết hắn đang hoài nghi mình, có điều đã sớm chuẩn bị, tu vi của thần tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì Mễ lão đầu muốn đoạt xá ta, quán đỉnh tất cả tu vi lên người ta, những ngày này dần dần tiêu hóa công lực của hắn. Mới đột nhiên tăng mạnh. Hoàng đế gật đầu, lúc này mới bỏ đi hoài nghi, lấy kiến thức của hắn, làm sao không biết loại quán đỉnh này, trong thời gian ngắn tuy dễ dàng đột nhiên tăng mạnh, nhưng lâu dài sẽ bất lợi cho tu hành, dễ dàng hủy đạo cơ, cả đời vô vọng tiến vào cảnh giới càng cao. Chỉ bất quá hắn không có nhắc nhở Tổ An, dù sao tu vi của đối phương bây giờ vừa vặn có thể thay hắn làm việc,
còn ẩn tật hậu hoạn, cái kia là sự tình của tổ an. Cảnh giới của ngươi vượt qua không sao cả, dù sao ở trong mắt đại đa số người, ngươi chỉ tầm thất phẩm, đợi lát nữa chấm ban thưởng ngươi một pháp bảo che giấu tu vi, tự nhiên có thể lừa dối qua ánh sáng. Hoàng đế nói, nếu không phải tất cả mọi người rõ ràng tu vi của Chu Tà Xích Tâm, chỉ sợ hắn đã sớm ban đồ chơi này cho đối phương. Tổ An giật mình, trên đời lại có thần vật như thế. Như vậy lần đại khảo này chẳng phải vô cùng đơn giản, chỉ cần phái thêm mấy cao thủ đi vào, hoàn thành có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hoàng đế hừ một tiếng, ngươi tưởng tượng hay thật, tuy trên đời có không ít đồ vật che giấu khí tức, nhưng muốn ở trước mắt bao người, giấu giếm qua lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù trẫm giàu có, trong tay cũng chỉ có một kiện, ngươi không nên cô phụ trẫm tín nhiệm với ngươi. Đa tạ bệ hạ hậu ái. Tổ An rất dễ dàng giả trang ra thần sắc kích động, đồng thời âm thầm bội phục diễn xuất của mình. Lại nói thời gian dài tiếp tục như vậy, mình có thể tinh thần phân liệt hay không? Tiếp xuống hoàng đế căn dặn hắn một số hạng mục chú ý khi tiến vào bí cảnh, nhắc lại nhất định phải bảo vệ thái tử là tôn chỉ thứ nhất. Sau khi kết thúc hoàng đế nói, lui ra đi, đợi lát nữa tới chỗ Bạch Phi, để nàng đưa đồ vật cho ngươi. Vâng. Tổ An chấn định như thường lui ra ngự thư phòng, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, không nghĩ đến hoàng đế, nói pháp bảo có thể che giấu tu vi khí tức lại ở chỗ Bạch Phi. Trong nháy mắt hắn xuất hiện rất nhiều suy đoán, hoàng đế và Bạch Phi đến cùng quan hệ thế nào? Vì sao pháp khí trọng yếu như vậy lại ở trên người Bạch Phi? Bạch Phi không phải sư muội của Vân Gian Nguyệt sao? Chẳng lẽ hoàng đế căn bản không biết nàng là người trong ma giáo? Bất chi bất giác đi tới cửa Bách Hoa Cung, ẩn ẩn nhìn thấy bên trong tươi hoa đua nở, Tổ An lại cảm thấy sau lưng nhiều một hơi khí lạnh. Nữ nhân này giấu quá sâu. Nghĩ đến lúc trước mình cố ý đùa giỡn nàng, nàng xấu hổ bất đắc dĩ, xem ra hơn phân nửa là giả. Chờ một chút, có phải hoàng đế biết ta bí mật đùa giỡn Trắc Phi không? Trong chớp nhoáng này hắn nghĩ rất nhiều, có điều rất nhanh hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại, biết chỉ cần đối phương đã không vạch trần, cái kia chứng minh hắn còn cần ta, vậy thì có chỗ trống thao tác. Được cung nữ dẫn vào, Bạch Phi đang ôm hài tử ở trong tã lót khoan thai chơi xích đu. Nhìn thấy Tổ An đến, nàng không có chút ngoài ý muốn, phất tay tỏ ý hạ nhân lui xuống. Nương nương cố ý đẩy hạ nhân ra, có phải ám chỉ ta tiếp tục như lần trước không? Tổ An trêu đùa. Bạch Phi không có thần sắc sợ hãi, ngược lại cười như không cười nhìn hắn, hiện tại ngươi còn dám sao? Tổ An hừ một tiếng, bước đi về phía trước, trực tiếp ngồi ở trên xích đu, thuận thế ôm nàng đặt lên đùi mình. Bạch Phi vừa sợ vừa giận, sau ngắn ngủi thất thần liền giằng co, ngươi làm gì, mau buông ta ra. Đến từ Bạch Nhu Tuyết, điểm nộ khí cộng 34 cộng 34 cộng 34. Tổ An thở dài, cho nên đừng tùy tiện khiêu khích nam nhân. Bạch Phi cũng dừng dãy ruộng, bởi vì nàng phát hiện mình uốn qua uốn lại tựa hồ là đang tiện nghi đối phương, thứ kia đã cứng rắn đè lên khu vực thần bí, làm nó sinh ra cảm giác dị dạng, nàng cưỡng chế mình chấn định lại, trầm giọng nói, ngươi biết bây giờ ngươi đang làm cái gì không? Một khi ta nói cho hoàng thượng, ngươi có 9 cái đầu cũng không đủ chết. Tổ An ôm vòng eo tinh tế của nàng, cảm thụ bờ mông căng tròn co giãn, vẻ mặt thoải mái nói, thế nhưng ngươi sẽ không nói cho hoàng thượng. Hiện tại tâm thái của hắn không giống trước đó, càng ưa thích chiếm thế công chủ động. Cảm nhận được hắn từng bước ép sát, sắc mặt của Bạch Phi âm tình biến hóa, đừng tưởng ngươi biết quan hệ giữa ta và thánh giáo thì có thể áp chế ta. Nhưng như vậy rất hữu hiệu, không phải sao? Tổ An không có càng tiến một bước, hắn đùa giỡn đối phương chỉ vì giảm bớt nàng đề phòng, thu hoạch tình báo mà thôi, cũng không phải thật muốn chiếm tiện nghi. Bạch Phi hít sâu một hơi, sau đó biểu lộ có chút nghiền ngẫm, vậy nếu hiện tại ta nói cho ngươi, ta là nữ nhân của hoàng thượng, ngươi còn dám đụng không? Bất quá vừa nói xong, nàng liền đỏ mặt, bởi vì thứ kia càng cứng rắn ép mạnh, vào giữa hai khe mông đã nói cho nàng đáp án. Bạch Phi choáng váng, vốn cho rằng mình nói như vậy đối phương sẽ bị dọa đến lập tức tất cung tất kính, phải biết hoàng thượng là người mạnh nhất trên đời này, trong thiên hạ ai dám đắc tội hắn. Dù Tề Vương và hắn đối nghịch nhiều năm, cũng không dám nhúng chàm nữ nhân của hắn, kết quả ra hỏa này không chỉ không sợ, ngược lại bởi vậy càng hưng phấn. Đến cùng là ta nhận biết xảy ra vấn đề, hay hắn có vấn đề? Ngươi là nữ nhân của hoàng đế. Tổ An đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức khôi phục lại, bởi vì đây mới là chuyện đương nhiên, trước đó tin đồn liên quan tới Bạch Phi và hoàng đế cũng không ít. Nếu biết còn không mau buông tay ra. Bạch Phi nỗ lực muốn để cho mình giả ra bộ dáng tức giận uy nghiêm, đáng tiếc ngoại hình của nàng quá mảnh mai ôn nhu, không chỉ không dọa được người, ngược lại càng như cổ vũ nam nhân tiếp tục. Tại sao phải thả, dù sao đụng nữ nhân của hoàng thượng, thả cũng chết, không thả cũng chết, vậy còn không bằng trước khi chết ôm nhiều một cái. Tốt xấu gì cũng có thể làm quỷ phong lưu nha. Tổ An hài hước cười nói. Bạch Phi. Sao đối phương không theo lẽ thường ra bài vậy, để cho nàng không biết làm sao?
Nàng hít sâu một hơi, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, không nói sự tình hôm nay cho hoàng thượng, ngươi có thể an tâm buông tay. Tổ An cười nói, ngươi đã không có ý định nói cho hoàng thượng, vậy ta còn không nhân cơ hội này ôm nhiều một chút. Bạch Phi trợn tròn mắt, sao gia hỏa này vô lại như vậy chứ? Đúng lúc này, hài tử trong ngực dường như cảm nhận được khốn cục của mẫu thân, gấp đến độ oa oa khóc lớn. Bạch Phi nhất thời gấp, đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao thoát khỏi, ai biết Tổ An lại trực tiếp buông tay. Nàng không khỏi sững sờ, nhanh chóng từ trong ngực hắn đứng dậy, sau đó có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương. Tổ An cười cười, vốn chỉ trêu chọc nàng, thấy đã được tình báo mình muốn, tự nhiên không dây dưa nữa, vừa rồi chỉ là nhất thời cấp bách, nếu có chỗ đắc tội, mong nương nương bỏ qua, trước dỗ hài tử đi. Bạch Phi hừ một tiếng, ngươi không phải người tốt. Dù nói như vậy, nhưng trong nội tâm lại không tự chủ được dâng lên một tia hảo cảm. Tuy gia hỏa này động chân động tay, nhưng cuối cùng vẫn không có làm gì nàng. Cho nên nói mới đầu ấn tượng thấp đến đáy cốc, đằng sau sự tình hắn làm ngược lại sẽ càng dễ tiếp nhận. Tổ An cũng không biện giải, cũng vậy, nương nương lừa ta thật khổ. Bạch Phi êm ái dỗ hài tử, trong miệng ngâm nga bài ca dao, thanh âm dễ nghe êm tai rất nhanh để nó bình tĩnh lại, ngừng khóc, sau đó cười khanh khách. Tổ An ở một bên nhìn nàng, lúc này nàng tràn đầy quang huy mẫu tính, cả người ôn nhu, để cho bất luận tâm tình sao động gì cũng bình tĩnh trở lại. Bạch Phi bỏ hài tử vào nôi khẽ đung đưa, lúc này mới đáp, cái gì gọi là lừa gạt, ngươi lại không hỏi qua những thứ này. Tổ An, hắn không muốn chơi văn tự với đối phương, truy vấn, hoàng đế biết quan hệ giữa ngươi và Vân Gian Nguyệt không? Hoàng thượng lợi hại hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, hắn biết tất cả mọi chuyện, chỉ là chưa hẳn sẽ nói cho ngươi biết mà thôi. Bạch Phi nói một cách đầy ý vị sâu xa. Tổ An âm thầm cười lạnh, không cần thiết quá mức thần thoại ra hỏa kia, chí ít sự tình mình chơi hoàng hậu hắn không biết. Hắn có thể mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng không giấu giếm được hệ thống. Hắn đã biết thân phận của ngươi, tại sao lại bỏ mặc ngươi, còn để ngươi sống thoải mái như thế? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt Bạch Phi nhìn về phía hài tử, ngươi cứ nói đi. Trong lòng Tổ An hơi động, hắn quả nhiên không phải hoàng thái tôn, mà là hoàng tử. Bạch Phi cười cười, cũng không nói gì, chỉ ngồi xổm ở bên cạnh nôi, ôn nhu vuốt ve trẻ sơ sinh, ta chỉ muốn nó bình an lớn lên, hoàng đế cũng tốt, thánh giáo cũng được, đều không có quan hệ gì tới ta. Tổ An cau mày, lượn vòng ở trong thế lực khắp nơi, nàng muốn yên ổn, làm sao có thể? Vì sao hoàng thượng để ngươi thành trắc phi của thái tử, để nhi tử biến thành cháu trai? Tổ An hỏi. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Bích Linh Lung căm thù nàng như vậy, bởi vì cùng thái tử sinh sống lâu như thế, tự nhiên biết ngu ngốc kia không có năng lực tạo ra hài tử, nữ nhân và đứa nhỏ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng rõ rành rành. Nàng lo lắng đứa nhỏ này sẽ nguy hiểm đến địa vị của thái tử. Nhưng lại cần thân phận hoàng thái tôn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cần trừ Bạch Phi, là có thể xong toàn mỹ. Còn Bạch Phi, chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, khó trách trước đó sẽ thiết lập ván cục xém chút hố chết thái tử Phi. Bạch Phi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ hoàng thượng tự có suy tính của hắn. Sự tình hắn quyết định, ta không dám hỏi nhiều. Tổ An rơi vào trầm tư, trong đầu hiện ra các loại khả năng, đáng tiếc thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này Bạch Phi từ bên hông lấy ra một cái túi thơm. Đây chính là đồ vật ngươi cần, đeo nó lên có thể che lại khí tức, để nguyên khí ba động không cao hơn lục phẩm. Tổ An nhận lấy, đây là một cái túi thơm khá tinh xảo, tính chất giống như tơ không phải tơ, giống như lụa không phải lụa, bề mặt còn thêu đóa hoa tinh xảo. Thứ này là của ngươi. Tổ An giật mình. Lúc trước hoàng thượng ban cho ta, có thể giúp ta che giấu tu vi. Bạch Phi đáp, đồ vật đã đưa ngươi, ta muốn cho hài tử bú, tổ đại nhân không đến mức muốn lưu lại quan sát đó chứ. Tổ An vô ý thức nhìn bộ ngực chịu nặng của nàng, không khỏi đỏ mặt, vội vàng rời mắt, trong cung không phải có vú em sao, vì sao cần nương nương tự cho ăn? Bởi vì căng sữa khó chịu. Khuôn mặt của Bạch Phi ửng đỏ, cười như không cười nhìn hắn. Tổ đại nhân muốn cùng ta thảo luận những đề tài này. Tổ An cuối cùng chịu không được, vội vàng cầm túi thơm cáo lui. Bạch Phi ôm hài tử lên, nhìn thân ảnh hắn chật vật biến mất ở phía xa, không khỏi cười khúc khích, sau đó nhẹ giọng nói, bảo bảo, sau này ngươi lớn lên. Nhất định phải cẩn thận nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước đại khảo một ngày, Bích Linh Lung triệu Tổ An vào Đông Cung, sau đó yên tĩnh nhìn hắn không nói. Tuy cùng Mỹ thiếu nữ đối mặt là một loại hưởng thụ, nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ, vì sao Thái tử Phi nhìn ta như vậy? Bích Linh Lung nhếch miệng, cuối cùng sâu kín nói, ta có thể tin tưởng ngươi không? Tổ An sững sờ, vì sao hỏi như vậy? Bích Linh Lung nói, lần này ta chỉ có thể tranh thủ một danh ngạch tu vi cao hơn tiến vào bí cảnh. Trong gia tộc có nhân tuyển khác, là ta lực bài chúng nghị tuyển ngươi, nhưng ta cũng tâm thần bất định, không biết có nên tin tưởng ngươi hay không. Một là không xác định thực lực của hắn đủ trấn áp toàn trường hay không,
hai là không xác định hắn có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp mình hay không. Ngày bình thường nàng nói chuyện đều tận lực mang theo uy nghiêm, lúc này lại yếu đuối chưa từng có. Tổ An biết lần này thái tử đại khảo không chỉ quan hệ đến vận mệnh của nàng, còn quan hệ tới gia tộc vinh nhục, cho nên mới lo được lo mất. Hắn thu hồi vẻ bất cần đời ngày thường, trịnh trọng nói, đương nhiên có thể. Nghe hắn trả lời, khuôn mặt của Bích Linh Lung vốn có chút ngưng trọng trong nháy mắt giãn hết, lộ ra má lúm đồng tiền, tốt. Tổ An hỏi, nhân tuyển ngày mai tiến vào bí cảnh đã định chưa? Bích Linh Lung ân một tiếng, ngày mai bên Đông Cung có ngươi, ta, đám người Phác thị vệ, Tiêu thị vệ, mặt khác Lương Vương Phủ, Bích Gia, Liễu Gia, Mạnh Gia, Bùi Gia đều sẽ phái đệ tử tới, mỗi nhà hạn mức 10 lục phẩm trở xuống. Tổ An nhịn không được cười nói, như vậy ít nhất cũng 100 người, đủ để săn bằng giao gì kia. Bích Linh Lung mỉm cười, dù sao cũng là thái tử, có nhiều người như vậy hộ vệ không tính quá phận, bên Tề Vương cũng không tiện nói gì. Tổ An nhịn không được hỏi, lần này tinh anh của các đại gia tộc ra hết, nếu ở trong bí cảnh có tổn thương, hoặc Tề Vương động tay với bí cảnh, lực lượng tuổi trẻ của thái tử nhất mạch chẳng phải sẽ bị một mẻ hốt gọn. Bích Linh Lung lắc đầu, lần này các nhà phái gia nhân tuyển đương nhiên không phải tồn tại mạnh nhất, chính là phòng bị cái này. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tuy phái gia không phải mạnh nhất, nhưng từng cái tuyển chọn tỉ mỉ, đều là nhân tài xuất chúng nhất. Tổ An lại xem thường, tài năng xuất chúng cũng không vượt qua hắn. Ngươi nói Bùi Gia gì kia, bọn hắn phái người nào đến? Bích Linh Lung đáp, con thứ Bùi Giật của Thượng Thư lệnh Bùi Minh có hai đứa con trai, Bùi Tá và Bùi Hữu. Lần này tới là Bùi Hữu, người này từ nhỏ cơ trí thông tuệ, ở trong thế hệ trẻ tuổi của Bùi Gia cũng thuộc về hạng nổi bật. Tổ An nghĩ thầm quả nhiên đến đều không phải trưởng tử nhất mạch, xem ra thái tử nhất mạch cũng có phòng bị, vốn cho rằng là đại mạn mạn, xem ra ta suy nghĩ nhiều. Ngươi sao thế? Bộ dáng khá thất vọng. Bích Linh Lung tò mò hỏi. Không có gì. Tổ An đương nhiên sẽ không ngốc đến ở trước mặt một nữ nhân nhắc tới nữ nhân khác. Đúng rồi, Bùi Gia và các ngươi quan hệ rất tốt. Hắn nhớ Bùi Miên Mạn từng đề cập qua, nhà bọn hắn là người Tề Vương nhất mạch. Bích Linh Lung lắc đầu, cái này nói rất dài, đơn giản mà nói Bùi thị chủ yếu chia làm hai mạch, một mạch xuất từ Lâm Hải Công, Bùi chính thân là thị trung, con cái của hắn phong phú, có quan hệ thông gia với Lương Vương, Liễu Gia, Khương Gia, mặt ngoài nhìn là hai bên đều đặt cược, nhưng ta rất rõ ràng hắn càng nhiều là chống đỡ Tề Vương. Tổ An âm thầm gật đầu, xem ra đại mạn mạn ở mạch này. Bích Linh Lung nói tiếp, còn Bùi Hữu xuất thân Cự Lộc Công, Thượng thư lệnh Bùi Minh nhất mạch, bởi vì cùng ở Thượng thư đài, hắn và cha ta xưa nay không hòa thuận. Tổ An kinh ngạc, đã có ân oán, còn để cháu trai của hắn tham dự thái tử đại khảo. Bích Linh Lung giải thích, ngươi không hiểu một số quy tắc ngầm của danh môn thế gia, một đại gia tộc chưa hẳn bền chắc như thép, nội bộ cũng có rất nhiều ý kiến bất đồng. Dù Bùi Minh và cha ta quan hệ không tốt, nhưng con thứ Bùi Giật của hắn cùng đại ca ta lại là bạn thâm giao, mặt khác thê tử của Bùi Minh và mẹ ta là thân tỉ muội, có hai tầng quan hệ này. Cho nên chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bùi Hữu tham gia. Tổ An không thể không cảm thán những thế gia này quan hệ thông gia lẫn nhau dày đặc, dù đối địch, nhưng khắp nơi cũng có thể kéo ra quan hệ thân thích, hắn nhịn không được cười nói, nãi nãi của Bùi Hữu và mẫu thân ngươi là thân tỉ muội, vậy hắn chẳng phải gọi ngươi là gì. Bích Linh Lung đỏ mặt, chỉ là bối phận mà thôi, ấn tuổi tác hắn và ta đều là người đồng lứa. Tổ An đang muốn trêu chọc vài câu, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Bùi Chính và Bùi Minh là huynh đệ, Đại Mạn Mạn lại là cháu gái của Bùi Chính, tính như vậy, chẳng phải Đại Mạn Mạn cũng phải gọi Bích Linh Lung là gì? Như vậy nàng chẳng phải cũng là gì ta? Ý thức được điểm này, nụ cười trên mặt Tổ An cứng đờ. Phi phi phi, đến thời điểm của ai tự luận, mới không quản các nàng quan hệ rắc rối. Lúc này Bích Linh Lung nói, xét thấy lập trường khác của Bùi gia nhất mạch, cho nên ta hoài nghi Bùi Giật tiếp cận đại ca ta, là vì tận lực đánh vào nội bộ của chúng ta. Cho nên không thể không phòng, lần này chúng ta trọng điểm chú ý chính là Bùi Hữu, xem hắn có đồ nghịch âm mưu quỷ kế gì không. Được. Tổ An gật đầu, nữ nhân này xác thực rất tỉnh táo, không bị thân tình che đậy, là chính trị gia trời sinh. Bích Linh Lung tiếp tục nói, mặt khác Liễu gia phái gia Liễu Hiển, hắn là con thứ của vệ tướng quân Liễu Diệu, gia hỏa kia là công tử bột, lấy tư nguyên của Liễu gia, hắn hơn 30 chỉ mới miễn cưỡng ngũ phẩm, thật mất mặt. Tổ An sững sờ, lần này thái tử đại khảo cực kỳ quan trọng. Tại sao lại để bao cỏ như vậy vào? Bình tĩnh mà xem xét, tu vi ngũ phẩm đã không tính thấp, ở một số địa phương nhỏ, ngũ phẩm có thể nói là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng đây là kinh thành, các loại thiên tài xuất hiện lớp lớp, hắn vừa so sánh thì có chút ảm đạm phai mờ. Trọng yếu nhất là hắn đã ngoài 30, học sinh ngũ phẩm ở Minh Nguyệt Học Viện là thiên tài, nhưng bọn hắn chỉ mười mấy tuổi, ngũ phẩm 30 mấy tuổi, còn ở dưới tình huống vô số tư nguyên chồng chất, nói một câu bao cỏ thật không quá phận. Bích Linh Lung cười khổ nói, không có cách nào, cũng bởi vì lần đại khảo này trọng yếu,
cho nên các nhà đều phái một vài đệ tử đến mạ vàng. Dù sao ở rất nhiều người nhìn, lần đại khảo này sẽ hữu kinh vô hiểm, nếu có thể thừa cơ cùng chung hoạn nạn với thái tử, trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, tương lai sẽ thành công thần. Các đại gia tộc đều có tính toán bọn họ, thân là minh hữu, ta nhất định phải chiếu cố lợi ích của các nhà, không có khả năng cự tuyệt. Bất quá Liễu gia cũng biết nặng nhẹ, trừ phái Liễu Hiển, còn phái cháu ngoại Cao Anh, hắn thì có bản lĩnh hơn nhiều, tuổi tương đương Liễu Hiển, nhưng đã lục phẩm đỉnh phong, hơn nữa xưa nay hành sự ổn trọng để người yên tâm. Tổ An cười cười, xem ra Liễu gia không hoàn toàn là bao cỏ nha. Nói đến lão đầu Liễu Diệu kia cũng không ra gì, sinh nhi tử bao cỏ rất bình thường. Trong những người Liễu gia mình đã từng thấy, thì hoàng hậu lợi hại nhất, mặc kệ là ở dưới giường hay trên giường. Bích Linh lung trợn mắt, lời này của ngươi ở trước mặt ta nói một chút còn được, nếu như để hoàng hậu hoặc quốc trượng nghe được, ngươi sẽ rất rắc rối. Tổ An vừa cười vừa nói, ta coi ngươi là người mình mới nói. Bích Linh lung hơi đỏ mặt, có phải ra hỏa này, hay lại thừa cơ đùa giỡn nàng hay không? Nàng bản năng muốn răn dạy đối phương, nhưng lo lắng như vậy sẽ tổn thương lòng hắn, thái tử đại khảo còn phải dựa vào hắn. Hơn nữa nàng nghĩ lời như vậy tựa hồ cũng không tính quá mức vô lễ, nên tùy hắn, nói sang chuyện khác, đúng rồi, Mạnh gia phái là nhị công tử Mạnh Phàn, người này lợi hại hơn Liễu Hiển một chút, đã là lục phẩm. Đến kinh thành lâu như vậy, Tổ An tự nhiên biết Mạnh gia lão thái gia là một trong bát công, tư không Mạnh Cảnh. Có điều hắn đã già, gia chủ đương đại là con của hắn Mạnh Di là trung thư giám, có mấy nhi tử tốt, mặt khác tiểu nữ nhi chính là Vương Phi. Lương Vương Phủ do con út của Lương Vương Triệu Hy dẫn đội, Triệu Hy cũng là một nhân tài. Bích gia thì có tâm phúc của đại ca Cố Hành, Cố Hư dẫn đội, hai người này đến từ Cố gia, gia tộc phụ thuộc Bích gia, từ nhỏ cùng huynh muội chúng ta lớn lên, cũng coi như hiểu rõ. Hai huynh đệ bọn họ khắc khổ cố gắng, tư chất cũng không tệ, bây giờ đều song song đột phá đến lục phẩm. Thần sắc của Tổ An cổ quái, Thanh Mai Trúc Mã. Bích Linh lung vội vàng giải thích, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ coi bọn họ là huynh trưởng và người nhà mà thôi. Sau khi nói xong chính nàng cũng sửng sốt, ta cần gì phải giải thích với hắn. Nàng lo lắng bị đối phương hiểu lầm, vội vàng nói, còn ngươi, ta đã thông qua quan hệ, thêm ngươi vào trong danh sách, tuy tu vi của ngươi vượt qua thất phẩm, bất quá vượt không nhiều, vấn đề không lớn, hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta cùng đi bí cảnh. Tổ An nhịn không được cười lên, nghĩ thầm cô nàng này còn vận dụng lực lượng gia tộc, nàng không biết hoàng đế sớm đã an bài hết thảy, có điều hắn không nói gì, chỉ trịnh trọng đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Bích Linh lung dậy thật sớm trang điểm, nghĩ tới sự tình hôm nay quan hệ trọng đại, nàng một đêm lăn lộn khó ngủ, may mắn thân là người tu hành, thức đêm ảnh hưởng cũng không lớn. Thị nữ Dung Mạc chải vuốt tóc cho nàng, nhịn không được cảm thán, nương nương, buổi tối ngủ không ngon thì nên ngủ nhiều một lát, cần gì dậy sớm như thế, còn chăm chú trang điểm, lúc trước xuất giá cũng không thấy ngươi để ý như vậy. Xú nha đầu ngươi biết cái gì? Bích Linh lung đỏ mặt, nhìn dung nhan tinh xảo trong gương, so với mình ngày thường thì kiều diễm hơn mấy phần, nàng cũng không nhịn được sững sờ, mình cần gì như vậy, chẳng lẽ là vì gặp người kia? Nàng giật mình, vội vàng giải thích nói, lần này quan hệ đến tiền đồ của thái tử, ta tự nhiên phải lấy tư thái tốt nhất xuất hiện, không chỉ tuyên chiến Tề Vương nhất mạch, đồng dạng còn vì phấn chấn quân tâm. Dung Mạc hé miệng cười nói, nương nương xinh đẹp như thế, những số nam nhân kia khẳng định sẽ tranh nhau biểu hiện ở trước mặt ngươi. Bích Linh lung xì một cái, loại lời mê sảng này sao có thể nói lung tung. Dù sao thái tử cũng không ở chỗ này. Dung Mạc xem thường. Nói đến trong khoảng thời gian này, trạng thái tinh thần của nương nương tốt hơn trước kia rất nhiều. Thật sao? Bích Linh lung khẽ giật mình, nàng ngược lại không quan tâm nói. Đúng thế. Dung Mạc kỳ kỳ cha cha nói. Trước kia mỗi ngày nương nương luôn ưu sầu, nhưng hiện tại đều ức chế không nổi ý cười. Nói vớ nói vẩn, ta nào có biến hóa lớn như vậy? Bích Linh lung giật mình, vội vàng khiển trách, sau đó nhìn nữ tử kiều diễm trong gương, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Cách một hồi, thị nữ bên ngoài bẩm báo có người đến Đông Cung. Thật sao? Mau mau cho mời. Bích Linh lung đứng lên, đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên lại xoay người soi gương kiểm tra, thấy không có chút tì vết mới xách váy bước nhanh ra ngoài. Dung Mạc kinh nghi bất định, nghĩ thầm thái tử phi làm sao vậy, tiếp kiến hạ nhân cần kích động như vậy sao? Thái tử phi chạy chậm đến đại sảnh thì dừng lại, sửa sang quần áo hơi lộn xộn, khôi phục thong dong và ưu nhã như ngày thường, lúc này mới hắng giọng đẩy cửa ra ngoài, sao tới sớm như thế, tổ. Nàng nói được nửa câu thì cứng đờ, bởi vì lúc này nàng thấy rõ những người trong đại sảnh không phải người mình mong chờ. Trong đại sảnh, hai nam tử trẻ tuổi đang ngồi uống trà, tuy hình dạng hai người có chút tương tự, nhưng động tác cử chỉ hoàn toàn khác biệt, người để râu ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng eo thẳng tắp, tự có một cỗ khí chất ổn trọng. Cái khác vểnh chân bắt chéo,
chân còn không ngừng run run, trên mặt có ý ngả ngớn. Hai người nghe được động tĩnh, quay đầu thấy là Bích Linh Lung, đều vội vàng đứng lên, bái kiến Thái tử Phi. Linh Lung muội tử, nguyên lai là các ngươi. Bích Linh Lung nhất thời thất vọng, hai người trước mắt là hai huynh đệ từ nhỏ cùng một chỗ tu hành Cố Hư, có dâu trầm ổn là ca ca Cố Hành, có chút cả lơ phất phơ là đệ đệ Cố Hư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lung muội tử tưởng là người nào? Cố Hành cười nói. Bích Linh Lung thu thập xong tâm tình, lại lộ ra nụ cười công thức hóa. Ta chính là chờ các ngươi, nói đến đã lâu không gặp. Cố Hành nhìn nàng bùi ngùi, đúng vậy, từ khi ngươi vào cung làm thái tử phi, chúng ta chưa gặp qua. Trong mắt hắn toát ra tình ý và tiếc nuối nồng đậm. Một bên Cố Hư thì trực tiếp hơn nhiều, đã lâu không gặp, Linh Lung càng ngày càng xinh đẹp. Cố Hành cau mày, nhị đệ, nàng đã là thái tử phi, chúng ta tôn ti có khác, không thể như dĩ vãng gọi thẳng tên chữ. Bích Linh Lung cười cười, không sao, tất cả mọi người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không cần xa lạ như vậy, các ngươi nhanh ngồi đi. Cố Hư cười nhìn Cố Hành nói, đại ca, ta đã nói rồi, Linh Lung sẽ không thay đổi, vẫn khéo hiểu lòng người giống như trước. Bích Linh Lung ngồi xuống, trên mặt duy trì ý cười ôn hòa, tình ý trong mắt hai người không thể gạt được nàng, nàng từ nhỏ đã thông minh, há không biết hai huynh đệ này thích mình. Có điều nàng không có đâm thủng điểm ấy, cho tới nay đều giả bộ như tùy tiện không ý thức được. Dưới cái nhìn của nàng, sau khi mình thành thái tử phi, hai người tự nhiên sẽ đoạn ý nghĩ này. Hơn nữa nhiều hai người thích nàng cũng không có chỗ xấu gì. Nàng rất biết sử dụng loại ái mộ này, có thể càng dễ khống chế thủ hạ. A, sao không thấy thái tử? Cố Hư hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Bích Linh Lung đáp, hắn còn chưa rời giường. Thái tử thật là lòng dạ rộng lớn, không lo không sầu. Tuy Cố Hư miệng khen ngợi, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ khinh thường. Trong giọng nói của Cố Hành cũng chua chua, thái tử thật có phúc lớn, đoán chừng mệt nên phải nghỉ ngơi nhiều. Nghĩ đến một con lợn mập mạp chết bầm hàng đêm đè ở trên người nữ thần của mình hành lạc, mới làm đến mệt mỏi như vậy, trong lòng của hắn ghen tị sắp phát điên. Bất quá ai bảo mệnh hắn tốt, là thái tử chi. Bích Linh Lung tự nhiên phát giác được oán niệm của hai người, tuy nàng cũng bất mãn với thái tử, nhưng không thể phụ họa hai người, cũng sẽ không ở thời điểm xuất chinh răn dạy, miễn cho hủy quân tâm. Nàng chỉ liếc về phía cửa chính, sao người kia còn chưa tới. Huynh đệ Cố thị nhìn thấy Bích Linh Lung liền cực kỳ hưng phấn, các loại lời nói không hết, không ngừng nhắc lại kỷ niệm năm xưa. Mới đầu Bích Linh Lung còn đáp lại, nhưng thấy hai người càng ngày càng hưng phấn, không nhịn được âm thầm nhíu mày, mặc dù mọi người thanh mai trúc mã, nhưng ở trong Đông Cung, nên tránh hiểm nghi vẫn phải tránh hiểm nghi. Sau đó nàng chủ động chuyển đề tài về hành trình bí cảnh, Cố Hư mặt mày hớn hở vỗ ngực nói, Linh Lung ngươi yên tâm, lần thái tử đại khảo này bao ở trên người chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Cố Hành cũng nói, không tệ, lần này ta thu thập rất nhiều tư liệu liên quan tới Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Cũng diễn luyện võ sĩ dưới tay làm sao phối hợp săn giết, tuyệt đối không có sơ hở nào. Trên mặt Bích Linh Lung rốt cục hiện ra nụ cười, vậy thì cảm ơn các ngươi. Cố Hư cười ha ha nói, Linh Lung ngươi quá khách khí, giữa chúng ta còn nói những thứ này, coi chúng ta là ngoại nhân sao? Bích Linh Lung mỉm cười đáp lại, dáng vẻ lời nói tìm không ra một chút sai lầm. Hai huynh đệ Cố Hư cảm giác được nàng có mấy phần xa cách, nhưng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, đối phương là thái tử phi cao cao tại thượng. Loại phong phạm này càng phù hợp bọn họ mong đợi. Mấy người thương nghị sự tình đi bí cảnh khả năng phát sinh các loại khả năng, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Ngay cả thái tử cũng được thái giám phục thị xuống giường, nhưng Tổ An vẫn chưa xuất hiện. Thái tử phi là đang chờ người. Huynh đệ Cố thị phát giác được dị thường, Cố Hành nhịn không được mở miệng hỏi. Bích Linh Lung gật đầu, đang đợi thái tử trung thứ tử Tổ An Tổ đại nhân. Há, là người ở rể của Sở gia. Cố Hư cười nhạo, trong giọng nói cực kỳ khinh thường. Bích Linh Lung âm thầm nhíu mày, bất quá không nói gì. Cố Hành ho khan, nhị đệ, nói chuyện đàng hoàng, bây giờ Tổ đại nhân là thái tử trung thứ tử. Cố Hư lẩm bẩm, hắn vốn từ Minh Nguyệt Thành đến nha, hơn nữa cũng là người ở rể của Sở gia, ta không có nói sai cái gì. Bích Linh Lung lạnh nhạt nói, hiện tại hắn và Sở gia đã không có quan hệ gì, không nên dùng từ người ở rể. Há, nhớ rồi, tựa hồ là bị Sở gia đuổi đi. Cố Hư nói. Như vậy cũng tốt, bằng không chúng ta cũng ấm ức thay Sở đại tiểu thư, nhân vật như nàng vì sao lại chọn một lưu manh chứ? Bích Linh Lung âm thầm nhíu mày, trong giọng nói của đối phương tràn ngập ý tứ thế gia đại tộc khinh thường tử đệ hàn môn, nàng do dự một chút, thân phận của mình không tiện nhảy ra giải thích cái gì. Cố Hành nói, không bằng chúng ta tới học viện trước, Tổ đại nhân tự nhiên sẽ theo tới. Bích Linh Lung lắc đầu, trước chờ một chút, hôm qua đã ước định ở chỗ này xuất phát. Cố Hành và đệ đệ nhịn không được lách nhau. Xem ra địa vị của Tổ An ở trong lòng Thái tử Phi không tầm thường,
khó trách trong khoảng thời gian ngắn có thể từ thái tử xá nhân thăng làm trung thứ tử. Hai người đều cảm giác được nguy cơ, bất quá không có quá để ý, dù sao thái tử phi lại xem trọng hắn, hắn cũng chỉ là thần tử, hai huynh, đệ chúng ta lại không giống, là cùng thái tử phi từ nhỏ lớn lên, thanh mai trúc mã nha. Cố Hư vốn muốn nói gì, Cố Hành xưa nay ổn trọng ngăn cản, cười ha hả nói, dù sao sắc trời còn sớm, chờ tổ đại nhân một chút cũng không sao. Cố Hư cau mày, bất quá không có nói gì. Bích Linh Lung thấy trời như vậy cũng không phải biện pháp, liền dẫn hai người đi bái kiến thái tử, đồng thời để thị nữ làm điểm tâm. Dù hai huynh đệ Cố Hư trước khi xuất phát đã ăn uống, nhưng có thể dùng cơm ở Đông Cung là một loại vinh dự lớn lao, từng cái tươi cười rạng rỡ, không ngừng lấy lòng Bích Linh Lung, thậm chí còn khen ngợi con heo mập kia. Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ trôi qua, Bích Linh Lung mấy lần nhìn về phía cửa chính, đáng tiếc người kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lúc này ngay cả Bích Linh Lung cũng hơi nhíu mày, vì sao hắn còn chưa đến? Chẳng lẽ ngủ quên? Nhưng không nên, sự tình lớn như vậy hắn làm sao có thể phạm loại sai lầm này? Hay nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tề Vương phái người tập kích hắn. Nếu như thế mình nên nhận được tin tức mới đúng. Thời điểm nàng lo được lo mất, Cố Hư rốt cục bất mãn, họ tổ kia đến cùng tới hay không? Chúng ta nhiều người như vậy đều chờ đợi, không phải sợ chết lâm trận lùi bước chứ? Thái tử đang uống canh bị dọa đến thịt mỡ toàn thân lắc lư, chết. Chẳng lẽ lần này đi ra ngoài rất nguy hiểm? Bích Linh Lung vội vàng an ủi, thái tử yên tâm, có chúng ta đồng hành, sẽ không có nguy hiểm gì. Cố Hành cũng chừng đệ đệ một cái, vội vàng giải thích, xá đệ lỡ lời, mong thái tử đừng trách. Đồng thời trong lòng càng xem thường, gia hỏa này có tài đức gì làm thái tử, nhân vật trung linh dục tú như Linh Lung chỉ có thể gả cho hắn. Ai, trừ ra thế, hắn có điểm so vượt qua ta, chẳng lẽ cái này là mệnh? Đám người lại chờ một lát, Tổ An vẫn không có xuất hiện. Bích Linh Lung vốn có chút nhảy cẫng chờ mong tim cũng dần dần chìm xuống. Lúc này Cố Hư bất mãn nói, Linh Lung, gia hỏa kia hơn phân nửa là không dám tới, nhưng không cần lo lắng, có hai huynh đệ chúng ta bảo hộ ngươi, chuyến này tuyệt đối không có vấn đề. Bích Linh Lung miễn cưỡng cười cười, thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng nha. Cố Hành mở miệng, xem ra thái tử phi rất coi trọng tổ đại nhân. Đúng vậy, lần này vốn có một danh ngạch vượt qua thất phẩm có thể tiến vào bí cảnh, thái tử phi không mang theo ta mà lựa chọn hắn. Dung Mạc chu miệng, trong giọng nói toát ra oán niệm nồng đậm. Chớ nói nhảm, đây là kết quả do mọi người tổng hợp cân nhắc. Bích Linh Lung hung hăng chừng nàng một cái, nha đầu này càng ngày càng không có quy củ. Huynh đệ Cố Thị liếc nhau, đều nhìn ra vẻ chấn kinh, quanh năm ở Bích gia, bọn hắn đương nhiên biết phân lượng của Dung Mạc. Mặc dù nữ nhân này bề ngoài nhìn tuổi trẻ, nhưng tuổi thật không tính trẻ, bằng không tuyệt đối không có khả năng luyện đến thất phẩm trở lên. Chỉ bất quá bởi vì từ nhỏ được Bích gia thu dưỡng, ngăn cách tu luyện, dẫn đến tâm lý của nàng so với tuổi thật không lớn lắm, mới được phái tới làm thiếp thân thị nữ cho Bích Linh Lung, từ cái này có thể nhìn ra Bích gia và Bích Linh Lung tín nhiệm nàng như thế nào. Nhưng lần này thái tử đại khảo trọng yếu như vậy, Bích Linh Lung không mang nàng, mà lựa chọn Tổ An, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Một là tu vi của Tổ An hơn xa Dung Mạc, hai là hắn ở trong lòng thái tử phi càng trọng yếu. Dung Mạc đã thất phẩm, Tổ An tuổi còn trẻ, hơn nữa xuất thân bần hàn. Từ nhỏ không có hệ thống tu hành đào tạo, làm sao có thể hơn xa nàng. Cho nên ở hai người xem ra, nguyên nhân là cái sau. Nghĩ tới đây, hai người có cảm giác nguy cơ to lớn. Cố Hành suy nghĩ một chút nói, thái tử phi, nếu tổ đại nhân một mực không đến, chúng ta nhiều người như vậy chờ ở nơi này làm gì? Hai huynh đệ chúng ta chờ không quan trọng, nhưng thái tử cũng ở chỗ này chờ thì không quá phù hợp. Hơn nữa vạn nhất bỏ lỡ thời gian tiến vào bí cảnh, phiền phức sẽ rất lớn. Cố Hư âm thầm bội phục, đại ca rõ ràng ý nghĩ giống như mình, nhưng hắn luôn có thể dùng lý do đường hoàng che giấu tai mắt, ngày bình thường hắn cảm thấy như vậy rất dối trá, nhưng lúc này lại thấy đại ca quá đáng yêu. Nghe hắn nói, heo mập cũng ồn ào lên, đúng đúng, ngồi ở chỗ này thật nhàm chán. Nhìn thấy phản ứng của thái tử, Cố Hành và Cố Hư đều lặng lẽ trao đổi ánh mắt, khóe môi không tự giác được dương lên. Nhìn con heo này nào có chút phong phạm thái tử, trong mắt Bích Linh Lung lóe lên vẻ thất vọng. Nhàn nhạt nói, Dung Mạc, các ngươi hộ tống thái tử đi Quốc Lập học viện trước, ta đi phủ đệ của tổ đại nhân nhìn xem. Tốt tốt tốt, đi Quốc Lập học viện chơi. Thái tử hưng phấn, nói xong liền đi ra ngoài. Dung Mạc cũng không kịp nói gì, chỉ có thể vội vã theo sau hộ tống thái tử. Trong Đông Cung không ít thị vệ cũng vội vội vàng vàng theo sau. Huynh đệ Cố Thị không hề động, hai người nói, đã như vậy, huynh đệ chúng ta bảo hộ thái tử phi. Chúng ta cũng muốn nhìn xem vị tổ đại nhân kia là anh hùng bực, nào. Bích Linh Lung lại tự mình đi tới nhà của đối phương tìm người, phần ân sủng này để hai người vừa đố kỵ vừa ghen ghét, tự nhiên muốn đi theo xem rõ ngọn ngành. Thái tử phi cau mày,
có thể rõ ràng cảm giác được địch ý của hai người với Tổ An, dẫn hai người qua không phải chủ ý hay gì. Bất quá nàng lại nghĩ, còn phải ở trong bí cảnh nhiều ngày, để hai người sớm tiếp xúc Tổ An, lẫn nhau lý giải nhiệm vụ cũng tốt, thế là gật đầu, đồng thời kêu Pháp Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn đi qua nhà Tổ An. Phủ đệ của Tổ An ở trong nội thành, đám người rất nhanh đến bên ngoài, Bích Linh Lung không có để người thông báo, mà trực tiếp đi vào nhà. Người hầu trong phủ nhìn thấy Thái tử Phi đến, vội vàng hành lễ, Bích Linh Lung trái xem phải xem, không thấy thân ảnh của Tổ An, Tổ Đại Nhân đâu. Tổ Đại Nhân đã sớm đi ra ngoài. Có nha hoàn đáp, đi ra ngoài. Bích Linh Lung ngạc nhiên, vậy sao không thấy hắn? Chẳng lẽ hắn thật xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng hỏi thăm Phác Đoạn Điêu, Phác thị vệ, hôm nay trong nội thành có vụ án nào phát sinh không? Phác Đoạn Điêu lắc đầu, không có thu được tin tức gì. Bích Linh Lung nhíu mày, vậy hắn đi nơi nào? Phải biết nơi này là nội thành, lấy tu vi của Tổ An, không có khả năng vô thanh vô tức bị người khống chế. Lúc này Cố Hư vừa cười vừa nói, có phải vì biết bí cảnh nguy hiểm, lo lắng mất mạng nên không dám đi không? Lúc này không có thái tử, hắn tự nhiên không cần cố kỵ. Tiêu Ti Côn hử lạnh, Tổ Đại Nhân không phải người như thế. Dọc theo con đường này nghe hai người không ngừng âm dương quái khí nói xấu Tổ An, hắn đã sớm nổi giận. Biết người biết mặt không biết lòng, hiện tại sự thật bày ở trước mắt, hắn xác thực không có đúng hẹn xuất hiện. Cố Hư buông tay nói, Tổ Đại Nhân có thể bị sự tình gì khác chậm trễ. Phác Đoạn Điêu giải thích. Cố Hành nhíu mày, xem ra Tổ An ở Đông Cung rất được lòng người, ngay cả hai tiểu thị vệ này cũng giúp hắn nói chuyện. Cố Hư cười nhạo, hôm nay có chuyện gì trọng yếu hơn thái tử đại khảo? Phác Đoạn Điêu nhất thời nghẹn lời, không biết nên ứng đối như thế nào. Cố Hư nhìn trong phòng, nói không chừng Tổ Đại Nhân giả vờ đi ra ngoài, trên thực tế còn trốn ở trong phòng. Nói xong liền vào phòng tìm người, người hầu bởi vì thái tử phi ở chỗ này, nên không dám ngăn cản, chỉ có thể đi theo hắn lo lắng suông. Bích Linh Lung do dự một chút, thực ra trong lòng nàng cũng rất tức giận, Tổ An đã đáp ứng nàng, kết quả hôm nay lại thất ước, thua thiệt nàng còn sáng sớm rời giường trang điểm, cho nên không có ngăn cản Cố Hư, nàng cũng muốn nhìn xem Tổ An đến cùng đang giở trò quỷ gì. Đến từ Bích Linh Lung, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Trạch viện này không lớn, rất nhanh Cố Hư liền xem hết, xác thực không có thân ảnh của Tổ An, hắn cười cười nói, xem ra là trốn ở bên ngoài. Cố Hành tằng hắng một cái, nhị đệ ngươi không nên phán đoán lung tung, nói không chừng lúc này Tổ Đại Nhân đã đến Đông Cung. Cố Hư cười nhạo, làm sao có thể, vừa rồi chúng ta từ Đông Cung tới, lông cũng không thấy nửa cái. Nói cho cùng hắn chỉ xuất thân lưu manh, ngày bình thường không có gì, vừa đến thời khắc mấu chốt, bản tính tham sống sợ chết liền lộ ra. Nói bậy, Tiêu Ti Côn phản bác, Tổ Đại Nhân ngay cả bát phẩm Tề Vương Thế Tử cũng dám chính diện giao phong, còn đánh bại. Cùng cửu phẩm Hàn Phượng Thu bất phân thắng bại, làm sao có thể sợ bí cảnh này? Cố Hành nói, trận chiến kia xác thực oanh động toàn bộ kinh thành, bất quá chúng ta nghiên cứu điều tra qua, trận chiến kia thực có cao thủ đỉnh tiêm núp ở trong bóng tối, thời điểm Tề Vương Thế Tử thi triển lôi điện, âm thầm triệu hoán Thủy Nguyên Tố ra làm Thế Tử phản phệ, lúc này mới bị bại. Đúng vậy, nói cho cùng Tổ Đại Nhân cũng chỉ xuất thân trợ búa, nếu hắn là kỳ tài ngút trời, lúc trước sao lựa chọn làm người ở rể của Sở gia? Thời điểm nói lời này, Cố Hư cũng có chút chột dạ, bởi vì trước kia hắn gặp qua phong thái của Sở Sơ Nhan, nếu nhân vật tựa như tiên tử kia thật muốn kén rể, hắn cũng muốn làm. Khụ khụ, hắn chỉ là lục phẩm, cao nữa thì thất phẩm, làm sao có thể thắng được bát phẩm Tề Vương Thế Tử. Huống chi còn chiến bình Hàn Phượng Thu, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Hàn Phượng Thu là khái niệm gì, người kinh thành đều biết hắn là cửu phẩm đỉnh phong, nhân vật như vậy, tùy tiện duỗi đầu ngón tay cũng có thể nghiền ép thất phẩm bát phẩm. Làm sao có thể cùng một thanh niên bất phân thắng bại, nói cho cùng Hàn Phượng Thu cố kỵ cao thủ thần bí núp trong bóng tối, kết quả nghe nhầm đồn bậy thành chiến tích của Tổ An, thật buồn cười. Phác Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn há hốc mồm, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào, ở trong quan niệm cố hữu của bọn hắn, cửu phẩm đỉnh phong xác thực không có khả năng bị vượt cấp đánh bại. Bọn hắn mờ mịt nhìn bốn phía, Tổ Đại Ca, ngươi đến cùng ở nơi nào? Lúc này Tổ An đang ở trong học viện. Nguyên lai trước đó Khương La Phu liền phái người thông chi hắn, để hắn đến học, viện một chuyến. Mới đầu Tổ An còn hơi nghi ngờ, bởi vì gia tộc sau lưng đối phương có thân ảnh của Tề Vương nhất mạch, lo lắng bên kia bố trí bẫy dập. Bất quá rất nhanh hắn liền nhịn không được cười lên, nếu ngay cả Khương La Phu cũng hoài nghi, như vậy sống trên đời không khỏi quá mệt mỏi. Hắn rõ ràng Khương La Phu sẽ không ở thế nào này vô duyên vô cớ tìm hắn, cho nên không chần chờ, trực tiếp cải biến lộ tuyến tới học viện trước. Dù sao lát nữa thái tử đại khảo cũng ở học viện, không đến mức chậm trễ chính sự. Hôm nay Khương La Phu mặc váy dài màu lam, bên trong váy
đôi chân dài như ẩn như hiện, Tổ An nhịn không được cảm thán nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ những năm này không có nam nhân đánh chủ ý tới ngươi? Có. Khương La Phu vừa cười vừa nói, làm trái ý chí của nữ tử, dùng bạo lực, bức hiếp hoặc thủ đoạn khác ép buộc nữ tử giao hợp, là phạm tội cưỡng gian, theo luật sẽ từ 3 năm tù trở lên. Tổ An nhìn đôi chân dài kinh tâm động phách kia, nói tiếp, ta nghĩ rất nhiều nam nhân cảm thấy vì ngươi mất 3 năm tự do, cũng không tính thua thiệt. Khương La Phu từ tốn nói, ngươi đừng quên, dựa theo luật Đại Chu, người bị hại có quyền phòng vệ vô hạn, ta xưa nay tương đối thiện lương, không đến mức lấy tính mạng của người khác, nhưng tịch thu công cụ gây án, để về sau không thể làm hại người khác lại được. Tịch thu công cụ gây án. Tổ An chỉ cảm thấy hai chân lạnh lẽo, nữ nhân này có thể hời hợt nói ra lời đáng sợ như thế. Khương La Phu nói tiếp, ta là người Pháp gia, mỗi hành động tự nhiên là có quy củ, cho nên ngươi không cần nghi vấn tính hợp lý và hợp pháp trong hành động của ta. Tổ An nhịn không được hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói luật Đại Chu, ngươi bị hại giống như chỉ nói nữ tử, nhưng nếu nam nhân bị ép buộc, ô nhục lại tính thế nào? Khương La Phu sững sờ, ngươi thật biết làm khó, theo tình lý mà nói, này hiển nhiên là tội cưỡng gian, nhưng theo pháp luật lại không có cách nào lấy cưỡng gian định tội en. Ngươi nói vấn đề này rất có tính kiến thiết, ta sẽ nghĩ biện pháp đề nghị triều đình, sửa chữa luật lệ tương quan. Tổ An, không cần thận trọng như vậy, ta chỉ tùy ý đùa một chút mà thôi. Khương La Phu lắc đầu, đối với ngươi mà nói là trò đùa, nhưng đối với người Pháp gia mà nói, lại có trách nhiệm để pháp luật càng hoàn thiện, miễn cho người vô tội bị khi dễ, chính nghĩa không được mở rộng. Thấy nàng lúc nói chuyện ánh mắt kiên định, trên mặt tản ra hào quang trang nghiêm, Tổ An cũng nổi lòng tôn kính, một tia kiều diễm trong lòng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vậy ta thay các nam đồng bào cảm ơn ngươi. Đây là việc ta làm, có cái gì cần cảm ơn? Khương La Phu cười cười, bỗng nhiên thần sắc trở nên cổ quái. Đúng rồi, tại sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến tình huống hy hữu như thế? Chẳng lẽ ngươi đã từng... Ta nhổ vào. Tổ An lập tức nhảy dựng lên. Làm sao có thể, chỉ có ta khi dễ người khác, không có người khi dễ được ta. Trong mắt Khương La Phu lóe lên quang mang nguy hiểm, ngươi cũng đừng phạm tội rơi vào trong tay ta, bằng không tỷ tỷ sẽ không nể tình. Tổ An cười ngượng ngùng, ta là người chính trực vĩ ngạn, sao có thể làm những sự tình phạm pháp loạn kỷ cương? Đúng rồi, tỷ tỷ gọi ta tới là có chuyện gì? Thật có sự tình. Khương La Phu mở ngăn tủ, lấy ra một quyển lụa triển khai, phía trên vẽ các loại biểu tượng, có nhiều chỗ còn được đánh dấu. Đây là địa đồ trong bí cảnh, ghi chép địa hình hoàn cảnh, hung thú phân bố. Tổ An giật mình, ngay cả địa đồ cũng có. Khương La Phu trợn mắt, nói nhảm, đây là bí cảnh của học viện, mỗi cách mấy năm sẽ mở ra một lần để học sinh đi vào rèn luyện, lần mở ra gần nhất là 3 năm trước. Ta là lão sư, tự nhiên rõ ràng tình huống bên trong. Thực ra các thế lực khác hơn phân nửa cũng biết tình huống trong bí cảnh, nhưng địa đồ của bọn hắn khẳng định không cặn kẽ như vậy. Những địa phương đánh dấu này, ngươi có thể trốn bao xa thì trốn, tuyệt đối đừng tới gần. Những địa phương kia đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Trong lòng Tổ An ấm áp, từ Minh Nguyệt Thành bắt đầu, tỷ tỷ liền chiếu cố ta. Bây giờ còn vì an nguy của ta mà chuẩn bị những thứ này, ta thực không có gì báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp đi. Mới đầu Khương La Phu còn bị ngữ khí của hắn làm cảm động. Nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng, nàng nhịn không được cười mắng, "Lăn, đậu hũ của tỷ tỷ ngươi cũng dám ăn." Hai người trêu chọc vài câu, bỗng nhiên Khương La Phu nghiêm túc nói, "Sau khi vào bí cảnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, việc ngươi cần giải quyết là phải bảo vệ tính mạng mình, tuyệt đối đừng cậy mạnh, ngươi phải nghĩ bên ngoài còn có rất nhiều người chờ ngươi." Tổ An nhịn không được nói, "Bên trong cũng bao quát ngươi." Khương La Phu sững sờ, trong mắt hiện ra ý cười hiểm nguy. Nha, rất giỏi, hiện tại thật lớn rồi, động một chút lại đùa giỡn tỉ tỉ. Lúc đầu ta cũng không nhỏ. Tổ An hừ một tiếng. Khương La Phu không có nghe ra hắn một câu hai ý, ngươi là đệ đệ của ta, ta tự nhiên muốn ngươi bình an đi ra. Tổ An đánh giá khuôn mặt, lãnh diễm của nàng. Đối phương xưa nay nghiêm túc, trên người cũng có khí chàng cường đại, nhưng trong đầu của hắn luôn toát ra một đống lớn tên phim heo, thoáng cái làm bầu không khí trở nên là lạ. Hắn vội vàng xua tan những suy nghĩ lung ta lung tung kia. Trịnh trọng hỏi, tỷ tỷ, có phải ngươi biết chút ít gì hay không? Khương La Phu lắc đầu, nên nói ta đã nói, cái khác ta không biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bảo toàn an nguy của mình là được. Thấy nàng không muốn nói, Tổ An cũng không làm khó, nhưng trong lòng lóe lên vô số khả năng. Lúc này Khương La Phu đứng lên nói, đi theo ta. Đi chỗ nào? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Khương La Phu không nói, chỉ ở phía trước dẫn đường, Tổ An theo sau. Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng ở phía sau thưởng thức đôi chân dài thướt tha, bờ mông căng tròn, vẫn là một sự tình rất vui vẻ. Bỗng nhiên Khương La Phu dừng lại, loáng thoáng cảm giác được cái cổ của nàng đỏ bừng, nàng hừ một tiếng, ngươi đi trước. Tổ An, muốn đi đâu ngay cả ta cũng không biết nha.
ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Tổ An buồn bực, đây là đề phòng ai đó, là ai lúc trước luôn miệng nói không ngại để người nhìn, nói được người nhìn là thưởng thức nàng đẹp, nữ nhân quả nhiên đều thích gạt người. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh đã tới một tiểu viện thanh u, nhìn sàn nhà trắng đen xen kẽ, Tổ An căn bản không cần hỏi cũng biết đến địa bàn của Hắc Bạch Tử. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này một nam tử tuấn tú mặt mũi thâm quầng, đang cầm kỳ phổ ở nơi đó gật gù xem, nhìn thấy hai người, nước mắt sắp chảy ra. Khương lão sư, A Tổ, sao ngươi lại thành bộ dáng này? Tổ An giật mình, đây là tại nhị công tử còn xinh đẹp hơn nữ nhân sao, cả người tiều tụy, dường như bị ép khô, tóc trơn bóng, giống như vài ngày chưa được tắm. Mỗi ngày lão sư tìm ta đánh cờ, một ngày một đêm ngược ta, sau khi ngược đã nghiền, hắn đi về nghỉ, ta còn phải ở chỗ này xem kỳ phổ, đã mấy ngày không chợp mắt rồi. Đang tố khổ, bỗng nhiên một con cờ bay ra nện lên đầu hắn. Thanh âm uể oải của Hắc Bạch Tử truyền đến, ở sau lưng nói xấu sư tôn, phạt thêm 100 ngày xem kỳ phổ. Sắc mặt của Tạ Tú thoáng cái tái xanh, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Khương La Phu cười an ủi, lão sư là vì tốt cho ngươi, có thể thông qua rèn luyện như vậy mở rộng thức hải, để trí nhớ và sức tính toán của ngươi biến chất, mới có thể tu luyện công pháp càng nhanh. Tạ Tú chỉ thích chơi, hiển nhiên không nghĩ tới nguyên nhân này. Bát sư muội nói với hắn những thứ này làm gì, lúc đầu ta là có ý ma luyện tâm tính của hắn, tiểu tử này rất thiếu ma luyện, bị ngươi nói ra hiệu quả ngược lại không tốt. Hắc Bạch Tử đi tới, thanh âm khá bất mãn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tổ An, biểu lộ nghiêm túc lập tức trở nên ân cần, vội vàng tiến đến bên cạnh. Nguyên lai là tổ tiên sinh đại giá quang lâm, nhanh, nhanh mời vào trong, chúng ta đánh một ván cờ, ta đã tìm được phương pháp phá giải. Tiểu Tạ, người thất thần làm gì, còn không đi pha trà. Tạ Tú khóc không ra nước mắt, đồng dạng là người, vì sao đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy, hắn thực không cách nào liên hệ ra hỏa liếm chó trước mắt chính là lão sư nghiêm khắc của mình. Phải biết mấy tháng trước hắn và Tổ An nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn có thể chỉ điểm đối phương, ai ngờ thế sự quay nhanh như vậy. Tổ An vội vàng nói, hôm nay ta phải cùng thái tử vào bí cảnh, chỉ sợ không có thời gian đánh cờ. Thái tử gì chứ, nào có trọng yếu bằng đánh cờ. Hắc Bạch Tử thờ ơ nói, Tổ An, những người học viện này tựa hồ không có để hoàng gia vào mắt nha. Khương La Phu hò nhẹ, sư huynh, lần này chúng ta tới là muốn mượn ngươi một vật. Hắc Bạch Tử hừ lạnh, không cho. Khương La Phu ngạc nhiên hỏi, ta còn chưa nói là cái gì, ngươi đã cự tuyệt. Hắc Bạch Tử nói, những năm này không thấy đến chỗ ta mấy lần, gần đây làm sao ân cần như vậy, khẳng định là không có chuyện tốt. Khương La Phu hé miệng cười nói, ngũ sư huynh đừng nhỏ mọn như vậy, ta cũng không phải cầu cho mình, vẫn muốn thay A Tổ xin ngươi một lạc tử. Lạc tử? Tổ An sững sờ, đây là vật gì? Hắc Bạch Tử cau mày, hiển nhiên có chút do dự. Lúc này Khương La Phu còn nói thêm, lần này A Tổ tiến vào bí cảnh khẳng định nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất xảy ra chuyện gì, sẽ không còn người đánh cờ với ngươi, hơn nữa mối thù ngươi thua hắn vĩnh viễn sẽ không báo được. Hắc Bạch Tử hừ một tiếng, ta là người có thù tất báo sao? Hừ, ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ chỗ ta lừa gạt đồ vật cho hắn, giống như hắn là tình lang của ngươi vậy. Khương La Phu nhướng mày, nói hưu nói vượn cái gì, hắn là đệ đệ của ta. Giữa nam nữ không phải đều thích chơi ca ca muội muội, tỷ tỷ đệ đệ sao, cho rằng ta không biết. Hắc Bạch Tử lẩm bẩm, nói xong phất tay, lấy ra hai quân cờ một đen một trắng đưa cho Tổ An. Thời khắc nguy cấp dán Bạch Tử ở trên người mình, đặt Hắc Tử ở trên người kẻ khác, như vậy ngươi nhận công kích sẽ bị người thay thế gánh hết, nên mới có tên Lạc Tử, vật này, dùng qua một lần sẽ tiêu hao, cho nên nhất định phải dùng ở lúc mấu chốt. Tổ An giật mình, trên đời còn có đồ vật thần kỳ như vậy. Hắc Bạch Tử vuốt râu, trên mặt ngăn không được vẻ đắc ý, đây là tâm huyết của ta, bao hàm chí lý của kỳ đạo. Những năm gần đây ta chỉ luyện ra 3 cặp lạc tử. Thứ này hiệu quả quá đặc thù, nếu rơi vào tay gian tà, khẳng định sẽ di họa vô tận, nên bình thường ta sẽ không cho người khác. Nhưng tổ tiên sinh phẩm tính cao khiết, ta không cần lo lắng. Tổ An trịnh trọng tiếp nhận 2 viên lạc tử, đa tạ ngũ sư huynh. Đừng nói cảm tạ gì, chờ ngươi từ trong bí cảnh đi ra, cùng ta chém giết mấy ván là được. Hắc Bạch Tử cười ha ha. Đúng rồi, xém chút quên nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối đừng đổi ngược Hắc Bạch, bằng không sẽ thành ngươi làm con rơi của người khác. Tổ An đáp, ta nghĩ mình sẽ không đến mức ngu như vậy. Cũng phải. Hắc Bạch Tử cười nói, lại kéo Tổ An muốn trò chuyện sự tình kỳ đạo. Nhưng Khương La Phu đã lôi Tổ An đi, ngũ sư huynh, ta còn phải dẫn hắn đi địa phương khác, không có thời gian. Hắc Bạch Tử nhìn bóng lưng của nàng, nhịn không được mắng, nữ nhân quả nhiên đều qua sông đoạn cầu, đại lừa gạt. Tạ Tú, về sau ít tiếp xúc nữ nhân, nhìn liền phiền. Sắc mặt Tạ Tú cổ quái, ngươi không cho ta tiếp xúc nữ nhân chẳng phải là muốn mang của ta,
bất quá hắn không dám nói ra, vội vàng xưng phải. Tổ An hỏi thăm Khương La Phu, tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi tìm ai? Đến liền biết. Khương La Phu cười thần bí. Tổ An rơi vào trầm tư, đối phương cố ý tìm Lạc Tử cho hắn, chứng minh mức độ nguy hiểm sẽ vượt quá tưởng tượng. Cũng không lâu lắm, hai người đến bên cạnh một cái ao, không giống ao sen thanh tịnh lúc trước nhìn thấy, trong hồ nước đen kịt không gì sánh được. Tổ An giật mình, tỷ tỷ, cẩn thận có độc. Không sao, chỉ là mực nước mà thôi. Khương La Phu cười cười, sau đó đi đến đỉnh nghỉ mát. Mực nước. Lúc này Tổ An mới thấy trong ao còn có hai con ngỗng đang chơi đùa. Nếu thật có độc, chỉ sợ bọn chúng đã sớm chết. Muốn nhuộm một ao nước thành màu đen, cần bao nhiêu mực nước? À, chờ chút, nếu là mực nước, vì sao lông vũ của hai con ngỗng kia trắng như vậy? Hắn cẩn thận nhìn, chỉ thấy trên người hai con ngỗng kia ẩn ẩn có lam quang lưu chuyển, hiển nhiên là lực lượng pháp trận. Đi qua hành lang, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một thiếu nữ khí chất uyển chuyển hàm xúc ngồi ở trong đình mô phỏng một tấm bia đá, phối hợp cái bóng trong nước, quả nhiên là quá xinh đẹp. Lúc thiếu nữ viết chữ rất chuyên tâm, gió nhẹ thổi lên tóc mai, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ mà quen thuộc. Tạ đại tiểu thư, Tổ An nhớ từ khi tỷ đệ các nàng đến kinh thành, mình chỉ gặp Tạ Đạo Ẩn một lần, gặp Tạ Tú ngược lại mấy lần. Nghe được thanh âm của hắn, thân thể của Tạ Đạo Ẩn rõ ràng run lên, trên ngòi bút rơi xuống một giọt mực, làm bức vẽ bị hủy. Tổ An áy náy, xin lỗi, làm hại ngươi thất bại. Tạ Đạo Ẩn để bút xuống, chậm rãi lắc đầu, không liên quan tới ngươi, là ta còn chưa đạt tới cảnh giới tĩnh tâm như lão sư nói. Tổ An cảm thán, một đoạn thời gian không thấy, khí tức xuất trần trên người nàng phẳng phất như ẩn sĩ cao nhân. Thật sao? Khương La Phu cười rộ lên. Vừa rồi ta đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi vẫn rất yên tĩnh. Sao a tổ vừa tới, tim ngươi liền không tĩnh. Tạ Đạo Ẩn vốn mây trôi nước chảy trong nháy mắt tan vỡ, khuôn mặt đỏ bừng, không khỏi sẵn giọng, Khương lão sư. Được rồi, nói chính sự. Khương La Phu cười cười. Lần trước nói những đồ vật kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tạ Đạo Ẩn ân một tiếng, từ trong hộp lấy ra một tờ phù lục màu vàng hơi đỏ, phía trên dùng chu sa vẽ ký hiệu rất phức tạp. Nàng đưa nó cho Tổ An, Tổ đại ca, biết ngươi phải vào bí cảnh mạo hiểm, đáng tiếc chúng ta không thể ở bên cạnh trợ giúp, cho nên cố ý chuẩn bị cho ngươi một đạo phù, hy vọng lúc nguy hiểm có thể giúp ngươi vượt qua. Khương La Phu cười nói, đây là nhất ti sinh cơ phù của đại sư huynh, đặt ở trên người có thể giảm miễn 20% tổn thương, lưu lại cho ngươi một tia sinh cơ, cho nên xưng là nhất ti sinh cơ phù. Đây chính là bảo bối của đại sư huynh, ngay cả ta cũng chưa hẳn cầu được, Đạo Ẩn là đệ tử hắn sủng ái, mới có thể từ trong tay ra hỏa keo kiệt kia lấy được. Đồng thời nàng âm thầm truyền âm cho Tổ An, tiểu tử thúi đừng không biết hàng, lúc trước tiểu ngư cho ngươi lân phiến mặc dù thần kỳ, nhưng nó ngăn trở tổn thương có hạn mức cao nhất, vượt qua cực hạn, lân phiến của tiểu ngư cũng không thể bảo vệ mạng ngươi, nhưng nhất ti sinh cơ phù là tâm huyết của đại sư huynh, tập hợp tạo nghệ cả đời, lấy lực lượng công kích làm năng lượng, chuyển hóa thành bảo hộ ngươi, cho nên vô luận tu vi của đối phương cao bao nhiêu, nó cũng có thể miễn dịch 20% tổn thương. Dưới tình huống cực đoan, cho dù là hoàng thượng ra tay với ngươi, cũng sẽ giảm miễn 20% tổn thương, còn sau khi giảm miễn 20% tổn thương ngươi có thể giữ được tính mệnh hay không, vậy thì phải nhìn tạo hóa của ngươi, cho nên mới gọi nhất ti sinh cơ. Mặt khác phù này còn bắn ngược, 20% tổn thương lên người đối phương, thật sự là thánh phẩm khó được. Nghe nàng giải thích, Tổ An rốt cục động dung. Cái đồ chơi này thật là cực phẩm, hắn vội vàng nhìn Tạ Đạo Ẩn thi lễ, Tạ tiểu thư, lần này vào bí cảnh xác thực nguy cơ trùng trùng, ta không giả mồm chối từ, nhưng phù này quý giá như thế, đại ân đại đức ta thực không thể báo đáp. Khương La Phu hài hước ngắt lời, sau đó liền lấy thân báo đáp a. Khương lão sư, ngươi nói cái gì vậy? Tạ Đạo Ẩn hờn dỗi. Tổ An nghiêm mặt nói, ta làm sao lại có cách nghĩ như vậy, ta chỉ ghi ân tình này vào tâm khảm, cả đời không dám quên. Tạ Đạo Ẩn vội vàng nói, không cần như thế, chỉ tiếc hiện tại ta học nghệ không tinh, còn không cách nào vẽ ra loại phù như thế, tương lai ta có thể vẽ nhiều cho ngươi. Tổ An lập tức vui vẻ, vậy thì thật cảm ơn Tạ tiểu thư. Nhìn hai người cười cười nói, Khương La Phu trợn mắt, hiện tại gia hỏa này lại bắt đầu làm quân tử, vừa rồi ở cùng ta không phải như vậy nha, hừ. Rời khỏi chỗ Tạ Đạo Ẩn, Khương La Phu dẫn hắn đến hậu sơn, chỉ vào đường mòn phía trước nói, ngươi đi thẳng tới có thể đến cửa bí cảnh. Bây giờ người thái tử nhất mạch và tề vương nhất mạch đều ở bên kia, ta không đi tham gia náo nhiệt, ngươi một đường cẩn thận, nhớ kỹ lời ta nói. Đa tạ tỷ tỷ. Tổ An vốn muốn nói sau khi trở về như thế nào, lại sợ lập flash, nên ngắn gọn cáo từ. Lúc này ở cửa vào bí cảnh sớm đã người đông nghịt, Bích Linh Lung bởi vì ở tổ gia đợi lâu không có kết quả, lại thêm thời gian càng ngày càng gần, đành phải tới học viện trước. Đáng tiếc nàng ở chỗ này cũng không thấy được bóng người kia,
trong lòng lập tức thất vọng không gì sánh được. Lúc này Cố Hư mặt mày hớn hở nói, ta đã nói ra hỏa kia không dám tới, hơn phân nửa là vụng trộm núp ở chỗ nào, chờ lát nữa bí cảnh đóng mới chạy đến, giả bộ như vừa vặn bỏ lỡ. Nói vơ nói vẩn, tỷ phu của ta là nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, sao lại làm loại chuyện này? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng quát giòn tan. Cố Hư nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng đang đứng, ở bên cạnh nổi giận đùng đùng nhìn mình, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp. Nguyên lai là Sở Tam công tử, Mộ Dung tiểu thư. Cùng ở kinh thành nhiều năm như vậy, huynh đệ Cố thị tự nhiên nhận ra hai người này, một cái là thế tử của Minh Nguyệt công, một cái là hoàng ngọc quý trên tay Mộ Dung gia. Sở Ấu Chiêu không có ý định buông tha hắn, họ Cố, vừa rồi ngươi ở chỗ này nói loạn cái gì đó. Mộ Dung Thanh Hà cũng không nhịn được nói, ở sau lưng nói xấu người khác, thật không phải hành vi quân tử. Nàng tự nhiên là phải giúp Sở ca ca của mình, trong khoảng thời gian này tiếp xúc Tổ An, đối phương giúp nàng cứu Đường huynh, nên lòng rất có hảo cảm. Cố Hư nói, dù ở trước mặt Tổ An ta cũng nói như vậy, ta nói đều là lời thật, có cái gì mà ngại. Cố Hành cũng đứng ra nói, Sở công tử, ta nhớ Sở gia đã trục xuất Tổ An khỏi gia môn, ngươi mở miệng gọi tỷ phu, sẽ tổn hại danh dự của lệnh tỷ. Sự tình nhà chúng ta không cần ngươi lo. Sở Ấu Chiêu giận dữ. Các ngươi ở sau lưng nói xấu tỷ phu của ta, ta không quen nhìn, có tin ta xé nát miệng các ngươi không? Cố Hành sầm mặt lại, Sở công tử, chúng ta kính ngươi ba phần, bất quá là nể mặt Tần gia, chẳng lẽ lấy tu vi của hai huynh đệ chúng ta còn sợ ngươi? Nơi này là địa bàn của thái tử, còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Hắn vừa dứt lời, võ sĩ của Bích gia ào ào đứng ra. Bích Linh Lung nhíu mày, lúc này có chút khó khăn, theo lý thuyết mặc kệ là Tần gia cũng tốt, Mộ Dung gia cũng được, đều là thế lực trung kiên của Tề Vương nhất mạch, mình khẳng định phải ủng hộ huynh đệ Cố thị của thái tử nhất mạch. Nhưng bọn họ ra mặt thay Tổ An, lại làm cho nàng không có ý tứ khó xử. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đám công tử trẻ tuổi đi tới, nguyên lai hôm nay thái tử và thái tử phi là tiêu điểm, tất cả mọi người chú ý đến bên này, phát giác được bạo động, liền qua đây xem tình huống, lúc này ngay cả Bích Linh Lung cũng không bình tĩnh. Vội vàng lộ ra nụ cười công thức hóa, mấy vị công tử tốt. Những người trước mắt này là con cháu của Lương Vương Phủ, Liễu Gia, Mạnh Gia, Bùi Gia cùng một chỗ theo thái tử tiến vào bí cảnh hoàn thành nhiệm vụ. Những người kia liền hô không dám, bái kiến thái tử phi. Đám người vội vàng hành lễ. Con út Triệu Hy của Lương Vương cũng là bản tử, bất quá không giống thái tử chỉ toàn thịt mỡ, hắn càng nhiều là lớn mạnh, mày rậm mắt to, như mãnh tướng trên sa trường. Hắn xưa nay tính tình thô lỗ. Lại thêm cùng là người trong hoàng thất, nên không có cố kỵ nhiều như vậy. Nói thẳng, thái tử phi, sao hiện tại các ngươi mới tới? Chúng ta đã ở nơi này chờ rất lâu. Bích Linh Lung còn chưa kịp trả lời. Cố Hư liền đoạt trước nói, thái tử phi đang đợi Tổ An Tổ đại nhân, còn cố ý tới nhà của Tổ đại nhân, đáng tiếc vẫn không tìm được hắn. Tổ An. Triệu Hy cười ha ha. Là gia hỏa đánh Triệu Trị một mực nằm ở trên giường tu dưỡng. Ha ha, người đang ở đâu? Những ngày này ta chỉ nghe tên, không thấy mặt nha. Lương Vương nhất mạch xưa nay thân cận hoàng đế, rất ghét Tề Vương, lại thêm Triệu Trị ỷ vào thiên phú, cả ngày mũi vểnh lên trời. Hắn đã sớm khó chịu, đáng tiếc đánh không lại đối phương, chỉ có thể nén giận. Khi biết Triệu Trị bị Tổ An đánh thảm, hắn ở nhà không ngừng cười to, cùng ngày cơm tối ăn nhiều 3 cân thịt, uống 5 vò rượu. Cảm nhận được hắn có hảo cảm với Tổ An, Cố Hư không dám nói lung tung, miễn cho rủi ro. Cố Hành nói, chúng ta một mực tìm Tổ đại nhân, thế nhưng thủy chung không thấy tung tích. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Triệu Hy nhướng mày. Không đúng, lấy tu vi của hắn, ai có thể dễ dàng đối phó được. Lúc này bên cạnh truyền đến âm thanh cười nhạo, trong đầu ngươi chứa toàn thịt sao, sẽ không nghĩ Tổ An tuổi còn trẻ có thể thắng bát phẩm Triệu Trị chứ, huống chi bên cạnh hắn còn có cửu phẩm đỉnh phong Hàn Phượng Thu. Nhân viên tình báo trong phủ đã sớm điều tra rõ ràng, lúc đó hiện trường hẳn còn có cao thủ thần bí, cho nên Triệu Trị bại trận đơn thuần là trùng hợp. Nói chuyện là một nam tử loè loẹt. Tướng mạo âm nhu, đôi mắt tam giác như rắn hung ác nham hiểm, miệng bôi son còn đỏ hơn nữ nhân. Có điều dù khí chất hắn âm nhu, nhưng giờ tay nhấc chân lại không hiện ra nương khí, bất quá loại u ám kia khiến người ta không thoải mái. Mạnh Phàn, ngươi luôn tìm cách phản bác ta, không phải là yêu mến ta chứ? Triệu Hy cười ha hả. Nam tử âm nhu này chính là Mạnh Phàn của Mạnh gia, hắn nghe vậy lập tức che miệng, một bộ ác tâm muốn nôn, ta nhổ vào. Chính ngươi cũng không soi gương. Nhìn không khác gì quả hồ lô, coi như ta ưa thích nam nhân sẽ coi trọng ngươi. Muốn thích cũng phải thích người như Sở Tam công tử nha, da mịn thịt mềm, môi hồng răng trắng, nhìn đã khiến người động tâm. Sở Ấu Chiêu bị hắn dò xét, toàn thân nổi da gà, Mộ Dung Thanh Hà phải che chở nàng lui về sau, hai người không tự chủ được lộ ra vẻ ghét bỏ. Sở ca ca, chúng ta đi về trước.
Mộ Dung Thanh Hà thật sợ Mạnh Phàn xem trọng người yêu của mình. Phải biết trong kinh thành lưu truyền lời đồn nói Mạnh Phàn thích chơi nam nhân, nàng không dám mạo hiểm. Sở Ấu Chiêu vốn còn muốn biện hộ thay tỷ phu, bất quá ánh mắt của Mạnh Phàn xác thực để cho nàng rất không thoải mái. Lại thêm đám người này đều là tâm phúc của thái tử nhất mạch, các nàng ở lại đây không hợp lý, nên thuận thế theo Mộ Dung Thanh Hà rút đi. Mạnh Phàn nhìn bóng lưng Sở Ấu Chiêu rời đi, nhịn không được liếm môi, gia hỏa này kiểu nộn giống như tiểu cô nương, nhìn đã khiến người động tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này bên cạnh có người cười nói, hắn là người thừa kế duy nhất của Minh Nguyệt Công, cẩn thận Minh Nguyệt Công liều mạng với ngươi. Nói chuyện là một nam tử chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường, bất quá trên miệng để ria mép, tùy thời treo ý cười tà mị. Hắn là con út của Liễu Diệu, bị Bích Linh Lung đánh giá là bao cỏ. Liễu Hiển. Bên cạnh hắn đứng một đồng bạn tuổi tác không sai biệt lắm, bờ môi mỏng, mắt to, tóc chải cẩn thận, không giống Liễu Hiển mặt mũi ngả ngớn, thần sắc hắn nghiêm túc, chính là cháu ngoại cao anh của Liễu Diệu. Mạnh Phàn nghe Liễu Hiển nói, nhịn không được cười nhạo, Minh Nguyệt Công. Bất quá là người xa cơ thất thế mà thôi, ta sẽ sợ hắn. Già già hắn là Tư Không đương triều, phụ thân là người đứng đầu Trung Thư tỉnh, luận gia thế còn trên Sở gia, đương nhiên sẽ không sợ đối phương. Không sợ Sở gia, cũng nên cố kỵ Tần gia nha. Bích Linh Lung hắng giọng, dù sao Sở Ấu Chiêu cũng là em vợ của Tổ An, nàng không muốn đối phương xảy ra chuyện gì, bằng không đến thời điểm Tổ An sẽ nổi điên. Tuy hiện tại nàng oán trách Tổ An chưa tới, nuốt lời, nhưng không có mất lý trí, vẫn phải trông nom thân nhân của hắn một chút. Nghe đến Tần gia, Mạnh Phàn cười hắc hắc, đồng thời không nói gì nữa, hắn không để ý Sở gia, nhưng Tần gia hắn không dám tùy tiện đắc tội. Lúc này Liễu Hiển cười ha ha nói, không nói cái này không nói cái này, vừa rồi không phải đang nói Tổ An sao? Cố Hành cười nói, vừa rồi bọn họ đang nói Tổ An có thể thắng bát phẩm Tề Vương Thế Tử không, hơn nữa còn dưới tình huống cửu phẩm đỉnh phong Hàn Phượng Thu áp trận. Cái này không phải sớm đã có kết luận, lúc trước có cao thủ thần bí nha. Một thanh niên khác nói, ánh mắt người này âm trầm, xem xét liền biết là người bụng dạ cực sâu, đương nhiên là Bùi gia Bùi Hữu. Bọn họ đều là thiên tài, tự nhiên có kiêu ngạo của mình, thực không tin có người có thể vượt cấp khiêu chiến nhiều như vậy. Ha ha, chí ít có thể nói Tổ đại nhân vận khí tốt. Khó trách Thái tử Phi coi trọng hắn như vậy, có hắn ở trong đội ngũ, chuyến này của chúng ta hơn phân nửa vận khí cũng sẽ tốt. Cố Hành nói, hắn nói nhìn như công bằng, trên thực tế hoàn toàn là kéo cừu hận lên người Tổ An. Lúc này mấy người khác đều biết Thái tử Phi đến trễ là đang đợi Tổ An, nhất thời liền bất mãn, chúng ta nhiều người như vậy, cần gì dựa vào Tổ An. Đúng, vậy, Thái tử Phi căn bản không cần lo lắng, có chúng ta dư xài. Họ Tổ có tài đức gì, cần Thái tử Phi tự mình tới nhà, thêm hắn một người không nhiều. Thiếu hắn một người không ít. Trong lòng Bích Linh Lung vốn bực bội, nghe mọi người lao nhao, rốt cục nhịn không được, đủ rồi. Thái tử vốn ở một bên ăn dưa xem kịch cũng giật mình, hiển nhiên là bị nàng hoạ sợ. Sắc mặt mấy người khác cũng không dễ nhìn, bọn họ rõ ràng cảm giác được nộ khí của Thái tử Phi, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết đắc tội nàng nơi nào, chẳng lẽ là vì Tổ An. Nhìn thấy biểu lộ của mọi người, Bích Linh Lung cũng ý thức được mình thất thố, vội vàng nói. Bên kia đã bắt đầu khảo nghiệm tu vi, chúng ta nhanh đi khảo nghiệm đi. Nguyên lai lần này hoàng đế và tề vương đạt thành ăn ý, đồng ý thái tử dẫn người vào, nhưng tu vi không thể vượt qua thất phẩm. Vì phòng ngừa gian lận, ở cửa vào bí cảnh chuyên môn thiết trí trang bị đo đạc nguyên khí ba động, mà không có lựa chọn người làm trọng tài. Trang bị này là do Hoàng gia học viện nghiên cứu ra, lấy một viên tinh diệu thạch quý giá phối hợp phù văn phức tạp, có thể nhanh chóng đo ra cường độ của nguyên khí một người, từ đó phán đoán ra tu vi. Những võ sĩ khác đều được đo không sai biệt lắm, trên cơ bản đều là tứ phẩm ngũ phẩm, chỉ còn lại bọn họ chưa đo. Đoàn người đi qua, thái tử tự nhiên không cần đo, mọi người đều biết tình huống của hắn, miễn cho đo ra mất mặt xấu hổ. Sau đó tự nhiên đến phiên thái tử Phi, Bích Linh Lung từng bước trèo lên đài cao, cố ý nhìn bốn phía, vẫn không nhìn thấy bóng người kia, nàng âm thầm thở dài, sau đó trực tiếp đi lên trước, bên cạnh tinh diệu thạch đứng một thiếu nữ, nàng ngáp một cái nói. Đặt tay ở phía trên, sau đó thôi động nguyên khí là được. Đám con cháu thế gia ở dưới đài hai mắt tỏa sáng, Liễu Hiển càng nhịn không được huýt sáo, tiểu cô nương này là ai, còn rất xinh đẹp nha. Bùi Hữu cười lạnh nói, ta khuyên ngươi nên thu hồi những tâm tư loạn thất bát tao kia đi, nàng là đệ tử của tế tử. Thất Giao Quang, là tiểu sư muội được đông đảo lão sư sùng ái, không phải ngươi có thể trêu chọc. Liễu Hiển hất tóc lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tự cho là rất có mị lực, những sư huynh kia lại che chở nàng. Cũng không thể ngăn cản nàng nói chuyện yêu đương nha. Chỉ cần chúng ta thực tình yêu nhau, cho dù là tế tử cũng sẽ không ngăn cản. Bùi Hữu, đám người ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, gia hỏa này thật tự luyến. Biểu ca của Liễu Hiển ra mặt có rút, lặng lẽ kéo dài khoảng cách,
một bộ ta không biết hắn. Lúc này trên đài khảo nghiệm đã có kết quả, nhìn tinh diệu thạch phun tỏa hào quang, thất giao quang tuyên bố, lục phẩm. Xung quanh nhất thời xì xào bàn tán, trước đó không lâu Thái Tử Phi mới ngũ phẩm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã lục phẩm, thiên phú tu hành thật là ngàn dặm mới tìm được một. Không ít người vô ý thức nhìn Thái Tử, âm thầm lắc đầu, chênh lệch thực quá lớn, quả nhiên là hoa nhài cắm bãi cước châu. Sau khi Thái Tử Phi xuống, mấy người khác nhìn nhau, không có ý tứ đi lên, chủ yếu là tuổi tác của mọi người lớn hơn nàng không ít, tu vi cao hơn nàng rất bình thường, nhưng chút chênh lệch này ở trước mặt tuổi tác, thực không có ưu thế quá lớn, làm mọi người có chút xấu hổ. Vẫn là Liễu Hiển nói, ta lên trước. Da mặt hắn xưa nay dày, được công nhận hoa hoa công tử, hắn sẽ không để ý bị người khác chế giễu. Sau khi đi lên, hắn không có lập tức đè tay khảo nghiệm, mà tiến đến trước mặt Thất Giao Quang, Thất tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Liễu Hiển, gia phụ chính là vệ tướng quân đương triều. Há, ta biết. Thất Giao Quang vô ý thức lui về sau, một nam nhân bôi hương phấn làm gì? Liễu Hiển vui vẻ, nguyên lai Thất tiểu thư biết Liễu mỗ. Vừa rồi tính ra, Thất Giao Quang ngáp một cái. A, Liễu Hiển mộng bức, Thất Giao Quang hừ một tiếng, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta tính ra ngươi muốn tán tỉnh ta. Hừ, ngay cả ta làm cái gì cũng không biết thì xông lên. Ngươi thật là người không biết không sợ. Đến cùng có đo hay không, không đo thì xuống đừng vướng bận. Trong nội tâm nàng âm thầm nói, hôm nay ta tính mình sẽ có vận đào hoa. Kết quả không nghĩ tới là ra hỏa đầy mỡ này. Đây là đào hoa gì, hoa màu gà còn được. Phi, Liễu Hiển có chút không rõ, có điều hắn phản ứng cũng nhanh. Thất tiểu thư tính tình thật ngay thẳng không bị trói buộc. Liễu mộ ưa thích. Nói xong hắn đưa tay đặt ở trên tinh diệu thạch, trong lòng suy nghĩ chờ từ trong bí cảnh đi ra lại hẹn nàng. Quả ớt nhỏ như vậy ta cũng không phải không gặp qua, cuối cùng còn không ngoan ngoãn thở gấp ở dưới người ta. Trên tinh diệu thạch nổi lên một tầng quang mang ảm đạm, Thất Giao Quang nhìn, ngũ phẩm. Học sinh ta dạy tu vi đều cao hơn ngươi, tuổi đã cao như thế, bao năm qua sống trên thân chó sao. Liễu Hiển rốt cục phá phòng, bất quá nơi này là địa bàn của Quốc Lập Học Viện, bên cạnh còn có nhiều đại lão như vậy. Hắn không dám phát tác, chỉ có thể xanh mặt xuống đài. Dưới đài, Bích Linh Lung cố nén ý cười, nàng tương đối quen thuộc những lão sư kia, biết Thất Giao Quang nổi danh tình thương thấp, Liễu Hiển cũng dám đi trêu chọc nàng, quả thật là không biết sống chết. Tiếp xuống mấy người khác lục tục ngo ngoe đi lên, có kinh nghiệm giáo huấn của hắn, không còn ai dám nói năng lỗ mãng với Thất Giao Quang nữa. Rất nhanh mọi người đo ra, Lương Vương phủ Triệu Hy và Liễu Gia Cao Anh tu vi cao nhất, đều là lục phẩm đỉnh phong, cái khác lục phẩm trung kỳ hoặc sơ kỳ. Một đám người ào ào lấy lòng Triệu Hy và Cao Anh còn trầm ổn chút, trên mặt Triệu Hy lại kìm lòng không được đắc ý. Huynh đệ Cố Thị thừa cơ nói, có tiểu vương gia và Cao Huynh, chuyến này của chúng ta có thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay, đâu cần nhờ Tổ An gì, Thái Tử Phi đừng lo lắng. Trong lòng Bích Linh Lung ảm đạm, nghĩ thầm Tổ An đến cùng là vì sao không đến, một mặt lo lắng hắn xảy ra chuyện, thế nhưng một mặt khác lại nghĩ, nếu hắn không xảy ra việc gì lại nuốt lời không đến, hiển nhiên là không để ý đến nàng. Nghĩ đến ngày hôm qua còn luôn miệng nói mình tin tưởng hắn, lúc đó mình rất cảm động, bây giờ lại lộ ra buồn cười như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến, không có ý tứ, tới chậm. Bích Linh Lung vừa mừng vừa sợ quay đầu, rốt cục nhìn thấy bóng người quen thuộc, trong lúc nhất thời nàng vừa muốn cười vừa muốn khóc, bất quá lập tức ý thức được thân phận của mình, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sao hiện tại ngươi mới đến? Đến từ Bích Linh Lung, điểm nộ khí cộng 55 cộng 55 cộng 55. Lâm thời có chút việc chậm trễ, xin lỗi. Tổ An áy náy nói. Mạnh Phàn cười nói, chuyện gì trọng yếu hơn sự tình của Thái tử. Trong lòng Cố Hư mừng thầm, không cần mình nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa. Tổ An đáp, sự tình tương quan tới Thái tử đại khảo, tình huống cụ thể ta sẽ bẩm báo Thái tử Phi. Bởi vì giữa sân có không ít người Tề Vương nhất mạch, hắn không muốn Khương La Phu bại lộ, chỉ có thể mơ hồ không rõ giải thích. Lúc này trên đài truyền đến thanh âm của Thất Giao Quang. Họ Tổ, ngươi có đến đo hay không? Bích Linh Lung nhắc nhở, đi đo tu vi trước đi. Huynh đệ Cố Thị cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm Thái tử Phi thổi ra hỏa này rất thần kỳ, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là tu vi gì. Nếu vượt qua thất phẩm, thì không thể đi vào, vừa vặn mắt không thấy tâm không phiền. Nếu ngay cả thất phẩm cũng không tới, hắc hắc, nhìn xem hắn kết thúc như thế nào. Mấy đệ tử thế gia khác cũng rướn cổ, chủ yếu là chiến tích của Tổ An quá lóa mắt. Tuy trước đó có đủ loại suy đoán có thể giải thích điểm đáng ngờ, nhưng vạn nhất đối phương thật lợi hại thì sao? Tổ An đi lên đài, nhìn tinh diệu thạch thì hơi chột dạ. Trước đó ở Minh Nguyệt Học Viện khảo nghiệm tư chất, kết quả cái bóng kia phát ra ánh sáng chướng mắt, sau đó nổ tung. Lúc trước may mắn có Khương La Phu giúp đỡ che lấp mới giấu giếm được, nhưng hôm nay nhiều cao thủ hàng đầu như vậy,
mỗi một cái đều thấy qua việc đời, đâu có thể dễ dàng lừa qua. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Thất Giao Quang, yên tâm đi, thứ này chỉ đo tu vi, không đo cái khác. Tổ An ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng không có há mồm, chỉ nhìn mình nháy mắt mấy cái, hẳn là nàng dùng nguyên khí truyền âm. Bát sư tỷ để ta nhắc nhở ngươi, có phải ngươi có bí mật gì không? Thất Giao Quang còn nói thêm, đáng giận, vẫn không cách nào nhìn thấu vận mệnh và tương lai của ngươi. Không có bí mật. Tổ An cười cười, đồng thời trong lòng ấm áp, Khương La Phu suy tính thật chu đáo, ngay cả chi tiết này cũng nghĩ đến. Này ở kiếp trước hẳn là lão bản tín nhiệm thư ký nhất. Hắn đưa tay sờ tinh diệu thạch, đồng thời sờ sờ túi thơm mà Bạch Phi cho hắn, trong lòng tâm thần bất định, không biết giấu giếm được không. Rất nhanh trên tinh diệu thạch nổi lên quang mang, toàn trường bỗng nhiên thốt lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.